Lão thử tạp mau, tiếp tục đuổi đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên quát, lúc này hắn cũng đã bỏ chạy được mấy canh giờ. Sắc trời đã gần hoàng hôn, trong lòng Lục Lâm Thiên càng ngưng trọng, hắn đã bị thương, mặc dù còn có thể duy trì tốc độ này, nhưng muốn thúc giục huyễn ảnh thanh vũ dực cũng phải tiêu hao kinh người, so sánh với đối phương có thiên phú trời sinh chỉ sợ không kéo dài được bao lâu. Không thể tiếp tục như vậy. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, rõ ràng cảm giác mình sắp không chịu nổi, nếu còn tiếp tục tiêu hao tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ánh mắt hắn đảo qua, phía trước xuất hiện dãy núi lớn, núi non trùng điệp, khe sâu liên miên, rừng cây xanh biếc vô biên vô hạn, dày đặc rậm rạp hơn những nơi khác. Vào rừng, ánh mắt hắn híp lại, Lục Lâm Thiên không chút do dự, đôi cánh run lên, chớp mắt đã xuyên vào biển rừng bên dưới. Vừa vào rừng, nơi nơi đều là đại thụ che trời, Lục Lâm Thiên thu nhỏ huyễn ảnh thanh vũ rực tới mức tận cùng, tốc độ vẫn vô cùng khủng bố. Ngươi trốn không thoát đâu. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lao vào rừng, thân hình huyết dạ thu nhỏ lại sau đó lao theo đi vào. Con chuột này thật sự muốn không chết không ngừng sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng tụ, tâm thần quan sát, huyết dạ cũng đang đuổi theo sau. Lão thử tạp mau, ta xem ngươi làm sao mà đuổi. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh xuyên qua đại thụ che trời, ở trong rừng rậm bay vòng vèo, muốn trốn người tuyệt đối vô cùng thuận lợi. Chi chi! Huyết dạ gầm rú. Vùng núi này đại thụ ngập tràn, tầm mắt bị giới hạn, muốn đuổi theo một người khó khăn hơn không ít, khiến cho hắn giận dữ không ngừng rít gào. Lục Lâm Thiên cấp tốc trốn loạn, ước chừng sau hai canh giờ mới có cảm giác cách huyết dạ ngày càng xa. Mãi tới khi hoàn toàn không còn cảm giác được khí tức của huyết dạ, hắn vẫn chưa yên lòng, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, trước mắt xuất hiện khe núi thật lớn, lập tức thu liếm huyễn ảnh thanh vũ rực lướt nhanh vào trong khe sâu. Đi vào trong một rừng đá rậm rạp, đây là lúc ám ảnh mật bào tạo nên tác dụng, Lục Lâm Thiên thu liếm chân khí toàn thân, ám ảnh mật bào có thể giúp hắn đào thoát đối thủ truy kích, vốn là vật tuyệt diệu, lúc trước Lục Lâm Thiên vốn xem trọng tác dụng của vật này. Thật lâu sau cũng không thấy huyết dạ xuất hiện, Lục Lâm Thiên vẫn không dám khinh thường, hiện tại huyết dạ hận hắn thấu xương, hẳn không dễ dàng buông tha truy đuổi, chỉ sợ đang tìm kiếm ở gần đây. Không biết Tiểu Long thế nào? Trong lòng Lục Lâm Thiên bắt đầu lo âu. Tiểu Long hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không tốt lắm. Trong núi non vô tận, bóng đêm bao phủ trời cao, thân ảnh của Tiểu Long mang theo kim sắc hỏa diễm cũng rất bắt mắt, thân hình chạy nhanh như chớp, mà Thanh Ly vẫn theo đuổi không bỏ qua, điều này làm Tiểu Long vô cùng buồn bực, tên kia không đuổi kịp hắn mà chính hắn cũng không bỏ rơi được đối thủ. Yêu thú tạp giao, ngươi trốn không thoát đâu. Thanh Ly quát lạnh nói, trong lòng ngày càng nóng nảy. Hắn không nghĩ tới với thực lực của mình lại không làm gì được yêu thú tạp giao kia, đuổi lâu như vậy vẫn không đuổi kịp, hắn chưa từng chật vật tới như vậy, trong mắt tràn ngập hàn ý. Muốn đuổi long ra của ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu Long quát to. Phía trước hiện ra một mảnh núi non, từng ngọn núi cao V Upsilon T trong mây, xanh biếc rậm rạp, mà khu vực này cũng không có nhiều yêu thú. Ngao. Thân thể cao lớn của Tiểu Long đột nhiên lao thẳng vào trong vùng núi trước mắt. Suy! Nhìn thấy Tiểu Long lao vào trong núi, Thanh Ly đột nhiên hóa thành hình người, nhìn lối vào núi, khóe môi cười lạnh. Giảm đi không ít công phu, đây là ngươi tự chui đầu vào lưới. Thanh Ly cười lạnh, thân ảnh chợt lóe lại lao vào bên trong. Một đêm trôi qua, bên trong khe sâu, Lục Lâm Thiên kéo ám ảnh mật bào lộ đầu ra, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Đã qua một đêm, huyết dạ hẳn không còn ở quanh đây. Hô! Lục Lâm Thiên thở mạnh một hơi, khóe môi cười khổ, nhớ ngày đó ở trong sơn mạch vụ đô mình bị yêu thú đuổi gờ yêu ta ết, không nghĩ tới hôm nay vẫn bị yêu thú đuổi theo. Xác định xung quanh không có ai đuổi theo, Lục Lâm Thiên đi vào một sơn động bố trí cấm chế, tâm thần vừa động, tử lôi huyền đỉnh phong hiện lên, mọi người nháy mắt xuất hiện trong sơn động. Nhị đệ! Ca ca! Mọi người vừa đi ra, nhìn thấy sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, khóe môi còn lưu vết máu, nhất thời lo lắng kêu lên. Lâm Thiên, người bị thương rồi sao? Bạch Linh dùng đan dược điều tức, sắc mặt đã khôi phục không ít, đã thay quần áo, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên, lo lắng hô. Ta không sao, nàng không việc gì là tốt rồi. Nhìn mỹ nữ, khóe môi Lục Lâm Thiên lộ ý cười. Cảm ơn ngươi. Bạch Linh khẽ nói. Ta nói rồi, trước kia ta có nàng,
hiện tại nàng có ta. Lục Lâm Thiên cười nói. Nghe được lời này Bạch Linh lại cười, trong mắt hiện vẻ than thở, nói. Đúng rồi, sao các ngươi lại chạy tới tổ yêu lâm? Lục Lâm Thiên đem mọi chuyện kể lại sơ lược, cùng tình huống của nhóm yêu thú nghịch lân yêu bằng. Ca ca, Tiểu Long đâu? Không nhìn thấy thân ảnh Tiểu Long, Lục Tâm Đồng vội hỏi. Ta cũng không biết, Tiểu Long bị Thanh Ly đuổi theo, nhưng có lẽ cũng không có chuyện gì. Lục Lâm Thiên nói, Tiểu Long có huyền vũ thần xác, chỉ sợ cần phải có yêu thú cửu giai hậu kỳ đỉnh phong ra tay, bằng không cũng không tổn thương được hắn. Thực lực Thanh Ly rất mạnh, huyết mạch trong tộc cực cao, chúng ta nên nghĩ biện pháp tìm được Tiểu Long tốt hơn. Bạch Linh có chút lo lắng nói. Ân, chúng ta đi tìm Tiểu Long, nhưng ta cần điều tức một lát. Lục Lâm Thiên nói. Để Dương Quá cùng Thiên Độc yêu long cảnh giới, Lục Lâm Thiên đi vào bên trong thiên trụ giới. Trong dãy núi liên miên trùng điệp, chỉ vài giờ sau đã hừng đông, thân ảnh Tiểu Long cấp tốc lướt qua chân trời, cảm giác sau lưng không còn khí tức của Thanh Ly, ánh mắt nghi hoặc, thân thể cao lớn xoay quanh giữa không trung, quay đầu nhìn ra phía sau, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh Thanh Ly đuổi tới. Hừ, còn muốn đuổi long ra của ngươi, không có cửa đâu. Tiểu Long nhủ thầm, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, bây giờ hắn phải đi tìm lão đại, không biết lão đại bọn họ như thế nào. Siêu. Tiểu Long thoáng cân nhắc liền khôi phục hình người, hắn cũng không phải lo lắng an nguy của lão đại, nhưng muốn đi tìm người thật sự có chút phiền phức. Tại sao lại như vậy? Nửa canh giờ sau thân ảnh Tiểu Long xuất hiện trong một khe sâu, thần sắc nghi hoặc, hắn đã đi qua nơi này nhưng bây giờ quay trở lại, đi tới đi lui đều giống như luôn đảo quanh trong khu núi này, vô luận là hướng nào cũng không thể thoát thân đi ra. Yêu thú tạp giao, sao lại không chạy, tiếp tục chạy a? Ở trong luân hồi cốc ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Đúng ngay lúc này một thân ảnh hiện ra trên đỉnh phong núi, nam nhân tà mị xuất hiện. Đáng chết! Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, lập tức bay về phía sau. Bầy trận bắt con yêu thú tạp giao kia. Thanh Ly quát lớn, lăng không đứng thẳng, âm thanh truyền ra, lạnh lùng nhìn theo Tiểu Long. Oanh Long! Mười mấy thân ảnh lướt lên bầu trời, chiếm cứ phương vị, mơ hồ lộ ra một tia huyền diệu. Hồ Linh Khốn Long Trận. Mười mấy thân ảnh kia chính là người của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc luôn đuổi theo sau, từng đạo bạch quang lập tức bắn ra. Suy. Quang mang bạo lướt, nháy mắt liên tiếp lẫn nhau, chỉ thoáng chốc cả phiến thiên không vô cùng sáng lạn, sau đó xuất hiện một trận pháp khổng lồ lớn chừng 5.000 thước. Trên đại trận hiện ra hư ảnh cửu vĩ yêu hồ, hư ảnh có 8 cự vĩ, dài mấy ngàn thước, trong đại trận mơ hồ tản ra uy áp khủng bố làm Tiểu Long cũng cảm thấy áp lực. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Thanh Ly lộ vẻ cười lạnh nói. Ngao! Tiếng long ngâm xuyên thấu không gian, mang theo uy áp thật lớn, Tiểu Long đã khôi phục bản thể, hư ảnh cửu vĩ yêu hồ cũng đột nhiên khựng lại. Ngao! 8 cự vĩ đột nhiên trộn vỡ hư không, hóa thành thiên la địa vũng bao trùm về hướng Tiểu Long. Huyền vũ nộ! Tiểu Long hét lớn, thân hình khổng lồ tràn ngập kim sắc hỏa diễm, huyền vũ thần sắc đột nhiên tràn ra hắc quang. Một đạo thú ảnh hư ảo hiện lên đỉnh phong đầu Tiểu Long. Hư ảnh lớn hơn ngàn thước, lân giáp bao trùm, thân hình quy xà giao nhau, miệng phát ra tiếng gầm dữ tợn. Ngao! Tiếng hô xuyên thấu không gian, hư ảnh dựng lên, không gian run rẩy, một cỗ năng lượng kinh khủng từ khắp bốn phương tám hướng truyền tới, mang theo uy áp lan tràn, trong nháy mắt cả không gian đều vặn vẹo, không gian xung quanh sôi trào khuếch tán. Khí tức vừa bộc phát, mười mấy cửu vĩ yêu hồ sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, mặc dù huyết mạch của họ cực cao, nhưng dưới huyền vũ nộ họ đều bị áp chế. Ngao ngao! Mười mấy cửu vĩ yêu hồ phun máu, nháy mắt hóa thành bản thể. Ca ca! Tiểu Long thúc giục huyền vũ nộ, hư ảnh cửu vĩ yêu hồ bắt đầu nứt nẻ. Đáng chết! Sắc mặt Thanh Ly đại biến, hư ảnh huyền vũ làm huyết mạch cùng linh hồn hắn đều bành trướng lên, uy áp bao phủ khiến hắn run rẩy. Làm cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Hừ. Thanh Ly cắn răng quát một tiếng, thủ ấn liên tục biến ảo, một đạo quang thúc bắn ra rơi vào trong đại trận. Cả đại trận run rẩy lên, năng lượng ngưng tụ, hư ảnh cửu vĩ yêu hồ nháy mắt hóa thành cửu vĩ, mặc dù rất mỏng manh nhưng lại làm uy lực đại trận trướng lớn. Hư ảnh cửu vĩ yêu hồ xoay quanh, đối diện cùng hư ảnh huyền vũ phía trước. Ngao. Thân thể Tiểu Long tràn ra vết máu. Ánh mắt dữ tợn trầm xuống, con mắt thứ ba chợt hiện,
một đạo kim mang tràn ngập hóa thành kim quang bắn ra ngoài. Suy, kim quang bạo lướt, chân khí khuếch tán, nháy mắt va chạm vào hư ảnh cửu vĩ yêu hồ. Oanh long long, hư ảnh cửu vĩ yêu hồ nháy mắt bị kim quang tàn phá. Cùng một thời gian ánh mắt Thanh Ly chợt dại ra, chỉ có chính hắn mới biết được một cỗ lực lượng kinh khủng mang theo uy áp đang muốn phá hủy linh hồn lực của hắn, làm hắn khó thể đối kháng. Phốc, mười mấy cửu vĩ yêu hồ phun ra máu tươi hung hăng nện xuống đất, hư ảnh cửu vĩ yêu hồ khổng lồ lập tức tan vỡ. Phốc, cùng một thời gian Tiểu Long cũng phun máu tươi, thân thể lập tức rúc vào trong huyền vũ thần xác, huyền vũ thần xác thu nhỏ cỡ lòng bàn tay trôi nổi giữa không trung. Suy, uy áp biến mất, sắc mặt Thanh Ly trắng bệch, ánh mắt lộ hàn ý, đánh ra đạo quang mang thẳng vào huyền vũ thần xác. Yêu hoàng khí thiên cấp, linh hoàng khí thiên cấp, tiểu gia hỏa này đúng là một kỳ tích a. Đúng ngay lúc này giữa không trung đột nhiên truyền ra tiếng cảm thán. Suy, ngay khi quang mang của Thanh Ly sắp va chạm huyền vũ thần xác, đột nhiên một quầng sáng bao phủ giữa không trung, quang mang đụng quầng sáng thậm chí không gây ra chút dao động nào. Ai? Giữa không trung vang lên tiếng thở dài, bạch quang thu liếm, bao quanh huyền vũ thần xác, sau đó liền biến mất trong không gian xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở dài quanh quẩn giữa thiên không. Là ai? Ánh mắt Thanh Ly hoảng hốt, người kia đến vô tung đi vô ảnh, đã hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Trong sơn động, Bạch Linh nghe Lục Tâm Đồng kể lại lai lịch của thiên trụ giới, hai canh giờ sau Lục Lâm Thiên đã đi ra, sắc mặt khôi phục như trước, không còn gì đáng ngại. Bên ngoài hai canh giờ, trong tầng thứ hai thiên trụ giới đã qua 40 canh giờ, chẳng khác gì là 3 ngày 3 đêm, đối với người khác có lẽ còn chưa thể khôi phục, thậm chí 10 ngày nửa tháng chưa hẳn làm được như thế. Nhưng với Lục Lâm Thiên thì không có vấn đề, thời gian như vậy đối với hắn đã đầy đủ. Lâm Thiên, đã khôi phục rồi sao? Mặc dù không cảm giác kỳ quái nhưng Bạch Linh vẫn cẩn thận hỏi thăm. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nhìn qua đại hán áo đen. Cho ngươi hai con đường, một là thần phục với ta sẽ bố trí linh hồn ấn ký trong não hải của ngươi, hoặc là ngươi có thể lựa chọn cái chết. Đại nhân tha mạng, ta lựa chọn thần phục. Đại hán áo đen cũng không do dự, thân là yêu thú đáy lòng cũng không muốn thần phục cho một nhân loại, nhưng ở trước thực lực tuyệt đối cùng sinh tử, hơn nữa những gì hắn gặp được trong mấy ngày nay, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lục Lâm Thiên cởi bỏ cấm chế cho đại hán, lập tức bố trí huyết hồn ấn, bản thể của đại hán chính là một đầu mặc lân yêu lang thất giai hậu kỳ, thực lực cũng không tệ lắm. Sau này gọi ngươi là Mặc Lang đi. Lục Lâm Thiên nói. Dạ, chủ nhân. Bị bố trí huyết hồn ấn, Mặc Lân yêu lang đã tuyệt đối thần phục. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người nói. Bây giờ chúng ta đi tìm Tiểu Long. Giờ phút này hắn cũng bận tâm an nguy của Tiểu Long, muốn nhanh chóng đi tìm kiếm. Mọi người gật đầu, thu hồi cấm chế ngoài cửa động, đi ra ngoài. Thời gian qua lâu như vậy theo Lục Lâm Thiên phán đoán, huyết dạ hẳn không còn khả năng kề cận nơi này. Mọi người xuyên qua trong núi non, trong chớp mắt đã biến mất. Khoảng 3 canh giờ sau đi vào trong một sơn cốc, Thiên Độc Yêu Long nói. Trưởng môn, vừa rồi hỏi thăm không ít yêu thú, đều nghe nói đêm qua nhìn thấy một đầu kim sắc yêu thú bay về phía nam, ta nghĩ hẳn là Tiểu Long. Đi về phía nam sao? Bạch Linh không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Nhân loại đáng chết, ta đã nói rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Vào thời khắc này một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền tới, một hồng sắc thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Chính là tộc trưởng huyết dực yêu bức bộ tộc huyết dạ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên co rụt lại, trong lòng trầm xuống. Huyết dạ. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới người này lại vẫn tiếp tục đuổi theo. Ánh mắt mọi người đều đại biến. Ngươi trốn không thoát. Thân ảnh huyết dạ lao thẳng tới, đi tới trên đầu mọi người, chảo ấn ầm ầm đánh xuống. Mọi người mau lui lại. Lục Lâm Thiên hét lớn, khởi động thanh linh khải giáp, trong tay hiện lên tử kim quang mang. Lập tức bùng nổ ngay trên tay hắn. Oanh long. Một đạo tử kim lôi đình hiển lộ, lập tức oanh kích thẳng vào chảo ấn, nhất thời âm thanh nổ bạo đinh tai nhức óc vang lên, khí lãng đáng sợ gào thét khuếch tán, mặt đất nứt nẻ lan tràn như mạng nhện. Đặng đặng. Kinh khí tiếp xúc, thân thể Lục Lâm Thiên run lên, bật lui ra sau mấy bước, mỗi bước đều dẫm ra khe lớn, lui mãi vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà giờ khắc này thân thể huyết dạ thuận thế hạ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, đảo qua nhóm người Lục Tâm Đồng, nói.
Ngươi tiếp tục trốn a, ngươi chạy thoát ta sẽ lập tức đánh chết bọn hắn, sau đó đem ngươi nghiền xương thành tro. Lão thử tạp mau, ta sẽ đem huyết dực yêu bức bộ tộc hoàn toàn diệt tộc. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng, hắn cũng không phải lo lắng cho mọi người, nếu mình thu mọi người vào Tử Lôi Huyền Đỉnh Phong rời đi, điều này cũng không khó khăn, nhưng lúc này hắn còn phải đi tìm Tiểu Long, không có thời gian hao tổn ở đây, nhưng bây giờ lại không trốn thoát, dù là chạy thoát cũng không cách nào tìm được Tiểu Long. Kiệt Kiệt, người đừng hòng uy hát yêu ta ép ta, huyết dực yêu bức bộ tộc đông đảo, người có thể gỡ yêu ta ít bao nhiêu, nói thế nào ta phải tận lực suốt đời đem ngươi nghiền xương thành cho. Huyết Dạ đã lâm vào trạng thái gần như điên cuồng, nếu không gỡ yêu ta ít được nhân loại này hắn làm sao có thể bỏ qua. Biết ta làm sao tìm được các ngươi không, dù các ngươi chạy tới chân trời góc biển cũng không thoát khỏi tay ta, Bạch Linh đã trúng huyết độc của ta, dù nàng đi tới chân trời góc biển ta cũng biết được, Kiệt Kiệt. Huyết Dạ âm lệ cười lạnh. Nhân loại, ngươi còn chưa biết hậu quả bị trúng huyết độc của ta đi, nếu trong vòng 3 tháng không được ta tự mình giải độc, nàng sẽ khô cạn máu mà chết, ngươi liều mạng muốn cứu Bạch Linh, tính mạng cũng bị khống chế trong tay ta, ngươi tiếp tục trốn, ngươi sẽ trơ mắt nhìn thấy nàng tử vong. Bạch Linh, lời của hắn là sự thật sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến quay đầu hỏi. Không cần lo lắng cho ta không sao. Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe, thản nhiên nói. Đồ khốn. Lục Lâm Thiên trừng mắt, khó trách Huyết Dạ có thể nhanh chóng tìm được mình, nguyên lai là vì Bạch Linh trúng huyết độc. Ha ha, nhân loại hèn mọn, người bắt đầu lo lắng sao, người lo lắng cũng vô dụng, người còn chết trước cả nàng. Huyết Dạ cười lạnh, vừa dứt lời lập tức giẫm mạnh một cước. Hiu, Huyết Dạ hóa thành hồng sắc lưu quang lao về hướng Lục Lâm Thiên, thân ảnh hóa thành bản thể khổng lồ vài trăm thước, vừa toát ra liền đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Chi chi. Một tiếng thét bén nhọn chói tai vang lên, hai chảo ấn lập tức vỗ về phía trước. Ông ông! Ngân mang chợt lóe, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ cánh bay lên, trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý, song trưởng trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, trong khoảnh khắc hóa trưởng thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, song trưởng run lên, quyền ấn bộc phát kim mang đồng thời quát lớn. Long ảnh tí! Ngao ngao! Chỉ nháy mắt hư ảnh kim long bắn ra, hung hăng va chạm về hướng Huyết Dạ. Oanh oanh, không trung đông cứng, âm thanh như sấm sét nổ tung, năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố nháy mắt thổi quét khắp xung quanh. Thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, mặt đất nứt vỡ theo từng bước chân, mượn dùng vũ dực lập tức bay lên không trung. Phốc, Lục Lâm Thiên phun máu, nhưng cũng không bị thương. Mọi người lui ra xa một chút, ta đi hỗ trợ. Bạch Linh vừa nói, thân ảnh lập tức bay tới. Huyết dực. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho huyết dực yêu bức bộ tộc. Bạch Linh quát lớn, thủ ấn kết xuất, yêu nguyên lan tràn, hóa thành bản thể cửu vĩ yêu hồ khổng lồ. Ngao, tu vi bát giai trung kỳ phóng thích, cũng chỉ kém hơn Thanh Ly một chút mà thôi. Tám cự vĩ trôi nổi bạch mang, ẩn chứa kinh lực đáng sợ thổi quét, hung hăng đập thẳng về hướng Huyết Dạ. Hừ, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Huyết Dạ hét lên chói tai, hai cánh vỗ mạnh. Hai cỗ phong bạo thổi tung ra, trong giây lát lại hội tụ cùng nhau, phát ra hào quang chói mắt, đem cả tám cự vĩ của Bạch Linh thổi quét bên trong. Lực lượng va chạm đinh tai nhức óc. Oanh oanh oanh. Không gian nổ tung, cự vĩ bị đánh bật lui, tám cự vĩ quét ngang thiên không, mặt đất nứt vỡ, khe sâu nổ tung, dù ở thời kỳ toàn thịnh Bạch Linh cũng khó đối phó Huyết Dạ huống chi nàng chưa khôi phục được bao nhiêu. Phanh. Bạch Linh phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay. Bạch Linh, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra huyết ấn. Ngao, một tiếng thú minh rít gào truyền ra, huyết hồn ấn mang theo uy áp ngập trời đánh thẳng về hướng Huyết Dạ. Huyết hồn ấn rơi xuống, tâm thần Huyết Dạ hoảng hốt, một cỗ lực lượng áp chế làm linh hồn hắn run rẩy, thân hình không tự chủ lập tức thối lui, nhưng cũng không hoàn toàn ảnh hưởng tới hắn, yêu nguyên dâng lên, trong miệng nhất thời phun ra đạo quang mang. Phanh, huyết hồn ấn xuyên thấu. Rơi lên người Huyết Dạ, lực lượng quỷ dị khiến linh hồn Huyết Dạ run lên, thân hình lập tức bị đẩy lui. Tâm đồng, độc long chiếu cố Bạch Linh, tất cả lui ra, để ta ứng phó. Lục Lâm Thiên trôi nổi trên không, nhất thời quát. Vậy ngươi cẩn thận. Bạch Linh cùng mọi người lui ra, nàng thật sự không còn lực tái chiến. Nhân loại đáng chết, xem ngươi còn có bản lĩnh gì.
huyết giả càng thêm cuồng bạo, công kích quỷ dị làm hắn bị ảnh hưởng nặng nề, bởi vì nó trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Trong mắt Lục Lâm Thiên lộ hàn ý, hiện tại dù hắn có thể trốn cũng không thể chạy, hắn phải đi tìm Tiểu Long, Bạch Linh trúng huyết độc, chỉ sợ có mỗi huyết giả có thể giải độc, nếu hắn chạy Bạch Linh sẽ nguy hiểm, Lục Lâm Thiên thật sự không dám mạo hiểm đi tìm xem người khác có thể giải được độc hay không. Chỉ có bắt lão thử tạp mao này mới có cơ hội tìm được giải dược. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn huyết dạ, hắn không còn lựa chọn nào khác, không thể thoát thân, cũng không làm được như thế. Trong đầu Lục Lâm Thiên không ngừng xoay chuyển, hắn còn có chỗ dựa cuối cùng có thể vận dụng, nhưng chỉ dùng được một lần, cho nên trước khi dùng hắn phải toàn lực liều mạng tốt hơn, nói thế nào cũng phải thử xem một chút. Suy! Huyết dạ không chút chậm trễ, chảo ấn nháy mắt bay ra. Không gian vặn vẹo cất giấu lực lượng hủy diệt cuồng bạo, chảo ấn xé rách không gian nháy mắt áp về hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không chút do dự, huyết lục hiện ra trên tay. Ngao! Huyết lục tê minh, nháy mắt vẽ ra vòng tròn tối đen, lập tức đánh ra bảy đao, động tới năng lượng phong hệ mạnh mẽ không ngừng tràn vào. Hoàn vũ thất toàn trảm. Chỉ nháy mắt chém ra bảy đao. Đao mang bùng nổ mang theo âm thanh nổ bạo chói tai lập tức bao phủ chảo ấn bên trong. Hiu hiu. Huyết sắc đao mang mang theo xu thế trẻ che va chạm cùng chảo ấn, hai loại năng lượng khủng bố lập tức tiếp xúc lẫn nhau. Sắc mặt Bạch Linh không khỏi căng thẳng, lúc này nàng mới biết thực lực của Lục Lâm Thiên đã cường hãn tới mức độ này. Suy suy. Công kích đụng chạm lẫn nhau lại không phát sinh tiếng nổ, chỉ nhìn thấy cường quang gắt gao dây dưa cùng một chỗ, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Không gian xung quanh lần lượt nứt vụn. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, chảo ấn đánh xuống, trực tiếp đánh đao mang tan tác, cả không gian lan tràn từng khe không gian tối đen li ti. Ca. Trong tích tắc thân hình khổng lồ của huyết dạ lao tới, chảo ấn trực tiếp đánh thẳng lên người Lục Lâm Thiên. Ca. Chỉ thấy lớp vảy vàng óng trên thanh linh khải giáp bị chảo ấn xé mở, cự lực chút xuống thân hình Lục Lâm Thiên lập tức bị nện thẳng xuống đất. Oanh. Thân hình Lục Lâm Thiên nện thẳng vào bên dưới khe sâu, trực tiếp lõm xuống từng đạo khe rãnh, sơn băng địa liệt, vô số đá vụn văng tung tóe. Lâm Thiên! Ca ca! Xa giữa không trung nhóm người Lục Tâm Đồng kinh hoàng hét lớn. Nhị đệ có bất diệt huyền thể, không có việc gì, chúng ta đi tới sẽ làm nhị đệ phân tâm. Dương Quá quát một tiếng, ngăn cản Bạch Linh cùng Lục Tâm Đồng muốn nhào tới. Kiệt kiệt! Huyết dạ âm trầm cười lạnh. Mặc dù nhân loại kia có chút quỷ dị, chỉ tiếc còn chưa phải là đối thủ của hắn. Chủ nhân không sao. Tuyết sư nhìn chằm chằm vào khe sâu tràn ngập cho bụi nói. Cho bụi dần dần tán đi, một hình dáng có hai cánh hiện ra, sau đó là tiếng sấm nổ mạnh, đôi cánh chấn động thổi tan cho bụi. Lục Lâm Thiên xuất hiện giữa không trung, nhìn qua giống như một đầu điểu cầm bị thương, trên lưng cùng LNG ngực lộ ra da thịt có vết máu, giống như bị móng vuốt sắc bén cắt xé. Nhưng vết chảo không sâu, chỉ lưu chút máu mà thôi. Nhiệt xúc lợi hại. Thân hình Lục Lâm Thiên lăng không bay lên, miệng phun bọt máu, không nghĩ tới mình vừa có chút sơ hở lại nếm thiệt thòi lớn như vậy. Tâm thần vừa động, tử điện mang quanh quẩn, dưới tác dụng của bất diệt huyền thể vết thương trên người Lục Lâm Thiên nhanh chóng khôi phục, nháy mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng thanh linh khải giáp vẫn tổn hại. Gì? Ánh mắt huyết dạ biến thành kinh ngạc. Sắc mặt đại biến, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Nhiệt xúc, thực lực cường hãn, nhưng cũng không làm gì được bản tôn. Lục Lâm Thiên lau vết máu trên môi, thu huyết lục vào cơ thể. Nhân loại hèn mọn, ta xem ngươi còn đối kháng được mấy lần công kích, hôm nay ta phải nghiền xương ngươi thành tro, tuyên cáo với tổ yêu lâm, huyết dực yêu bức bộ tộc không phải dễ dàng trêu chọc. Ánh mắt huyết dạ dữ tợn nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức đảo qua nhóm người Lục Tâm Đồng, âm lệ nói. Chờ giải quyết ngươi xong, ta tiếp tục xé bọn hắn thành mảnh nhỏ, báo thù cho tộc nhân đã chết của chúng ta. Lục Lâm Thiên không lên tiếng, hiện tại hắn chỉ có thể toàn lực liều mạng, tuyệt đối dùng toàn lực, dù mạo hiểm cũng phải thử xem một lần, nếu thất bại chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Chỉ có toàn lực liều mạng. Thủ ấn kết xuất, tử kim lưu quang bay ra khỏi ấn đường, thân ảnh đại hồn anh xuất hiện, sát khí thao thiên lan tràn. Gì, sao lại có phân thân? Huyết dạ vừa nhìn thấy đại hồn anh, sắc mặt kinh ngạc, theo lời đồn đãi chỉ có vũ đế cùng linh đế nhân loại mới có thể có phân thân, nhưng nhân loại này còn chưa tới đế cấp, bằng không chính hắn cũng không phải là đối thủ.
Sát khí kia làm linh hồn huyết giả cũng run lên, chân khí trên thân ảnh kia tựa hồ mạnh hơn không ít, hắn chợt lẩm bẩm. Nguyên lai chỉ là thủ đoạn linh hồn phân thân mà thôi. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển, cửu chuyển. Thủ ấn liên tục đánh ra, bạch sắc quang quyển bao phủ, chỉ nháy mắt khí tức của đại hồn anh đã tăng lên tới tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Huyết giả trợn mắt kinh ngạc, không dám tin tưởng. Linh hồn phân thân kia sao lại quỷ dị như thế? Ánh mắt huyết dạ run lên, nhủ thầm. Nhân loại đáng chết, hôm nay mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu thủ đoạn, ngươi đều chết chắc rồi. Huyết dạ không muốn chậm trễ thêm thời gian, không thể cho nhân loại kia cơ hội dở trò được nữa. Suy, dứt lời yêu nguyên dâng lên, thân hình khổng lồ của huyết dạ lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Hống, một đạo thanh mang phóng lên cao, thú hồn bôn lôi thiên hổ thú viễn cổ thoáng hiện. Thú hồn bát giai hậu kỳ. Huyết dạ biến sắc, cánh phải cắt vỡ hư không va chạm thẳng về hướng thú hồn. Ám ma phân thân bí pháp. Đại hồn anh kết xuất thủ ấn, sáu linh hồn phân thân lập tức hiện ra. Phanh. Thú hồn cùng cánh phải va chạm lẫn nhau, vang lên tiếng nổ kinh người, thú hồn lập tức bị đẩy lui. Suy. Huyết dạ bị điện mang va chạm, thân hình run rẩy, điện mang công kích làm thân thể hắn suýt nữa mềm nhũn toàn thân. Siêu siêu. Chỉ nháy mắt đại hồn anh cùng sáu linh hồn phân thân đã xuất hiện phía trước, bao vây huyết dạ bên trong. Như thế nào có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Huyết dạ càng thêm kinh ngạc. Thu liếm huyễn ảnh thanh vũ dực, Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Ánh mắt biến hóa, Lục Lâm Thiên khởi động hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp, thân hình lập tức bành trướng, đồng thời một lớp vảy bao trùm khắp thân thể, điện mang quanh quẩn. Từng mảnh áo giáp xâm nhập vào bên trong da thịt gắt gao bao bọc khắp toàn thân của hắn. Suy lạp lạp, thanh quang bao phủ, mang theo năng lượng kinh người, gân cốt cơ thể, tay chân huyết mạch đều mở rộng. Chỉ thoáng chốc trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Linh cùng Mặc Lang, hai tay Lục Lâm Thiên đã hóa thành hổ trảo thật lớn, đã chướng lớn hơn trăm thước khổng lồ. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đã hóa thành một đầu cự hổ thật lớn, dị thường hung mãnh, quanh thân quanh quẩn điện mang. Uy thế khiến người sợ hãi chấn động. Chủ nhân sử dụng vũ khí gì vậy? Mặc Lang kinh ngạc há hốc. Thực lực của chủ nhân ngươi làm sao có thể nhìn thấu? Tuyết sư trừng mắt nói. Huyết dạ nhìn thấy Lục Lâm Thiên biến hóa, ánh mắt kinh ngạc, lúc này đại hồn anh cùng sáu linh hồn phân thân đều chủ động phóng ra. Thời không lao ngục. Đại hồn anh thúc giục thời không lao ngục, ngoại trừ chính bản thể cũng chỉ có đại hồn anh làm được. Mà sáu linh hồn phân thân dù sao là dựa vào tàn hồn lực chia tách, vì thế không có khả năng này. Thời không lao ngục lập tức bao vây huyết dạ bên trong, năng lượng thổ hệ, linh hồn công kích, không gian lực, thời gian công kích đồng loạt xung hợp, nháy mắt đã bao trùm thân thể huyết dạ. Huyễn diễn đao trận, thiên linh diệt hồn chỉ. Sáu tiếng quát lớn truyền ra, hình thành xu thế vây công, sáu linh hồn phân thân đều tự thúc giục công kích khủng bố nhất. Phá. Bên trong thời không lao ngục, huyết giả cắt vỡ khe không gian cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành mảnh nhỏ. Huyết giả dùng không ít thủ đoạn mới có thể giãy thoát ra ngoài, tiêu hao không ít, nhưng vừa thoát thân lập tức nhìn thấy mấy đạo công kích hội tụ tràn tới. Mạnh như vậy, trong lòng huyết giả hoảng sợ, linh hồn công kích cùng đao trận quỷ dị làm linh hồn hắn cũng run lên. Suy suy, đồng thời năm đạo thiên linh diệt hồn chỉ đều rơi xuống. Không gian nổ tung, linh hồn công kích đáng sợ tràn ra, ngoài ra còn có 9.909 đao mang thổi quét, nháy mắt bao phủ lấy hắn. Nhân loại, cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Huyết dạ rung cánh, yêu nguyên bạo tuôn. Oanh long, thú hồn bôn lôi thiên hổ thú nhào tới, điện mang lưu chuyển, từ trong miệng phun ra đoàn lôi điện quang thúc, đánh thẳng vào người huyết dạ. Chỉ nháy mắt huyết dạ vỗ cánh bay lên. Yêu nguyên phong hệ cuồng bạo hình thành cương khí phòng ngự quanh thân, chung quanh quang quyển lộ ra khe không gian tối đen. Năm chảo ấn rơi lên quang quyển, vô số đao mang phóng lên cao, nháy mắt phủ lên quang quyển kia, đoàn đao mang đồng thời bắn xuống. Phanh phanh, lực lượng va chạm khủng bố bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, khe không gian cấp tốc lan tràn, hết thảy xung quanh đều hóa thành mảnh nhỏ. Ca ca, hư không đều bị phá hủy, cường quang chói mắt tán phát. Kinh khí phong bạo khủng bố thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Không ngờ chủ nhân mạnh mẽ tới mức này, huyết dạ phải chết rồi chứ. Mặc Lang kinh hãi thốt lên,
hoàn toàn rung động. Huyết giả đột phá bát trọng hậu kỳ đã lâu, thực lực thật khủng bố, hiện tại đang thi triển phong nguyên không gian của huyết dực yêu bức bộ tộc để phòng ngự, không dễ dàng đối phó như vậy. Ánh mắt Bạch Linh mang theo vẻ ngạc nhiên lẫn ngưng trọng nói. Ca ca, lực lượng khủng bố đập vào, nhưng 6 công kích khủng bố cũng không phá vỡ được phòng ngự kia. Nhân loại, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, người có nhiều thủ đoạn cũng không tác dụng gì. Đứng bên trong cương khí phòng ngự, huyết dạ dữ tợn rít gào. Vậy sao, vậy thử lại xem đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, tâm thần vừa động, trên lưng đại hồn anh hiện ra huyễn ảnh thanh vũ dực, cùng một lúc tử lôi huyền đỉnh cũng hiện ra trên tay. Ông ông! Đại hồn anh lăng không đứng thẳng, sát khí quanh quẩn, tử lôi huyền đỉnh phong xoay tròn, không gian bắt đầu run rẩy lên. Khóe môi đại hồn anh hiện tia cười lạnh, sát khí ngập trời, tử kim lưu quang bay lên giữa không trung. Hiu! Tử kim lưu quang ầm ầm lướt qua không trung, tử lôi huyền đỉnh phong xoay quanh trên bầu trời, nháy mắt mở rộng, lôi vân cuồn cuộn tụ tập, phong vân biến sắc. Lại là một kiện thần khí. Ánh mắt huyết dạ chấn kinh. Chỉ nháy mắt lôi vân bao phủ cả khe núi, từng đạo tử kim lôi điện như thác nước treo cao trên bầu trời, trong lòng huyết dạ nổi lên lãnh ý, ở trước mặt lôi uy kinh người, linh hồn hắn đều run rẩy. Tử kim huyền lôi, đại hồn anh quát lớn, thủ ấn ầm ầm rơi xuống. Suy lạp, từng đạo lôi điện giáng xuống, vô số lôi đình liên tục trút xuống như mưa rền gió dữ, không gian vỡ tung, mang theo lực lượng đáng sợ đánh thẳng xuống người huyết dạ. Ca ca. Hư không biến thành mảnh nhỏ, lôi vân quay cuồng, từng đạo lôi đình xé rách không gian hung hăng bổ lên quang quyển, khiến quang quyển không ngừng chao đảo lắc lư. Thần vũ diệt không. Đại hồn anh lại quát lớn một tiếng, huyễn ảnh thanh vũ dực mở rộng, năng lượng dao động mãnh liệt, tiếng sấm vang vọng khắp cả không trung. Hiu hiu. Tầng tầng lưu quang bay về upsilon tê ra, rậm rạp đông đúc tầng tầng lớp lớp, cắt vỡ qua không gian bao phủ lên quang quyển của huyết giả. Không ngờ Lâm Thiên lại có được 2 kiện thần khí. Bạch Linh không dám tin, cảnh tượng trước mắt thật làm nàng rung động. Chủ nhân quá mạnh mẽ, quá cường hãn a. Mạc Lang kinh ngạc tới choáng váng. Đáng chết. Linh hồn huyết dạ run lên, ánh mắt hoảng hốt, 2 kiện thần khí cùng bộc phát, uy áp kinh người làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng, cảm giác nguy hiểm lan tràn trong lòng hắn. Oanh long long. Hiu hiu. Từng đạo tử kim lôi quang giáng xuống. Cả không gian bao phủ trong tiếng sấm rền, thanh sắc vũ dực cũng bao trùm cả không gian, không ngừng xuyên phá. Ca ca. Rốt cục quang quyển hiện lên từng khe nứt, chân khí hủy diệt dần dần lan tràn. Đồ khốn. Huyết dạ mắng to một tiếng, đột nhiên phun ra ngụm máu lên trên quang quyển lập tức biến thành màu đỏ tươi, huyết sắc quang mang tràn ngập, lại bắt đầu khép lại. Không tốt, huyết dạ đang vận dụng bí pháp của huyết dực yêu bức bộ tộc. Ánh mắt Bạch Linh đại biến. Bạch Linh tỷ, là bí pháp gì vậy? Lục Tâm Đồng khẩn trương hỏi. Sắc mặt Bạch Linh ngưng trọng nói. Huyết dực yêu bức có một loại yêu huyết bí pháp, chính là tự hao tổn yêu đan lực gia tăng thực lực giữ mạng trong thời gian ngắn ngủi, nhưng sau này sẽ ảnh hưởng lớn tới tu vi cùng yêu đan. Huyết dực yêu bức có thể tu luyện được bí pháp này cũng hiếm thấy, không nghĩ tới huyết dạ lại luyện thành. Nhị đệ đã thi triển 2 kiện thần khí. Không biết có thể đối phó huyết dạ hay không. Dương quá lo lắng nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ ngưng trọng, hắn đồng thời thúc giục 2 kiện thần khí nhưng vẫn không thành công, thực lực huyết dạ thật sự khủng bố. Oanh long long. Tâm thần vừa động, thủ ấn trên tay đại hồn anh biến hóa, từ trong tử lôi huyền đỉnh bắn ra một đạo lôi đình lớn như cánh tay trẻ con, ầm ầm giáng thẳng xuống quang quyển đỏ tươi bên dưới. Hiu hiu. Lúc này lôi đình chẳng khác gì mưa to hung hăng nện xuống dưới không ngừng. Cùng một thời gian thân thể đại hồn anh biến thành mờ ảo, 6 linh hồn phân thân cũng trở nên hư ảo hơn, hóa thành 6 đạo lưu quang quay về trên người đại hồn anh. Phốc! Lục Lâm Thiên phun ra máu tươi, đồng thời thúc giục 2 kiện thần khí cần tiêu hao năng lượng, hành động như vậy cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mới dám thực hiện. Dưới sự công kích khủng bố như thế, quang quyển đột nhiên bành trướng. Xuất hiện khe không gian làm lòng người sợ hãi, bắt đầu nứt nẻ. Cuối cùng đạo lôi đình khủng bố hạ xuống, tử sắc thiểm điện liên tục lan tràn, sau một thoáng rằng co khe nứt tiếp tục lan tràn. Gì, ca ca đang làm gì?
Lục Tâm Đồng kinh ngạc trố mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên lấy ra viên yêu đan bát giai hậu kỳ của đại trưởng lão Huyết Phong Huyết Dực yêu bức bộ tộc, lại trực tiếp nuốt chửng vào. Hắn đang mạo hiểm. Ánh mắt Bạch Linh càng thêm ngưng trọng, nàng biết không ít chuyện của Lục Lâm Thiên, lúc này đã hiểu hắn muốn làm gì. Vì sao phải mạo hiểm như vậy, vạn nhất? Đôi mắt Bạch Linh chớp động, Lục Lâm Thiên có huyễn ảnh thanh vũ dực, muốn thoát thân không thành vấn đề, chỉ sợ là vì huyết độc nên mới liều mạng với huyết dạ. Giờ phút này trong lòng nàng lo lắng nhưng lại cảm thấy ấm áp, hắn vì nàng mới mạo hiểm như thế. Yêu đan bát giai hậu kỳ vừa vào cơ thể liền hóa thành năng lượng, kinh mạch trướng lên, năng lượng đấu đá lung tung trong người như có vô số dã thú đang chạy trồm. Lục Lâm Thiên xem như nếm đủ đau khổ, năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong người, hắn đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh tuôn tràn, lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch giống như sắp bị nứt toác. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị. Vì vậy hắn thay đổi trạng thái hổ biến, thân hình tăng lớn, vì vậy kinh mạch cũng sẽ tăng lớn hơn hình người gấp mấy chục lần. Phanh phanh, không gian xung quanh quang quyển bắt đầu nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt, lung lay sắp đổ. Lục Lâm Thiên ngưng tụ Chu Tước Huyền Vũ Quyết trên tay trái, hư ảnh thất thải Phượng Hoàng cùng hư ảnh Huyền Vũ cuồn cuộn lên, tay phải ngưng tụ Bạch Hổ Quyết, cố nén đau đớn trong cơ thể khống chế tam quyết dung hợp, tam quyết đồng thời luân phiên thay đổi lẫn nhau. Suy, âm thanh nổ tung trầm đục truyền ra, hào quang va chạm, cường quang càng thêm chói mắt, không gian nhất thời run lên, ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Oanh long long, lôi đình tử sắc cuối cùng giáng xuống trên quang quyển, theo tiếng nổ tung vang rền, cự lực ngập trời khuếch tán, cả không gian trực tiếp vỡ tan. Ca, ca, từng khe không gian lan tràn trên bầu trời, hóa thành khe không gian thực chất, lộ ra hình ảnh tối đen âm u bên trong. Phanh. Một khe không gian lớn lan tràn tới trước người đại hồn anh, kinh khí dư âm chút xuống, thân hình đại hồn anh trúng đòn nghiêm trọng lập tức phân tán thành mảnh nhỏ. Phốc! Trong miệng Lục Lâm Thiên lập tức phun ra máu tươi. Mà lúc này hắn không thời gian xem xét thương thế, tam thần quyết ngưng tụ, uy lực chỉ sợ còn không sánh bằng đại hồn anh thúc dục thần khí, tâm thần vừa động lập tức đem năng lượng yêu đan bát giai dũng mãnh tràn vào tam thần quyết. Mục đích của hắn thật đơn giản, bởi vì đây chính là lá bài tẩy liều mạng của hắn. Không gian phá nát, kinh khí ba đào ngập trời, nhìn qua như sóng thần thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Oanh, oanh! Không gian sụp đổ hình thành động sâu khổng lồ, nhóm người Bạch Linh đều dùng mình, chỉ sợ bị lan tới thì họ chắc chắn phải chết. Suy! Huyễn ảnh thanh vũ dực cùng tử lôi huyền đỉnh phong đều trôi nổi giữa không trung. Huyết dạ chết hay chưa? Lục Tâm Đồng khẩn trương nhìn chằm chằm vào cuộc chiến. Ca ca. Âm thanh không gian vỡ nát truyền tới, sau đó liền khôi phục lại, mà lúc này thân thể huyết dạ cũng hiện ra. Nhưng thân thể huyết dạ hiện tại tràn đầy vết máu, hai cánh nứt nẻ, thật nhiều máu tươi lan tràn, miệng phun đầy máu tươi, thân thể chật vật tới cực điểm. Không xong, hắn còn chưa chết. Thiên Độc Yêu Long kinh quát một tiếng. Vậy thì phiền toái. Mọi người kinh hãi kêu lên. Phốc, huyết dạ lại phun máu tươi, chân khí uể oải, rõ ràng đã bị trọng thương. Chi chi, bản thể huyết dạ ngẩng đầu rít gào, âm thanh chi chi chói tai quanh quẩn giữa không trung, thân thể tràn đầy vết máu, miệng không ngừng phun máu tươi nhuộm đỏ cả sơn cốc. Bản thân bị trọng thương tới mức nào chỉ có huyết dạ hiểu rõ, không nghĩ tới nhân loại kia có thể buộc hắn sử dụng yêu huyết bí pháp, tự tổn hại yêu đan cùng tu vi, hắn sống mấy ngàn năm đây là lần đầu tiên bị trọng thương như vậy. Nếu không có yêu huyết bí pháp, chỉ sợ hắn đã tử vong. Nhân loại đáng chết, ngươi cạn kiệt CSN khí rồi chứ, nói thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta là yêu thú, luận phòng ngữ ngươi làm sao so sánh được với ta. Huyết dạ gào thét. Phốc, Lục Lâm Thiên lại phun ra máu tươi, cơ thể đau đớn, kinh mạch bành trướng tới cực hạn, như sắp nứt toác, hắn đã đánh giá thấp năng lượng yêu đan bát giai hậu kỳ. Lực bài xích cơ hồ làm thân thể Lục Lâm Thiên muốn nổ tung, hắn cắn răng gắt gao dựa vào lực ý chí cùng linh hồn lực ngăn chặn tam quyết tách ra, lực bài xích đều bị hắn mạnh mẽ đối kháng, bởi vậy lực trùng kích càng tổn thương hắn lớn hơn nữa. Lục Lâm Thiên cắn răng chịu đựng đau đớn, khống chế yêu đan biến thành năng lượng, dùng chân khí cùng linh lực lẫn linh hồn lực trong cơ thể của mình khống chế bốn cỗ lực lượng gian nan dung hợp. Yêu đan bát giai hậu kỳ biến thành năng lượng, lại tiếp tục dung hợp vào trong tam thần quyết. Loại lực lượng này không ngừng trùng kích, hơn nữa Lục Lâm Thiên cũng đã bị thương, sắc mặt hắn ngày càng trắng bệch,
máu tươi không ngừng phun ra. Nhìn bộ dáng của Lục Lâm Thiên, tuy rằng máu tươi đầm đìa nhưng trong lòng Huyết Dạ ngày càng cảm thấy bất an. Chết đi! Huyết Dạ khẽ quát một tiếng, hắn không muốn lưu thêm cơ hội cho nhân loại trước mắt, nhân loại này thật sự quá mức quỷ dị, thân ảnh hắn hóa thành huyết sắc tàn ảnh giống như trực tiếp phá không, hai cánh rung lên, ầm ầm đánh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Không xong! Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, lập tức né tránh, nhưng không sử dụng huyễn ảnh thanh vũ dực nên tốc độ không cách nào né tránh được đối phương. Còn muốn trốn sao? Chỉ nháy mắt thân hình khổng lồ của Huyết Dạ đã xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, yêu nguyên tràn ra, động tới thiên địa năng lượng, trong miệng phun ra quang cầu cực lớn, hung hăng đánh lên thân thể Lục Lâm Thiên. Phanh! Trên thân thể Lục Lâm Thiên lóe sáng điện mang, khi quang cầu đánh xuống nháy mắt run rẩy kịch liệt. Lớp vải toàn thân vang lên tiếng vang răng rắc, cuối cùng nổ tung. Phốc! Trong miệng phun máu tươi, thân thể Lục Lâm Thiên rơi xuống, nện thẳng vào sơn cốc bên dưới. Oanh! Sơn băng địa liệt, đá vụn kích tán, cho bụi lan tràn. Ca ca! Nhóm người Lục Tâm Đồng kinh hoàng, siết chặt nắm tay hô to. Nhân loại đáng chết, còn chưa chết nữa sao? Huyết Dạ xoay quanh không trung, nhìn chằm chằm xuống hố sâu bên dưới. Dưới một kích của hắn, nhân loại bình thường tuyệt đối không khả năng sống sót. Kháo cả họ nhà ngươi. Một âm thanh từ trong hố sâu truyền ra, thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên run rẩy bò lên khỏi hố. Lớp vải màu xanh trên người nứt nẻ, vết máu loang lổ, khóe môi tràn máu tươi nhưng miệng mỉm cười, ý cười làm trong lòng mọi người dựng đứng tóc gáy. Chủ nhân không có việc gì à? Mạc Lang sợ hãi than, lực phòng ngự của chủ nhân khủng bố tới như vậy. Đồ khốn! Huyết Dạ kinh ngạc tới mức sắp hỏng mất, không nghĩ tới chúng một đòn nghiêm trọng của mình nhưng nhân loại kia còn có thể đứng lên. Ta cũng không tin ngươi bất tử. Huyết Dạ giận dữ hét một tiếng, ánh mắt trở nên điên cuồng, không chút do dự xuyên qua không gian lao về hướng Lục Lâm Thiên, thân hình khổng lồ của hắn chính là lực công kích tốt nhất. Toàn thân loang lổ vết máu, Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Huyết Dạ đang lao tới, trong mắt lộ tia cười lạnh, hắn hoàn toàn không có ý định né tránh. Suy, thân hình to lớn của Huyết Dạ phá không xuyên qua, không gian như tan vỡ, mang theo kình khí sắc bén áp không mà tới, kình khí tận xương làm Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân đau đớn, đá vụn kích tán khắp bốn phía. Ca ca, cẩn thận! Lục Tâm Đồng thất thanh hô to. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên quát lớn. Lão thử tạp mau, ta kháo cả họ nhà ngươi, thật nghĩ bản tôn dễ khi dễ hay sao? Dứt lời hổ chảo vung lên. Trên chảo ấn xuất hiện đoàn năng lượng thể, hư ảnh phượng hoàng, quy xà cùng bạch hổ dây dưa quấn quýt lẫn nhau, mơ hồ lộ ra vẻ mặt vui vẻ, kỳ quái chính là đoàn năng lượng thể vô cùng im lặng, không hề có chút năng lượng dao động nào. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhìn thấy xung quanh đoàn năng lượng thể hiện ra khe không gian tối đen đang lan tràn. Vừa rồi bị trúng một kích của Huyết Dạ, ngược lại làm chân khí của Lục Lâm Thiên tăng lên, hắn lập tức vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Trong khoảnh khắc đem cự lực dung nhập tam thần quyết, làm tam thần quyết hoàn toàn dung hợp lại. Đoàn năng lượng kia thật quỷ dị, chân khí thật đáng sợ. Ánh mắt Huyết Dạ nhất thời biến hóa, mơ hồ cảm thấy đoàn năng lượng kia thật sự đáng sợ, tuy không chút dao động nhưng trong vô hình làm linh hồn của hắn bắt đầu run rẩy. Lão thử tạp mau, ta có thứ tốt tặng cho ngươi đây. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đoàn năng lượng thể đột nhiên bay ra. Lên! Tam thần quyết đẩy tới, Lục Lâm Thiên lại phun máu tươi. Sóng gió đột nhiên nổi lên kịch liệt, trong ánh mắt kinh hãi của Huyết Dạ, đoàn năng lượng thể đón gió liền trướng, giống như toát ra từ không gian trống rỗng, chớp mắt đã khuếch tán hơn ngàn thước, chói mắt như mặt trời dâng cao. Lúc này Huyết Dạ có thể cảm giác được đoàn năng lượng cường hãn khủng bố, làm cho hắn cảm giác nhịp tim hỗn loạn, chỉ chớp mắt đã đi tới trước người hắn. Năng lượng thật mạnh. Khí tức này còn hơn cả vũ khí địa cấp cao giai đi. Chẳng lẽ là vũ khí thiên cấp sao? Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều chấn động. Phong nguyên không gian. Thần sắc Huyết Dạ hoảng sợ, quanh thân lập tức bố trí quang quyển, nhưng lúc này đã không thể so sánh với lần đầu tiên khởi động. Không gian run rẩy, rốt cục tam thần quyết hung hăng va chạm cùng quang quyển, trong khoảnh khắc vô số hào quang kích tán. Phá cho ta! Lục Lâm Thiên hét lớn. Hổ chảo siết chặt, không gian vặn vẹo, hung hăng bóp mạnh, miệng lại phun máu tươi. Đồng thời tam thần quyết lập tức bành trướng nứt toác, âm thanh nổ manh đinh tai nhức óc, trong ánh mắt hoảng sợ của nhóm người Lục Tâm Đồng,
lỗ tai mọi người như bị chấn điếc, trong đầu chỉ còn cảm giác choáng váng. Oanh! Quang quyền lập tức bị nổ tung, lực lượng khủng bố làm tam thần quyết hóa thành biển lửa ngập trời, sóng nước cùng long quyền phong bạo tàn sát bừa bãi, ba cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt va chạm vào người Huyết Dạ, kinh khí tán phát, khe không gian liên tục hiện ra. Suy! Kinh khí ngập trời vô cùng khủng bố, hóa thành quang mang tuôn xuống, nháy mắt đổ lên người Huyết Dạ. Phốc! Huyết Dạ phun máu, ánh mắt kinh hãi, trong cơ thể hắn đang bị phá hủy không ngừng, ngũ tạng lục phủ hóa thành mảnh nhỏ. Phốc! Thân thể Lục Lâm Thiên cũng phun trào máu tươi, không còn cách nào kháng cự, trong khoảnh khắc hóa thành hình người, toàn thân chồng chất vết thương. Nhân loại đáng chết, cho dù chết cũng phải lôi kéo các ngươi chôn cùng. Huyết Dạ biết được kết quả của mình, thời khắc cuối cùng ánh mắt dữ tợn oán độc nhìn Lục Lâm Thiên, hào quang nháy mắt bành trướng, khí thế lại thăng lên, khí tức này còn mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh không ít. Tự bạo yêu đan. Lục Lâm Thiên ngẩn người, người này thật sự độc ác, không ngờ lựa chọn phương pháp này mà thú hồn không đào thoát, không ngờ hắn muốn lấy yêu đan làm đại giá. Một kích lúc sắp chết, tự bạo yêu đan, uy lực sẽ đại tăng, phỏng chừng nếu không đạt được vũ tôn cửu trọng hậu kỳ, cũng đủ đối kháng vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, các ngươi chôn cùng ta đi. Huyết Dạ hét lớn một tiếng, trong miệng đầm đìa máu tươi, ánh mắt oán độc mang theo vẻ điên cuồng, thân hình nháy mắt bành trướng, xung quanh còn hiện lên khe không gian làm lòng người sợ hãi. Không xong, Huyết Dạ muốn tự bạo yêu đan. Sắc mặt Bạch Linh Đại biến quát. Bảo! Huyết Dạ hét lên một tiếng thê lương, thân hình đột nhiên nổ tung, năng lượng nhất thời va chạm thẳng tới lực lượng của Tam Thần Quyết. Ca ca! Hai cỗ lực lượng đụng chạm lẫn nhau, bắn ra quang mang mạnh mẽ chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, không gian trực tiếp nổ tung, khe không gian lan tràn khắp thiên không. Oanh oanh! Tốc độ khe không gian khuếch tán càng lúc càng nhanh, giống như phong bạo cuốn tới, thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Sơn băng địa liệt, đất đá cùng đất tầng nháy mắt mai một thành cho tàn. Cả sơn cốc đều nứt nẻ, rậm rạp giống như mạng nhện, nhanh chóng lan tới không trung, nham thạch, đại thụ che trời, hết thảy vật chất đều giống như đậu hũ mềm mại nháy mắt đều bị phá hủy. Suy! Phong bạo lan tràn nháy mắt đập về hướng nhóm người Lục Tâm Đồng phía xa xa. Cẩn thận! Lục Lâm Thiên kinh hãi, kinh khí năng lượng phong bạo cấp bậc này nhóm người Lục Tâm Đồng không thể đối kháng. Hắn dùng hết tâm thần còn lại điều khiển thú hồn bôn lôi thiên hổ thú lao ra ngăn cản. Ngao! Thú hồn nhanh chóng ngăn chặn trước mặt mọi người, che chở cho bọn họ. Mau lui lại, mau! Bạch Linh kinh hô, sắc mặt mọi người hoảng sợ cấp tốc thối lui. Ca ca! Thú hồn cũng không ngăn cản được bao lâu, cơ hồ chỉ trong nháy mắt bị thổi quét thành mảnh vụn, là mảnh vụn chân chính mà không cách nào tiếp tục khôi phục như ngày trước. Lục Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được mình đã mất đi liên hệ cùng thú hồn bôn lôi thiên hổ thú trong ấn đường, yêu đan tự bạo sinh ra lực lượng quá mạnh mẽ khiến cho hắn không còn cách nào ngăn cản. Thú hồn bị phá hủy, linh hồn Lục Lâm Thiên cũng bị thương nặng, hai mắt tối sầm té ngã hôn mê bất tỉnh. Oanh long! Khắp sơn cốc không ngừng vang lên tiếng ầm vang chấn động, núi non đều bị san thành bình địa, tam thần quyết biến dị va chạm cùng yêu đan bát giai hậu kỳ tự bạo. Uy lực có thể nói là hoàn toàn hủy diệt. Ông ông! Giữa không trung, sau khi Lục Lâm Thiên hôn mê, huyễn ảnh Thanh Vũ Dực cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh phong hóa thành lưu quang biến mất trong thân thể hắn không còn dấu vết. Nhóm người Bạch Linh từ dưới đất bò lên, mặc dù có thú hồn ngăn cản kình khí nhưng dư âm vẫn đánh bay mọi người ra ngoài. Lâm Thiên! Kình khí thổi quét, khóe môi Bạch Linh tràn ra vết máu, thân ảnh chợt lóe lao tới bên người Lục Lâm Thiên, sắc mặt đại biến. Mọi người cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy thân hình Lục Lâm Thiên ngã vào trong đống đá vụn, toàn thân là những vết máu loang lổ, máu tươi đầm đìa, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lần này Lục Lâm Thiên thật sự cạn kiệt hết sạch, thúc dục hai loại bí pháp, hai kiện thần khí, còn thúc dục tam thần quyết biến dị, tiêu hao như vậy thật sự không cách nào chống đỡ. Thú hồn bôn lôi thiên hổ thú bị phá nát, triệt để hóa thành mảnh tàn hồn nhỏ, linh hồn Lục Lâm Thiên bị ảnh hưởng thật lớn. Không còn cách nào chống đỡ. Ngay khi hắn hôn mê, hắn vì thế cũng không hề hay biết kim sắc tiểu đao đột nhiên tản ra kim quang dịu dàng bao phủ tiểu hồn anh, đại hồn anh cũng được kim quang bao trùm tới. Được kim quang ôn dưỡng, đại hồn anh cùng tiểu hồn anh không ngừng tham lam hấp thu năng lượng từ trong kim quang truyền qua. Bên trong một nham động, ngoài cửa động được bố trí cấm chế,
nhóm người Bạch Linh đang vây quanh Lục Lâm Thiên đang nằm trên bệ đá. Thương thế của chủ nhân lại lành nhanh như vậy. Chỉ qua vài canh giờ ngắn ngủi, lúc này thân thể Lục Lâm Thiên đã khôi phục lại bình thường, hoàn hảo như lúc ban đầu, cơ hồ có thể chứng kiến từng đoàn tử kim quang mang quanh quẩn tràn ra, sau đó vết thương đã chậm rãi khôi phục nguyên vẹn như ban đầu. Lực phòng ngự của chủ nhân đâu cần phải nói. Tuyết sư lại trừng mắt liếc Mạc Lang. Sắc mặt Bạch Linh vẫn tái nhợt không ngừng kiểm tra vết thương trong người Lục Lâm Thiên, từng đạo thủ ấn rơi xuống, nhưng vẫn không kiểm tra được gì. Bạch Linh tỷ, ca ca thế nào? Lục Tâm Đồng lo lắng hỏi, nàng cũng đã kiểm tra nhưng không phát hiện vấn đề gì, bởi vì thương thế trên thân thể dưới tác dụng của bất diệt huyền thể đang tự động khôi phục. Về phần linh hồn, lúc ca ca hôn mê 2 năm thời gian nàng từng nghe Nam Thúc nhắc nhở qua, Nam Thúc không dám dò xét não hải của ca ca, cho nên nàng cũng không dám rình rập vào trong đó. Thương thế thân thể không nhẹ, nhưng đã khôi phục không ít, hẳn là không đáng ngại. Vẻ mặt Bạch Linh nghi hoặc, cũng nhớ lời dặn của Lục Tâm Đồng ngàn vạn lần đừng dò xét não hải của Lục Lâm Thiên, nàng do dự một thoáng, nhíu mày nói. Ta muốn kiểm tra linh hồn của hắn một chút, thú hồn bị phá hủy, chỉ sợ linh hồn sẽ bị trọng thương. Đừng, Bạch Linh tỷ, Nam Thúc đã dặn dò không được dò xét não hải của ca ca. Lục Tâm Đồng nói. Để ta thử xem sao. Bạch Linh nói, thủ ấn kết xuất đang định dò xét não hải của Lục Lâm Thiên. Khụ. Nhưng đúng ngay lúc này Lục Lâm Thiên đột nhiên khụ một tiếng, mở mắt, thân hình cao lớn run rẩy ngồi dậy. Lâm Thiên. Trong đôi mắt Bạch Linh hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức đưa tay nâng đỡ Lục Lâm Thiên. Ta không sao, mọi người cũng vô sự là tốt rồi. Lục Lâm Thiên nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều có mặt, trong lòng an tâm, lập tức khoanh chân ngồi kết xuất thủ ấn, phun ra một ngụm máu đen. Phốc. Phun ra máu đen. Sắc mặt hắn nhất thời tốt hơn không ít, lúc này mới nhìn quanh sơn động. Chúng ta đã rời khỏi địa phương kia chừng vạn lý, bởi vì động tĩnh nơi đó quá lớn sẽ gây chú ý, cho nên mới chạy tới nơi đây, trước kia ta từng ở đây, nơi này rất an toàn. Bạch Linh nói, ca ca, huynh thế nào rồi? Lục Tâm Đồng hỏi, ta thật sự không sao đâu. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp, thương thế cũng không đáng ngại, mà linh hồn của hắn luôn có cảm giác ấm áp. Không biết do nguyên nhân nào hiện tại đã hoàn toàn vô sự. Đối với việc này chính bản thân Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc, lần này thú hồn hoàn toàn bị phá hủy, xem như tổn thất rất nặng. Giá trị của thú hồn tuy kém hơn thần khí, nhưng so với linh khí địa cấp còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù tổn thất không ít, bản thân cũng trọng thương, nhưng mọi người đều an toàn, trong lòng hắn đã yên tâm hơn. Không có việc gì thì tốt rồi. Dương Quá thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bạch Linh, chuyện huyết độc là thật sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Trong mắt Bạch Linh lộ ý cười, nói. Ta đã sống mấy ngàn năm, vậy cũng đủ rồi. Có biện pháp nào khác giải độc hay không? Lục Lâm Thiên trừng mắt hỏi. Trong lòng Bạch Linh cảm thấy ấm áp, nói. Người ngoài không thể giải được huyết độc của huyết dực yêu bức bộ tộc, cho dù là người trong tộc của họ cũng không giải được ngoài chính người thi độc, huống chi huyết dạ là người có thực lực mạnh nhất trong tộc. Huyết độc của hắn càng không ai giải được. Nhất định sẽ có biện pháp. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cân nhắc nếu thật sự không được hắn chỉ có thể quay về tìm sư phụ cùng Nam Thúc, họ nhất định sẽ có biện pháp. Tới lúc đó rồi nói sau, đừng quá lo lắng, lần này gặp lại mọi người đối với ta mà nói đã đủ lắm rồi. Bạch Linh nói, ca ca, Tiểu Long làm sao bây giờ? Lục Tâm Đồng hỏi, mọi người vào thiên trụ giới khôi phục, sau đó đi tìm Tiểu Long. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, lại nói. Huyết dạ nói nàng chỉ còn 3 tháng thời gian, mà thời gian trong thiên trụ giới không biết có gây ảnh hưởng cho nàng hay không, vì vậy nàng cũng đừng đi vào trong đó, vạn nhất ảnh hưởng huyết độc sẽ phiền toái. Được. Bạch Linh gật đầu. Thương thế của ta cũng không vấn đề gì lớn, không cần lo lắng, các ngươi phải nhanh chóng khôi phục sau đó cùng đi tìm Tiểu Long. Lục Lâm Thiên giao không ít đan dược cùng linh dược cho Bạch Linh. Sau đó mọi người cùng đi vào thiên trụ giới. Một đêm trôi qua, trong thiên trụ giới cũng vài ngày, mọi người vội vàng lên đường tìm kiếm Tiểu Long, không dám chậm trễ. Siêu, Thiên Độc Yêu Long cùng Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công đều nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trưởng môn, vừa hỏi được tin tức, Tiểu Long có thể đang ở phía trước. Thiên Độc Yêu Long nói. Chủ nhân, ta hỏi được tin tức, phía trước là Luân Hồi Cốc.
trước đó vốn có động tĩnh thật lớn, có lẽ do yêu hoàng đại chiến cùng Thanh Ly Vương tạo thành. Mạc Lang nói, luân hồi cốc, sắc mặt Bạch Linh đại biến, lúc trước nàng nghe nói Tiểu Long chạy về phía nam, vốn lo lắng hắn có đi vào luân hồi cốc hay không, không nghĩ tới lại đúng như thế. Bạch Linh, nàng biết luân hồi cốc. Lục Lâm Thiên hỏi, khi ta về trong tộc mới biết về luân hồi cốc. Bạch Linh nói, luân hồi cốc là một nơi thật kỳ lạ, diện tích không nhỏ, tuy nhiên vô cùng kỳ dị, nghe nói tồn tại đã nhiều năm, không ít yêu thú cường giả đi vào bên trong nhưng chỉ có thể đi vòng quanh tại chỗ, dù là yêu thú bát giai cũng không ngoại lệ, cho nên nơi đó biến thành cấm địa, không có yêu thú đi vào. Chúng ta đi nhanh đi. Lục Lâm Thiên nghe vậy càng thêm lo lắng. Vài giờ sau, thiên sĩ tuyết sư cấp tốc bay tới, trước mắt hiện ra một mảnh sơn mạch, từng ngọn núi đều cao vê upsilon t trong mây, xanh biếc liên miên, Lục Lâm Thiên dùng tâm thần quan sát, phát hiện yêu thú rất ít. Chủ nhân, phía trước chính là luân hồi cốc, đây là một trong những cấm địa khiến cho tổ yêu lâm phải kiêng kỵ, nghe nói có không ít cường giả yêu tộc từng đi qua xem xét, nhưng không tra xét được gì. Mạc Lang nói, đều cẩn thận một chút, chúng ta đi xem trước. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng chú ý, không dám có chút khinh thường, bản thân luôn đánh giá xung quanh, nhưng không phát hiện được điểm gì lạ thường. Nghe Bạch Linh cùng Mạc Lang nói qua, luân hồi cốc giống như một trận pháp, sau khi đi vào chuyển một vòng sẽ quay về chỗ cũ, bằng không sẽ chết ở bên trong. Lục Lâm Thiên cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện được gì, nhưng rất nhanh lại nhìn thấy bên trong một sơn cốc lại vô cùng hỗn độn, núi non xung quanh đều bị san thành bình địa. Nhóm người Thanh Ly từng xuất hiện ở nơi này. Trên một tảng đá có vết máu loang lổ, mặc dù vết máu đã khô nhưng Bạch Linh có thể nhìn ra đó là máu của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Trưởng môn, đây là vảy của Tiểu Long. Thiên độc yêu long tìm được long lân bị tổn hại, Lục Lâm Thiên tiếp nhận nhìn xem, nhận ra là long lân của Tiểu Long. Đưa mắt nhìn xung quanh, trong đầu Lục Lâm Thiên có thể hiện lên tình hình giao chiến giữa Tiểu Long cùng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, nếu không phải bị vây công. Tiểu Long sẽ dễ dàng thoát thân, mà có thể làm Long Lân tổn hại, chỉ sợ hậu quả có chút phiền phức. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo quanh bốn phía, trong mắt tràn ra hàn ý, Tiểu Long chẳng khác gì thân đệ của hắn, tuyệt đối không cho phép ai thương tổn. Bạch Linh, Tiểu Long có thể bị Thanh Ly bắt được hay không? Lục Lâm Thiên quay đầu hỏi. Trong lòng Bạch Linh run lên, ánh mắt ngưng tụ, nói. Rất có khả năng. Mang ta đi tới tộc của nàng, ta muốn tìm Thanh Ly. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Bạch Linh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nói. Mặc dù nhân số cửu vĩ yêu hồ bộ tộc không nhiều lắm, nhưng cường giả rất nhiều, thậm chí ta chưa từng gặp qua, những cường giả lánh đời đã sớm không để ý việc trong tộc, địa vị của Thanh Ly ở trong tộc cực cao, mà hiện tại ta lại bị bọn hắn vu cáo hãm hại làm phản tộc, không thể giúp ngươi được gì. Bất kể như thế nào ta cũng phải đi một chuyến, nếu Tiểu Long xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đừng nói là cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, cho dù là Huyền Vũ, Thanh Long hai tộc ta cũng tuyệt không buông tha. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý nói. Ta có thể mang ngươi đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, bằng không thà rằng ta tự mình quay về tìm hiểu cũng không mang ngươi đi cùng. Cảm giác được hàn ý kia, Bạch Linh có chút bất đắc dĩ nói. Được, nàng nói đi. Lục Lâm Thiên thở dài nói. Bạch Linh cũng thở dài, nhíu mày nói. Vạn nhất Tiểu Long thật sự rơi vào trong tay Thanh Ly, cũng chỉ có quan hệ tới một mình hắn, không quan hệ tới những tộc nhân khác, tới lúc đó ngươi không thể tùy tiện ra tay, hết thảy giao cho ta, không nên tùy tiện tàn sát tộc nhân của ta. Được. Lục Lâm Thiên gật gật đầu. Ca ca, chúng ta có nên đi chỗ khác tìm thử xem sao không, sau đó hãy đi tới trong tộc của Bạch Linh tỷ, với lực phòng ngự của Tiểu Long, muốn bắt hắn không phải chuyện dễ dàng. Lục Tâm Đồng đề nghị nói. Chúng ta phân tán tìm kiếm, tới lúc đó sẽ tập hợp ở nơi này. Lục Lâm Thiên thoáng cân nhắc, nói. Luân hồi cốc này thật quỷ dị, mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất. Bạch Linh nói. Nhị đệ, nếu phân tán tìm kiếm, thì vậy đi, ta cùng Độc Long huynh lưu lại tìm Tiểu Long, các ngươi đi cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Dương Quá nói. Ta cũng lưu lại tìm Tiểu Long. Lục Tâm Đồng cũng nói. Nhưng mà... Lục Lâm Thiên thật lo lắng. Mặc dù thực lực hai người không kém, nhưng nếu gặp phải nhóm người Thanh Ly sẽ có phiền toái. Ca ca, chúng ta có thể tự bảo vệ mình, huống chi chỉ là tìm kiếm Tiểu Long mà thôi, sẽ không có việc gì đâu, hiện tại tìm hắn trọng yếu hơn,
mặc kệ kết quả như thế nào chúng ta cũng sẽ hội họp ở đây. Lục Tâm Đồng nói, cứ như vậy đi, ta cùng Bạch Linh đi cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, nhưng ta sẽ lưu phân thân tìm kiếm Tiểu Long. Lục Lâm Thiên nói, hắn chỉ có thể lưu lại đại hồn anh làm việc này. Diện tích luân hồi cốc thật lớn, nơi nơi đều là khe sâu quanh co, mọi người chỉ có thể tản ra tìm người, đại hồn anh đi một mình, Dương Quá, Tuyết Sư, Mạc Lang đi cùng nhau, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long cùng Phi Thiên Ngô Công đi chung một chỗ. Bên trong núi non vô tận, hai thân ảnh xuyên qua tầng mây, lướt đi thật nhanh. Bạch Linh, lúc trước khi rời khỏi, nàng trở về cửu vĩ yêu hồ bộ tộc sao? Lục Lâm Thiên hỏi, lúc trước sau khi rời khỏi cổ vực, ta đi tới tổ yêu lâm, nghĩ đi dạo xung quanh, sau đó đi tìm cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, bởi vì lúc ở Vụ Tinh Hải nhận truyền thừa, ta đã được vị tiền bối kia dặn dò. Về sau trong lúc vô ý gặp được một người trẻ tuổi trong tộc đang tôi luyện tại tổ yêu lâm, vô ý cứu nàng, sau đó ta về trong tộc, ở lại vài năm đột phá tới bát giai, hơn nữa huyết mạch lại cực cao, bởi vậy trở thành trưởng lão. Bạch Linh nói, vậy tại sao nàng trở thành phản tộc, đã xảy ra chuyện gì, lần này nàng đi cùng ta quay về, có thể nguy hiểm hay không? Lục Lâm Thiên hỏi, Bạch Linh thoáng do dự, nói, ta bị vu cáo hãm hại phản tộc mà thôi, mẫu thân của Thanh Ly chính là tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc hiện tại. Dựa theo quy củ trong tộc, Thanh Ly chính là vương tử, cũng là người được đề cử chức tộc trưởng đời tiếp theo, nhưng sau khi ta xuất hiện đã thay đổi một ít, huyết mạch của ta cao hơn Thanh Ly một chút, có lẽ bởi vì lúc ở Vụ Tinh Hải ta nhận được truyền thừa, cho nên trở thành một trong những người thừa kế chức tộc trưởng đời kế tiếp. Sau đó thì sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Sau đó, Bạch Linh do dự, lại nói. Kỳ thật cũng không có gì. Mặc dù cửu vĩ yêu hồ bộ tộc là một trong những bộ tộc cực mạnh tại tổ yêu lâm ngoài Huyền Vũ cùng Bạch Hổ bộ tộc, nhưng số lượng không nhiều lắm, lại rất đoàn kết, cho nên khi Thanh Ly cầu hôn với ta, bị ta cự tuyệt. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân phản tộc hay sao? Nghe được lời này, trong lòng Lục Lâm Thiên chợt cảm thấy khó chịu. Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, nói. Vậy còn chưa tới mức đó, Thanh Ly còn chưa đủ khả năng một tay che trời, cho dù ở trong tộc cũng không được. Bởi vì quyền lợi trưởng lão trong tộc cũng thật lớn. Bạch Linh dừng một chút mới nói tiếp. Nhưng bởi vì ta cự tuyệt, Thanh Ly vẫn không chịu bỏ qua, vẫn không ngừng tới cầu hôn, cuối cùng mất nhẫn nại, lại đề nghị với trưởng lão hội muốn kết hợp với ta, bởi vì huyết mạch của ta cực cao, trưởng lão cũng biết ta nhận được truyền thừa của một tiền bối cửu giai trong tộc. Nếu ta kết hợp với Thanh Ly, sẽ có ưu đãi lớn với việc phát triển của bộ tộc, cho dù sinh đời sau huyết mạch cũng được cam đoan. Cho nên Thanh Ly thành công. Tốc độ của Lục Lâm Thiên thoáng chậm lại, hỏi. Trong tộc tổng cộng có 30 trưởng lão, đại bộ phận hướng về Thanh Ly, còn có một bộ phận bỏ quyền, cho nên tộc trưởng cho ta thời gian 3 tháng suy nghĩ rõ ràng, trưởng lão hội đồng ý thì không cách nào sửa đổi, nếu ta không chịu kết hợp với hắn thì phải tự hủy tu vi rời khỏi bộ tộc, cuối cùng ta chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn, sau đó lại bị Thanh Ly tuyên cáo ra ngoài là ta phản tộc, chuyện tiếp theo thì ngươi đã biết. Bạch Linh nói, trong mắt hiện tia ảm đạm. Vậy sao nàng không đồng ý, nếu đồng ý cũng không như vậy? Lục Lâm Thiên do dự hỏi. Bạch Linh nhìn hắn không nói gì, thật lâu sau mới lên tiếng. Ngươi thật hy vọng ta đồng ý sao? Việc này, Lục Lâm Thiên thoáng lặng người, trong lòng tuyệt đối không muốn, hắn cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy. Từ đây đi tới trong tộc dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất thời gian 2 ngày. Với thương thế của ta cũng khó thể bảo trì tốc độ này, không bằng ngươi thi triển huyễn ảnh thanh vũ rực đưa ta đi cùng, thời gian sẽ nhanh hơn một chút. Bạch Linh chợt nói. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, tâm thần vừa động, huyễn ảnh thanh vũ rực liền hiện ra. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, mỗi lần gặp nàng nhịp tim Lục Lâm Thiên đều đập nhanh, nhưng hắn luôn áp chế cảm xúc đó, dù sao Bạch Linh cũng là yêu thú, mà hắn xuyên qua, cửa ải chủng tộc trong lòng khó vượt qua. Nhưng cảm xúc vì bị áp chế nên ngày càng gia tăng mãnh liệt. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên ôm Bạch Linh vào lòng, hương thơm lan vào mũi, ôn hương trong lòng khiến hắn chợt run lên. Ngươi làm sao vậy? Tựa hồ cảm giác được điều gì, Bạch Linh nhỏ giọng hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên cười khổ, vư vật như vậy ở trong lòng mình, hắn không phân tâm mới là lạ. Ông ông! Huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ cánh bay lên. Trực tiếp xuyên qua không gian, tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi không ít. Bên trong luân hồi cốc,
Đại hồn anh di chuyển liên tục, dọc theo đường đi vô cùng cẩn thận, nhưng không phát hiện được có gì đặc thù, dùng tâm thần quan sát cũng chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm khí tức của tiểu long. Siêu siêu. Bên trong một khe sâu, ba người Dương Quá cũng đang cẩn thận tìm kiếm. Tận sâu trong dãy núi, núi non trùng điệp, xuyên phá trời cao, màn đêm bao phủ, tinh tú đầy trời. Thanh Ly đứng trong phòng, sắc mặt tôn kính nhìn một nữ tử chừng 40 tuổi, nữ tử dung nhan kiều mị, phong vận vẫn còn, làn da trắng nõn bóng loáng như ngọc, thậm chí thiếu nữ trẻ tuổi cũng không thể so sánh. Bắt được Bạch Linh hay không? Nữ tử nhìn Thanh Ly hỏi. Không có, được một nhân loại cứu đi. Ánh mắt Thanh Ly trầm xuống, hiện lên lạnh ý. Thanh Ly, lần này con làm ra động tĩnh quá lớn, khiến nhiều trưởng lão đã bất mãn, danh dự cửu vĩ yêu hồ bộ tộc cũng vì con mà bị hao tổn. Trong mắt nữ tử lộ vẻ bất đắc dĩ. Đều tại nhân loại kia, nếu không có hắn xuất hiện, con đã bắt được Bạch Linh. Thanh Ly trầm giọng nói, trong lòng vô cùng oán hận. Việc này tới đây chấm dứt đi, trưởng lão trong tộc đã thương nghị qua, vì danh dự trong tộc, việc này hãy xem như chưa từng phát sinh qua, con không được tự tiện gây thêm việc gì. Nữ tử nói, mẹ, vậy Bạch Linh thì sao, chẳng lẽ bỏ mặc cho nàng rời khỏi như vậy? Sắc mặt Thanh Ly đại biến, ánh mắt lạnh lùng. Con tuyệt đối không buông tha cho bọn họ, cho dù tới chân trời góc biển cũng phải bắt nàng về. Ly Nhi, mẹ đã thương nghị với các trưởng lão, không tiếp tục truy cứu chuyện của Bạch Linh, tuy nàng cũng là cửu vĩ yêu hồ, nhưng dù sao cũng từ bên ngoài tới, đi thì đi thôi, nàng có truyền thừa của tiền bối trong tộc, thân phận địa vị đều cực cao, nếu nàng lưu lại sẽ bất lợi cho con, vốn định cho hai bên kết hợp mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc sự tình là như thế, ngày mai con tiếp nhận chức tộc trưởng. Trở thành tộc trưởng là có thể đi vào mật địa nhận chỉ giáo của cường giả trong tộc, sẽ có trợ giúp gia tăng thực lực. Có lẽ mẹ cũng phải bế quan, có chuyện đại sự sắp xảy ra, cửu vĩ yêu hồ bộ tộc chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nữ tử nói. Dạ, mẹ. Thanh Ly thu liếm hận ý, nghe được mẫu thân nói như thế hắn chỉ đành nghe theo, nhưng trong lòng lại tự nhủ, chờ sau khi hắn thành tộc trưởng muốn đi bắt Bạch Linh sẽ càng thêm dễ dàng. Sáng sớm hôm sau. Một đạo lưu quang gấp rút lao thẳng về dãy núi non phía trước. Ông ông! Thanh quang giảm bớt tốc độ, chính là Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh đang bay nhanh. Chúng ta đã tới nơi rồi. Bạch Linh nói. Tới rồi sao? Lục Lâm Thiên thu hồi huyễn ảnh thanh vũ rực, tốc độ thật nhanh, chỉ khoảng một ngày đã tới nơi. Ngươi còn không buông ta xuống, muốn ôm tới khi nào? Ngay lúc Lục Lâm Thiên đang đánh giá xung quanh. Âm thanh Bạch Linh nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Thật ngại quá, ta không phải cố ý. Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức có chút lưu luyến buông nữ tử trong lòng ra. Bạch Linh lăng không đứng thẳng, chẳng biết tại sao khuôn mặt có chút ửng đỏ, nói. Ta không trách ngươi. Đây là lối vào cửu vĩ yêu hồ bộ tộc sao? Lục Lâm Thiên ho khan nói sang chuyện khác. Phải, cửu vĩ yêu hồ bộ tộc rất ít xuất hiện bên ngoài. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đi ra, đều lưu lại trong địa phương phong ấn của bộ tộc. Bạch Linh nói xong, thủ ấn kết xuất, trong tay bay ra giọt máu, lập tức kết thành thủ ấn huyền ảo bay về phía trước. Không gian phía trước truyền ra dao động kỳ dị, một lát sau một tầng bình chướng xung quanh khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, xung quanh nhộn nhạo hiện ra một lối vào thật lớn. Thực lực cửu vĩ yêu hồ bộ tộc thật không yếu a, bố trí không gian phong ấn như vậy. Chỉ sợ người bình thường không thể làm được. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc nhủ thầm. Chúng ta đi thôi. Lối vào mở ra, thân ảnh Bạch Linh chợt lóe, Lục Lâm Thiên theo sát phía sau. Ở bên trong không gian phong ấn thật rộng lớn, không khác gì bên ngoài, phong ấn cũng chỉ có tác dụng đem địa phương này ẩn giấu mà thôi, trên thực tế cả khu vực không gian nơi đây vẫn còn tồn tại trong thiên địa. Khí tức thiên địa năng lượng ở đây rất mạnh, làm cho Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng không ngoài ý muốn, nơi tu luyện của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đương nhiên là không tầm thường. Là ai? Lục Lâm Thiên còn đang quan sát, một tiếng quát truyền ra, giữa không trung xuất hiện mười mấy thân ảnh, đều có tu vi thất giai, nam tuấn lãng nữ xinh đẹp, mười mấy người đồng loạt vây hai người ở trung ương. Bạch Linh, bây giờ chúng ta nên làm gì, cần xông vào sao? Lục Lâm Thiên thấp giọng hỏi. Bạch Linh không trả lời, khuôn mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng uy áp. Quát. Càn rỡ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao, dám bất kính với ta hả? Là Bạch Linh trưởng lão.
đã sớm có người nhận ra Bạch Linh, mà họ cũng chỉ có ý hỏi về Lục Lâm Thiên, đại bộ phận ánh mắt đều tập trung về hắn. Bạch Linh trưởng lão, Thanh Ly Vương nói người đã phản tộc, chúng ta. Một nữ tử thất giai trung kỳ lên tiếng, tiếp xúc ánh mắt lạnh băng của Bạch Linh liền ấp úng. Ta phản tộc hay không chẳng lẽ chỉ dựa vào lời của Thanh Ly là được sao? Bạch Linh trầm giọng hỏi. Nhưng Thanh Ly Vương đã hạ lệnh cần truy nã ngươi. Một trung niên tựa hồ thiên vị Thanh Ly, thoáng do dự, nhìn Bạch Linh nói. Ta phản tộc có sự tuyên bố của trưởng lão hội sao? Ánh mắt Bạch Linh tràn ngập hàn ý, nhìn chằm chằm người kia. Không, không có. Trung niên run rẩy lên, cảm giác mình bị áp chế. Ba. Một tiếng tát tai vang lên, trên mặt trung niên hiện ra dấu vết đỏ ửng, khóe môi rỉ máu tươi. Không có lời tuyên bố của trưởng lão hội, ta vẫn là trưởng lão, bất kính trưởng lão, chính mình đi lĩnh phạt đi. Ánh mắt Bạch Linh lạnh băng nói. Dạ, Bạch Linh trưởng lão. Trung niên không dám nhiều lời, ôm mặt lui xuống. Thanh Ly đã quay về chưa? Bạch Linh đảo mắt nhìn những người còn lại hỏi. Bạch Linh trưởng lão, Thanh Ly Vương đã trở về từ 2 ngày trước. Nữ tử nói chuyện khi nãy lên tiếng đáp, lúc này cả nhóm người đều sợ hãi. Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe, hỏi. Thanh Ly có mang người ngoài trở về hay không, đặc biệt là một thiếu niên hoàng y? Vậy thì không có, chỉ có các trưởng lão cùng Thanh Ly Vương trở lại. Nữ tử nói xong lại ngẩng đầu hỏi. Bạch Linh trưởng lão, hôm nay là ngày Thanh Ly Vương tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Lâm Thiên, chúng ta đi. Bạch Linh khẽ biến, thân hình lướt nhanh về phía trước, truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, chúng ta đi tìm đại trưởng lão trước. Bên trong không gian, núi non hùng vĩ liên miên, mây mù lượn lờ, quần sơn phập phồng, một ít kiến trúc sừng sững trên núi, mơ hồ còn nhìn thấy hình dáng của cửu vĩ yêu hồ đê dai qua lại. Thân ảnh Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh vừa rơi xuống một đình viện trên núi, bên trong truyền ra một âm thanh già nua. Đã chịu trở lại sao? Nghe âm thanh kia hẳn là một nữ nhân già lão vừa nói chuyện. Đại trưởng lão, Bạch Linh tới lĩnh phạt. Bạch Linh đứng bên ngoài đình viện, quỳ một gối xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính hiếm thấy. Ai, vào đi. Bên trong truyền ra tiếng thở dài, trong lời nói tựa hồ đã biết Lục Lâm Thiên tồn tại. Bạch Linh đứng dậy, xoay người nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, bên trong chính là đại trưởng lão cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, bình thường đối đãi ta tốt nhất, cũng đã sớm không quản việc trong tộc, người không thể thất lễ, lần này chúng ta chỉ có thể cầu đại trưởng lão hỗ trợ. Dứt lời Bạch Linh đẩy cửa đi vào, Lục Lâm Thiên đi theo phía sau, trong đình viện trang trí tinh tế nhưng lại lộ vẻ mộc mạc. Xuyên qua 2 hành lang, một đường đi tới một căn phòng, Bạch Linh đẩy cửa phòng đi vào bên trong. Bái kiến đại trưởng lão. Đi vào phòng, trong phòng cũng chỉ có một thạch đài, một lão phụ khoảng 70 tuổi khoanh chân ngồi, Bạch Linh cung kính quỳ một gối nói. Lục Lâm Thiên đánh giá lão phụ nhân kia, tuy nói bộ dáng chừng 70 tuổi, nhưng có thể nhìn ra lúc trẻ tuổi cũng là mỹ nữ tuyệt đại, sắc mặt hồng nhuận, Lục Lâm Thiên lại không cảm giác được trên người bà có chân khí dao động. Tiểu tử, nhìn đủ chưa? Lục Lâm Thiên đang chăm chú đánh giá, lão phụ nhân đột nhiên mở mắt. Ánh mắt trong suốt thâm thúy, khiến Lục Lâm Thiên không tự chủ được chợt run lên. Tiểu tử thất lễ, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Lục Lâm Thiên ôm quyền khom người thi lễ, thái độ đúng mức, Bạch Linh tôn kính lão phụ nhân này như thế. Vốn Lục Lâm Thiên không có nhiều hảo cảm với cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, nhưng hắn phải cho Bạch Linh mặt mũi. Đúng là có chút định lực. Lão phụ nhìn Lục Lâm Thiên, tựa hồ một lời có hai ý nghĩa, nói. Người thi lễ lão thân nhận được. Người hành lễ cũng xong, ta cũng đã thừa nhận, xem ra chuyện ngươi tới đây dù ta không muốn cũng phải ra mặt mới được. Chẳng lẽ tiền bối đã biết mục đích của ta sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi, nghe lời lão phụ lại cân nhắc ý tứ của bà, giống như đã nhận thức hắn. Ngươi tên Lục Lâm Thiên phải không? Lão phụ không trực tiếp trả lời hắn, tò mò đánh giá hắn, nói. Thật là có chút kỳ dị, linh vũ song tu, ta cũng không phát hiện được khí tức chân khí của ngươi. Ta chưa từng nghe nói qua trong nhân loại còn có linh vũ song tu. Tiểu tử chính là Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ tiền bối đã gặp qua tiểu tử hay sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Đừng đoán bậy, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, nhưng mục đích ngươi tới đây thì ta biết, là tới tìm người đi. Lão phụ nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt cũng không ý tứ gì khác,
vô cùng bình tĩnh trò chuyện. Đại trưởng lão, chúng ta tới tìm người, Thanh Ly có lẽ đã bắt được một bằng hữu của Lâm Thiên, cho nên... Bạch Linh ngẩng đầu nói, nhưng còn chưa nói xong lão phụ đã ngắt lời. Người đứng lên đi, người các người muốn tìm không ở trong tay Thanh Ly. Cái gì? Bạch Linh đứng lên, sắc mặt biến đổi. Lục Lâm Thiên, người mà ngươi muốn tìm hẳn là tên tiểu tử có quan hệ với Huyền Vũ cùng Thanh Long Hoàng tộc, ta biết một chút dấu vết. Lão phụ liếc mắt nhìn Bạch Linh, lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Mong rằng tiền bối chỉ giáo cho. Lục Lâm Thiên lại hành lễ, trong lòng hắn chợt căng thẳng. Ngươi không cần quá khẩn trương, tiểu gia hỏa kia có chút phiền phức, nhưng hiện tại không có việc gì, mà tương lai thế nào thì khó mà nói, chỉ sợ Huyền Vũ cùng Thanh Long Hoàng tộc đều không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lão phụ nói xong, chậm rãi đứng lên, Bạch Linh thấy vậy liền bước tới nâng đỡ bà. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn biết tin tức, nhưng ta cũng có một điều kiện. Lão phụ nói. Mời tiền bối cứ nói, có thể làm được tiểu tử nhất định không chối từ. Lục Lâm Thiên nói. Điều kiện này nói ra cũng dễ dàng, nhưng nói khó cũng khó khăn. Lão phụ cười cười nhìn qua Bạch Linh, nói. Bạch Linh, ngươi chống lại quyết nghị của hội trưởng lão, có biết tội của ngươi không? Bạch Linh biết tội, đặc biệt tới đây xin được chỉ tội, nhưng Bạch Linh xin đại trưởng lão báo tin tức của Tiểu Long cho Lục Lâm Thiên biết, Bạch Linh cam nguyện bị phạt. Bạch Linh cắn môi, nói. Chỉ cần tìm được Tiểu Long, Bạch Linh nguyện ý tự hủy tu vi, bị trục xuất khỏi tộc. Ngươi đã biết tội, tại sao còn chống lại kết quả thương nghị của hội trưởng lão? Lão phụ nhìn chăm chú vào Bạch Linh hỏi. Bạch Linh cúi đầu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, lại lén lút nhìn qua Lục Lâm Thiên. Tiền bối, hết thảy không phải do ý muốn của Bạch Linh làm sao đáp ứng? Lục Lâm Thiên thoáng do dự, nói. Lục Lâm Thiên, nhân loại các ngươi có câu nói hết thảy lấy đại cục làm trọng, không biết ngươi là nhân loại thì cảm thấy thế nào? Lão phụ hứng thú hỏi. Lục Lâm Thiên nhướng mày, lời của đại trưởng lão làm trong lòng hắn hiểu rõ, Bạch Linh cũng nhắc nhở qua. Sau thoáng do dự, Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Tiền bối, hết thảy nên lấy đại cục làm trọng, từ xưa tới nay có một số việc chính là như thế. Đứng ở một loại góc độ nào đó mà nói chuyện đại cục là không thể dị nghị. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Chẳng qua cần hy sinh một người thành toàn một việc, không khỏi có chút không quá công bình, huống chi nếu còn có biện pháp khác giải quyết, vậy không cần nhất định làm như vậy. Lão phụ nhân hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác hay sao? Còn không có, nhưng ta tin tưởng sẽ có. Lục Lâm Thiên nói, bởi vì liên hệ tới huyết mạch của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Hắn cũng không giúp được gì. Lời của ngươi có chút ngụy biện, nhưng nếu ngươi đứng trong lập trường của bộ tộc chúng ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lão phụ mỉm cười hỏi. Việc này, Lục Lâm Thiên có chút nghẹn lời, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi cũng không thể lựa chọn đi, mỗi chuyện đều có nhiều mặt, góc độ không giống nhau thì chuyện công bình, công lý, ở một góc độ nào đó mà nói chỉ là lời nói suông, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Lão phụ nói, Lục Lâm Thiên không trả lời, nhưng trong lòng đồng ý với lời của đại trưởng lão, càng thêm tôn kính bà vài phần, vị này thật sự bất phàm, không nghĩ tới cửu vĩ yêu hồ bộ tộc còn có nhân vật như vậy. Vậy ngươi có bằng lòng lấy công chuộc tội? Lão phụ nhìn Bạch Linh hỏi, mời đại trưởng lão báo cho biết. Bạch Linh cúi đầu, ánh mắt không khỏi liếc qua Lục Lâm Thiên. Ta muốn ngươi trở thành tộc trưởng, ý của ngươi thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, việc này ta không thể làm chủ. Bạch Linh kinh ngạc nói. Ta nói được là được, Thanh Ly tự cao tự đại, vô tri lông bông, nếu để hắn làm tộc trưởng, không biết ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì, cho ngươi kết hợp với hắn đúng là ủy khuất ngươi, hiện tại hắn đích xác không xứng với ngươi. Lão phụ nói, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, lời của ta vừa nói qua, thực lực mới là hết thảy, ngươi thấy thế nào? Lời này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng tiểu tử cực kỳ đồng ý. Lục Lâm Thiên nói, nếu ngươi cũng đồng ý, thì cứ như vậy đi. Lão phụ nhìn hai người, nói. Lục Lâm Thiên, ta muốn ngươi đánh một trận với Thanh Ly, đây là điều kiện ngươi đáp ứng ta, nếu ngươi thắng, Bạch Linh trở thành tộc trưởng, đồng thời chuyện giữa Bạch Linh cùng Thanh Ly cũng hủy bỏ. Nếu ngươi bại, Thanh Ly làm tộc trưởng, mà Bạch Linh nhất định phải kết hợp với Thanh Ly, đương nhiên. Ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức người ngươi muốn tìm,
cho nên ngươi muốn thay đổi chuyện này, nhất định phải dùng thực lực đi thay đổi, hai ngươi có ý kiến? Ta đánh với Thanh Ly. Lục Lâm Thiên run lên, hiện tại Đại Hồn Anh không ở đây, hắn thật sự không nắm chắc. Không sai, chính là ngươi, ta định để Bạch Linh đối chiến, tuy thực lực nàng không kém, nhưng chỉ sợ không thắng được Thanh Ly, huống chi nàng đã bị thương, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lão phụ nói, tiền bối, ta là người ngoài, làm vậy thích hợp sao? Lục Lâm Thiên hỏi, trong lòng không phải không dám, chỉ là chuyện này quan hệ với Bạch Linh, vạn nhất Lục Lâm Thiên thật không dám tưởng tượng. Nếu là người ngoài tự nhiên là không thích hợp, nhưng nếu tính ra, người xem như miễn cưỡng không tính là người ngoài. Lão phụ mỉm cười, nhìn qua Bạch Linh nói. Bạch Linh, người có ý kiến gì không? Người có thể cùng tiểu tử này trở về đây tìm người, không để ý tới an nguy bản thân, xem ra trọng lượng của Lục Lâm Thiên ở trong lòng ngươi thật không nhẹ. Đại trưởng lão, Lâm Thiên cứu ta nhiều lần, Bạch Linh nhất định phải báo ân. Bạch Linh nói, được rồi, người không cần vội vàng giải thích, mặc dù lão thân đã già, nhưng cũng thấy rõ, có chút lời nói cần khuyên ngươi nhưng để sau này hãy nói đi, hiện tại ngươi chỉ cần nói với ta, để Lục Lâm Thiên đối chiến với Thanh Ly, nếu hắn thắng, ta sẽ nghĩ biện pháp hủy bỏ quyết nghị của hội trưởng lão, nếu Lục Lâm Thiên bại, quyết nghị kia ngươi nhất định phải đáp ứng, ngươi có dị nghị gì không? Lão phụ hỏi, ánh mắt Bạch Linh nhìn chăm chú về hướng Lục Lâm Thiên, không chút do dự nói. Bạch Linh nguyện ý nghe theo đại trưởng lão. Lục Lâm Thiên, còn ngươi, nhưng ta nghĩ không cần hỏi ý kiến của ngươi, bởi vì đây chính là điều kiện mà ngươi đáp ứng ta. Lão phụ thoáng cảm thán, nói. Chúng ta cũng nên đi. Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta đi đâu? Bạch Linh hỏi. Nếu còn không ra mặt, Thanh Ly đã ngồi lên vị trí tộc trưởng, tộc có tộc quy, tới lúc đó cho dù là ta cũng không có biện pháp. Lão phụ nói xong, thân ảnh chợt lóe, đã ra khỏi phòng. Không gian lực thật mạnh. Lục Lâm Thiên than thở. Núi rừng trùng điệp, từng dãy kiến trúc san sát, nhưng lại không thấy thân ảnh tộc nhân cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, trên đường cực kỳ yên lặng. Trên ngọn núi lớn nhất, đỉnh phong núi như bị san bằng, hình thành một quảng trường thật lớn. Lúc này trên quảng trường phi thường náo nhiệt, không ít cửu vĩ yêu hồ từ nhất giai tới lục giai tụ tập, số lượng không nhiều lắm, chỉ chừng 4-5 ngàn mà thôi. So với những yêu tộc khác mà nói tuyệt đối rất thưa thớt, bởi vì mỗi yêu tộc dù ít ỏi cũng có tới mấy vạn người. Giờ phút này ngay giữa quảng trường có 300-400 cửu vĩ yêu hồ thất giai hóa hình người, tỷ lệ như vậy thật sự có chút đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là ở phía trước nhất có hơn 30 thân ảnh, theo chân khí mà xem đều tới bát giai, tỷ lệ như thế càng làm người ta rung động, có lẽ là ưu điểm của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Trên quảng trường lúc này vô cùng náo nhiệt, Thanh Ly đang đứng phía trước, khuôn mặt tuấn lãng, nụ cười thản nhiên, phong độ nhẹ nhàng, không khỏi làm nữ giới nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập ái mộ. Dựa theo tộc quy, cùng kết quả do hội trưởng lão thương nghị, hiện tại Thanh Ly trở thành tộc trưởng đời kế tiếp, có ai phản đối không? Một lão giả khoảng 60 tuổi đứng bên cạnh Thanh Ly lướt mắt nhìn mọi người đứng trên quảng trường nói, kỳ thật cũng không cần hỏi ý tứ của người khác, chẳng qua đây chỉ là lễ nghi trong tộc mà thôi. Người trên quảng trường nghị luận sôi nổi, nhưng không ai phản đối, Thanh Ly Vương trở thành tộc trưởng, càng làm không ít nữ tử xinh đẹp đắm đuối nhìn hắn không chớp mắt. Ánh mắt Thanh Ly đảo qua quảng trường, cũng không quá để ý chức tộc trưởng, bởi vì ở trong lòng của hắn chức vị này đã sớm thuộc về hắn, ngoài hắn ra không ai có thể tranh đoạt, cho nên đối với hắn cũng không có gì đáng kích động. Huống chi đáy lòng hắn còn đang nghĩ tới nữ tử Lãnh Nhược Băng Xương, không có nữ tử trong tộc nào có thể so sánh, cho tới nay hết thảy trong tộc đều là của hắn. Kể cả nữ tử kia, lần đầu tiên gặp nàng hắn liền nhận định nàng nhất định là của hắn. Nhưng bây giờ nàng đã rời đi, còn dựa vào lòng nhân loại hèn mọn kia, nghĩ tới đây ánh mắt Thanh Ly vô cùng lạnh lẽo, siết chặt hai tay, chờ sau khi hắn trở thành tộc trưởng, nhất định phải tập hợp lực lượng toàn tộc đem nhân loại kia bầm thây vạn đoạn, đoạt lại nàng, khiến cho nàng biết nhân loại kia làm sao có thể so sánh với hắn. Không ai phản đối, hiện tại ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Thanh Ly chính là tộc. Lão giả vừa nói tới đây, một âm thanh già nua quanh quẩn trong quảng trường. Chờ một chút, âm thanh truyền ra như vang vọng bên tai mỗi người, mọi người cùng quay đầu nhìn lại, có 3 thân ảnh đang chậm rãi đi tới quảng trường, tốc độ nhìn như thong thả, nhưng chỉ chớp mắt đã đi tới trước mặt mọi người. Bái kiến đại trưởng lão.
Đông đảo tộc nhân cửu vĩ yêu hồ bộ tộc nhìn thấy thân ảnh già lão kia lập tức hành lễ, nhóm trưởng lão cũng lập tức bước tới, vẻ mặt cực kỳ tôn kính, thậm chí cả Thanh Ly cũng phải khom người hành lễ. Nhưng khi ánh mắt Thanh Ly nhìn ra sau lưng đại trưởng lão, sắc mặt đại biến, nhất thời hét lớn. Người đâu, mau bắt hai người bọn họ. Siêu siêu. Nhất thời có không ít người căng thẳng muốn lao qua. Là Bạch Linh trưởng lão đã trở lại. Gì, còn có cả thanh niên nhân loại. Người mà ta mang tới, không biết đã phạm tộc quy gì, lại cần tộc trưởng tương lai bắt người sao. Ánh mắt đại trưởng lão bình tĩnh nhìn những thân ảnh muốn động thủ xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Thanh Ly. Vừa thấy ánh mắt đại trưởng lão nhìn qua, nhất thời mọi người phục hồi lại tinh thần, không dám lên tiếng. Đại trưởng lão, Bạch Linh đã phản tộc, nên bắt hỏi tội. Bị ánh mắt đại trưởng lão quan sát, tâm thần Thanh Ly không khỏi run lên, địa vị của đại trưởng lão trong tộc, hắn không thể lay động, cũng không thể va chạm. Phản tộc, ai nói Bạch Linh phản tộc, đây là quyết định của hội trưởng lão sao, vì sao ta không biết, nhị trưởng lão, chuyện này ngươi biết không? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Thanh Ly, lại bình thản nhìn qua lão giả bên cạnh. Hồi đại trưởng lão, việc này còn chưa có định đoạt, nhưng Bạch Linh tự tiện rời khỏi tộc, chống lại quyết nghị của hội trưởng lão, dựa theo tộc quy. Lão giả kia bị ánh mắt của đại trưởng lão nhìn qua, có chút kinh hoàng nói. Nhị trưởng lão, theo ta được biết hôm nay mới là ngày quyết nghị cuối cùng của hội trưởng lão, hôm nay Bạch Linh đang ở trong tộc, tại sao lại có chuyện chống lại quyết nghị gì đó, trái lại các ngươi. Gần đây thật náo nhiệt, thanh danh cửu vĩ yêu hồ bộ tộc gần đây truyền bá không nhỏ. Đại trưởng lão nói xong, ánh mắt lóe tinh quang, chân khí run lên, làm sắc mặt các trưởng lão đều biến hóa. Không nghĩ tới hôm nay đại trưởng lão cũng tới, Hồng La ra mắt đại trưởng lão. Một nữ tử phong vận đi tới, cúi người thi lễ nói. Lâm Thiên, vị này chính là tộc trưởng Hồng La, còn có vị bên cạnh là nhị trưởng lão. Bạch Linh truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn không thấu khí tức của Hồng La, nhưng mơ hồ cảm giác được so sánh với đại trưởng lão cũng không kém hơn bao nhiêu. Tộc trưởng. Đại trưởng lão cúi người thi lễ. Đại trưởng lão miễn lễ, sao hôm nay ngài cũng tới. Hồng La tiến lên đỡ đại trưởng lão, ánh mắt hữu ý vô ý lướt qua người Bạch Linh cùng Lục Lâm Thiên. Lão thân đã lâu không ra ngoài hoạt động. Hôm nay có náo nhiệt nên muốn ra nhìn xem. Đại trưởng lão lướt mắt nhìn bốn phía, nói. Tộc trưởng, người dự định bế quan tu luyện sao? Phải, Hồng La muốn bế quan tu luyện, nhìn xem có thể đột phá bình chướng hay không. Hồng La gật đầu nói, bà luôn tôn kính đại trưởng lão, nhưng lúc này trong mắt lại giấu diêm ý tứ khác. Tính tâm tu luyện cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chuyện đại sự kia đã sắp tới, hết thảy đều có thể có biến số. Đại trưởng lão nhìn Hồng La. Nếu tộc trưởng dự tính bế quan, như vậy tộc trưởng kế nhiệm đã quyết định xuống chưa? Hừ, ánh mắt Thanh Ly luôn nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, nếu hắn không nhẫn nại đã sớm lao tới gỡ yêu ta ít người. Mà lúc này không ít ánh mắt cũng rơi lên người Lục Lâm Thiên, vẻ mặt như đã nhận thức ra hắn, biết được thân phận hắn, giống như đã có người truyền âm báo tin. Hồi đại trưởng lão, nguyên bản đã định Bạch Linh cùng Thanh Ly. Nhưng mấy ngày nay Bạch Linh đi vắng, hôm nay đã tuyển chọn Thanh Ly, đây là do hội trưởng lão quyết định xuống. Hồng La nói, câu nói sau cùng còn cố ý nhấn mạnh. Vậy sao, nhưng vẫn còn chưa chọn lựa xong đi, nếu Bạch Linh đã trở lại, vậy có thể chọn lựa thêm lần nữa, tộc trưởng có ý kiến gì hay không? Đại trưởng lão hỏi. Hồng La không có ý kiến, chỉ cần hội trưởng lão không có ý kiến là tốt rồi. Hồng La trả lời. Nhưng trong ánh mắt mang theo vẻ hờn giận. Nếu Bạch Linh đã trở lại, vậy tuyển chọn lại đi, chúng ta cũng không có ý kiến, hết thảy nghe theo đại trưởng lão cùng tộc trưởng. Nhị trưởng lão lên tiếng. Tuyển lại tộc trưởng cũng được, nhưng đại trưởng lão, hội trưởng lão đã có quyết nghị, Bạch Linh kết hợp với Thanh Ly, chuyện này đã có thể thực hiện được chưa, ta nhớ hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Hồng La nói. Đó là đương nhiên, quyết nghị của hội trưởng lão cũng không thể sửa đổi. Đại trưởng lão nói, nhưng dựa theo tộc quy, sự tình như vậy nếu bản thân Bạch Linh không muốn, cũng có thể đối chiến với Thanh Ly một trận. Đại trưởng lão nhìn qua Bạch Linh. Bạch Linh, nếu ngươi không muốn, cũng có thể khiêu chiến với Thanh Ly, dựa theo tộc quy nếu ngươi thắng lợi thì quyết nghị của hội trưởng lão tự động hủy bỏ,
chức trách chủ yếu của hội trưởng lão là quyết định công việc trọng đại trong tộc. Đối với việc tư của ngươi, quyết nghị của hội trưởng lão chỉ dùng tham khảo, nhưng nếu ngươi thất bại như vậy nhất định phải phục tùng quyết nghị của hội trưởng lão, ngươi hiểu được. Bạch Linh hiểu được, Bạch Linh muốn khiêu chiến với Thanh Ly. Bạch Linh nói, ánh mắt thản nhiên nhìn qua Thanh Ly. Thanh Ly nhíu mày, lời nói của Bạch Linh rõ ràng là cự tuyệt hắn trước mặt mọi người, trong mắt hiện lãnh ý, nói. Bạch Linh, ngươi biết rõ sẽ thua còn khiêu chiến với ta sao? Thanh Ly, hiện tại Bạch Linh khiêu chiến với ngươi đương nhiên sẽ thua, bởi vì ngươi tự chủ trương truy bắt Bạch Linh cho nên làm cho nàng bị trọng thương, món nợ này ngày sau hãy tính đi. Đại trưởng lão thoáng dừng lại, nhìn Thanh Ly nói. Nhưng nếu có người nguyện ý thay thế Bạch Linh đối chiến, chưa hẳn là không được, dựa theo tộc quy khi trong tộc lựa chọn tộc trưởng, nếu có người không phục cũng có thể tiến lên khiêu chiến, mà Bạch Linh cùng Thanh Ly là nhân tuyển, ai thắng lợi thì người đó làm tộc trưởng, vậy cũng đơn giản, không bằng như vậy đi, Bạch Linh đang bị trọng thương, mà thương thế lại liên quan với Thanh Ly, Bạch Linh có thể tìm người giúp mình ra tay, để cho người kia đối chiến với người thế nào, nếu ngươi thắng Bạch Linh sẽ dựa theo quyết nghị của hội trưởng lão kết hợp với ngươi. Ngươi kế nhiệm tộc trưởng, nếu ngươi bại, hôn sự hủy bỏ, ngươi cũng mất đi tư cách kế nhiệm tộc trưởng, ngươi xem thế nào? Đại trưởng lão, không biết Bạch Linh tìm ai trong tộc giao thủ với ta? Ánh mắt Thanh Ly chợt lóe. Chính là ta. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, nhìn thẳng Thanh Ly, đã tới nông nỗi này hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Ngươi là người phương nào? Hồng La nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được ánh mắt Hồng La nhìn mình không có bao nhiêu thiện ý, điều này cũng khó trách, con của bà sắp ngồi lên vị trí tộc trưởng, mà mình lại tới quấy rối, tự nhiên người ta sẽ không có hảo cảm với mình. Ngay lúc Lục Lâm Thiên định trả lời, đại trưởng lão đã nói. Hắn tên Lục Lâm Thiên, vốn là nhân loại, là bằng hữu của Bạch Linh, lần này do Bạch Linh mời tới giúp nàng xuất chiến. A, là nhân loại. Đại trưởng lão vừa dứt lời, nhất thời mọi người lớn tiếng xôn xao nghị luận, nhưng các trưởng lão cũng không chút ngạc nhiên, giống như đã sớm biết thân phận của Lục Lâm Thiên. Đại trưởng lão, làm vậy không phù hợp tộc quy đi. Nhị trưởng lão hỏi, đúng là không hợp tộc quy, nhưng cũng không phải không thể được, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão giống như đã sớm biết phản ứng của hắn, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Nhưng người này là nhân loại, nếu là người cùng thế hệ trong tộc thì còn dễ nói. Nhưng là nhân loại thì tuyệt đối không được. Nhị trưởng lão kiên nghị nói, mặc dù các trưởng lão vẫn kiêng kỵ đại trưởng lão, nhưng không thể làm trái tộc quy, họ nhất định muốn ngăn cản. Mặc dù người này là nhân loại, nhưng có chút sâu xa với cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, xem như là nửa tộc nhân. Đại trưởng lão nói, sau đó truyền âm cho các trưởng lão, sắc mặt họ lập tức biến hóa, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên khác hẳn lúc trước. Nếu là như thế chúng ta không có ý kiến. Lục Lâm Thiên có thể xem như nửa tộc nhân, lại là vị kia. Nhị trưởng lão còn chưa nói xong, đã bị đại trưởng lão trừng mắt, lời tới bên miệng liền nuốt trở về, không còn ai có thêm ý kiến gì khác. Ta rốt cục có sâu xa gì với cửu vĩ yêu hồ, còn là nửa tộc nhân, trên người ta cũng không có huyết mạch cửu vĩ yêu hồ bộ tộc A. Lục Lâm Thiên nghi hoặc nhủ thầm. Ánh mắt Hồng La cùng Thanh Ly chợt lóe, vừa rồi lời truyền âm của đại trưởng lão cả hai người đều không biết. Đại trưởng lão, nhân loại này có sâu xa gì với tộc chúng ta? Do dự một thoáng, Hồng La chợt hỏi. Tộc trưởng, việc này ta sẽ nói với ngươi tường tận, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin tưởng được ta sao? Đại trưởng lão hỏi ngược lại. Hồng La tự nhiên tin tưởng đại trưởng lão. Thần sắc Hồng La có chút biến hóa, lại hữu ý vô ý liếc nhìn Lục Lâm Thiên. Thanh Ly, việc này còn cần ngươi đồng ý, nếu ngươi không muốn, nhất định muốn giao thủ với Bạch Linh. Vậy phải đợi thương thế của nàng lành hẳn các ngươi có thể tiếp tục đối chiến cũng được. Đại trưởng lão nói. Không cần. Thanh Ly nói, ánh mắt băng sương nhìn Lục Lâm Thiên. Nhân loại nhỏ bé, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, ta mặc kệ ngươi có quan hệ gì với cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, nhưng ngươi muốn động thủ với ta vậy phải nhớ kỹ, vạn nhất tử vong thì đừng hối hận, vốn ngươi không có tư cách động thủ với ta, nhưng hôm nay ta cho ngươi cơ hội. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi ở trước mặt ta chỉ là kẻ hèn mọn. Hừ, một nhân loại đã nghĩ khiêu chiến Thanh Ly Vương, quả thực muốn chết. Một nữ tử xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, sau đó lại ôn nhu nhìn Thanh Ly Vương. Không thể khinh thường, tu vi của nhân loại kia không kém,
lần trước nhóm người Lục Giao trưởng lão đã gặp qua. Nhân loại kia có mạnh tới mấy cũng không phải đối thủ của Thanh Ly Vương, hy vọng hắn còn nhặt được một mạng, bộ dáng không kém, nếu chết cũng đáng tiếc. Một nữ tử áo lam nói. Bạch Linh không nói lời nào, sắc mặt thản nhiên yên tĩnh đứng bên cạnh đại trưởng lão. Lục Lâm Thiên thở mạnh một hơi, nói. Ta đại biểu Bạch Linh trưởng lão giao thủ với ngươi, nếu không chỉ bằng ngươi cũng không đủ tư cách giao thủ với bản tôn. Lời của Lục Lâm Thiên vừa rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ánh mắt đại trưởng lão cũng nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Lục Lâm Thiên cuồng ngạo như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mong đợi với thực lực của Lục Lâm Thiên. Nhân loại này quá kiêu ngạo. Thanh Ly Vương, trà đạp hắn đi. Nhất thời trên quảng trường không ngừng xôn xao hò hét. Ha ha! Thanh Ly phá lên cười, ngân mang chợt lóe, thân ảnh biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã đi tới giữa quảng trường, khóe môi lộ nụ cười lạnh, nói. Nhân loại, chuyện này là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi lập tức sẽ biết ngươi không có tư cách cản rỡ trước mặt ta. Lâm Thiên, chú ý một chút. Bạch Linh cũng không quá lo lắng, thản nhiên nói. Lục Lâm Thiên khẽ cười, mũi chân điểm dưới đất. Thân hình lặng yên xuất hiện trước mặt Thanh Ly, không hề tạo ra chút âm thanh dao động. Nhìn khả năng nắm giữ không gian lực của Lục Lâm Thiên, không ít cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đều có chút biến hóa. Sắc mặt Thanh Ly càng thêm lạnh lẽo, nói. Nhân loại, không thể không nói đảm lượng của ngươi cũng không nhỏ. Dứt lời hắn truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Bạch Linh là của ta, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lục Lâm Thiên vẫn thản nhiên không lên tiếng. Đúng lúc này âm thanh đại trưởng lão truyền vào trong tai hắn. Lục Lâm Thiên, đã quên nói với ngươi, ngươi có thể mượn dùng lực lượng thần khí, nhưng không được thúc giục hai kiện thần khí trong người để công kích, đây chính là điều kiện, ngươi không có lựa chọn nào khác. Cái gì? Lục Lâm Thiên vừa nghe vậy liền sửng sốt, hiện tại đại hồn anh không ở đây, đã thiếu đại trợ lực, thậm chí thú hồn bôn lôi thiên hổ thú cũng bị phá hủy, chỉ dựa vào thực lực bản thể muốn đánh bại Thanh Ly là rất khó. Mà bây giờ còn không cho phép dùng thần khí công kích, đây chẳng khác gì chói chân chói tay của hắn. Nhân loại, ngươi choáng váng sao, cho ngươi động thủ trước, nếu ta động thủ ngay cả cơ hội đánh trả ngươi cũng không có. Nhìn thấy ánh mắt ngây dại của Lục Lâm Thiên, trong mắt Thanh Ly lộ vẻ khinh thường, tràn ngập hàn ý. Ngươi biết không, từng có không ít người cũng giống như ngươi, nói những lời như vậy trước mặt ta, nhưng hôm nay ta vẫn đứng ở chỗ này. Cho nên ngươi muốn gợi yêu ta ít ta chỉ sợ không có cơ hội, bởi vì ở trong mắt ta ngươi không khác gì bọn hắn, về phần ra tay trước, ngươi còn chưa có thực lực để ta làm điều đó. Lục Lâm Thiên thở mạnh một hơi, thản nhiên nói. Sắc mặt Thanh Ly tối sầm, đây là lần đầu tiên hắn nghe được lời vũ nhục như vậy, nhân loại kia hoàn toàn không xem hắn vào trong mắt. Nhân loại hèn mọn, ngươi quá kiêu ngạo, biết bao nhiêu người luôn hung hăng càn quấy trước mặt ta, cuối cùng đều thành xác chết. Ở trong mắt ta, ngươi không khác gì bọn hắn. Đột nhiên cả quảng trường trở nên băng lạnh, thân ảnh Thanh Ly lập tức biến mất. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng, thực lực Thanh Ly còn mạnh hơn Nguyên Nhược Lan, hắn tuyệt đối không thể bại. Chịu chết đi. Trong nháy mắt thân ảnh Thanh Ly hiện ra trước mặt Lục Lâm Thiên, tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn, yêu nguyên tràn ra, động tới năng lượng phong hệ, mang theo kình phong bức xé không gian, quyền ấn nện xuống nhanh như chớp. Phanh! Tốc độ quá nhanh, quyền ấn lập tức rơi lên người Lục Lâm Thiên. Nhân loại kia không chịu nổi một kích a. Đông đảo cửu vĩ yêu hồ không nhịn được cười ha hả, nhưng lời còn chưa dứt đã ngừng bặt, chỉ thấy thân ảnh của nhân loại biến thành hư ảo, giống như đá lớn rơi xuống mặt hồ tạo nên sóng gợn phập phồng. Tốc độ thật nhanh! Không ít trưởng lão đều kinh ngạc. Phanh phanh! Quyền ấn đánh thẳng xuống mặt đất, Thanh Ly cũng kêu lên một tiếng. Không ngờ là tàn ảnh. Tốc độ của ngươi tựa hồ còn có chút không đủ. Ông ông! Sau lưng Thanh Ly truyền ra âm thanh, Lục Lâm Thiên xuất hiện, Thanh Linh khải giáp lóe sáng hoàng mang, đôi cánh duỗi ra, mang theo tiếng sấm nổ mạnh khuếch tán, một cỗ uy áp thật lớn lập tức lan tràn. Vũ linh khí phi hành, đây chẳng lẽ là thần khí? Cường giả cửu vĩ yêu hồ đều biến sắc. Đại trưởng lão chỉ nói không được dùng thần khí công kích, nhưng không nói không thể sử dụng. Nếu Lục Lâm Thiên không dùng huyễn ảnh thanh vũ dực, tốc độ sẽ không sánh bằng Thanh Ly, chỉ cần nhanh hơn được một chút cũng xem như có ưu thế. Hừ, cho dù có thần khí phi hành, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ánh mắt Thanh Ly chợt lóe,
cắn răng hừ lạnh một tiếng, yêu nguyên bạo tuôn, đột nhiên xoay người tung chảo ấn vỗ về hướng Lục Lâm Thiên. Không gian xé rách, uy áp vỡ áp, nháy mắt rơi lên người Lục Lâm Thiên. Phanh! Không gian bị phá nát, thân ảnh Lục Lâm Thiên chỉ còn lại tàn ảnh, hoàn toàn biến mất. Đã nói tốc độ của ngươi không đủ. Dứt lời Lục Lâm Thiên đã xuất hiện sau lưng Thanh Ly, nhanh tới mức khủng bố. Thật nhanh! Ánh mắt Thanh Ly run lên, chẳng biết tại sao trong lòng hắn có chút bất an, nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu, trong khoảnh khắc lại xoay người, nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Lục Lâm Thiên. Hiện tại tới lượt bản tôn trà đạp ngươi. Huyễn ảnh Thanh Vũ rực chấn động, chân khí cuồn cuộn, vũ đan xoay tròn không ngừng, chân khí đột nhiên dâng lên. Chân linh cấm không trưởng. Hóa thú linh ấn. Tử vong phong bạo. Trọng thủy kết giới. Không linh liệt. Tê thiên liệt địa trảo. Đại địa vô ảnh cước. Cấm hồn linh quyết. Thiên linh diệt hồn chỉ. Hàn băng đống kết sát. Tiếng quát không ngừng truyền ra, nhất thời đủ loại năng lượng thuộc tính tràn tới, cả không gian sôi trào, mọi người hoàn toàn chấn kinh. Chỉ nháy mắt Lục Lâm Thiên liên tục thi triển 10 đạo vũ kỹ linh kỹ, khiến mọi người kinh hãi nhìn chân chối. Thanh Ly cũng chấn kinh, ngay khi Lục Lâm Thiên đồng thời thúc giục 2 đạo công kích, hắn đã thất thần, chỉ nháy mắt đã bị công kích khủng bố thổi quét bên trong. Ngay tiếp theo Lục Lâm Thiên liên tục đánh ra thật nhiều vũ kỹ linh kỹ, không gian hỗn loạn, kinh khí bao trùm thổi quét, làm cho hắn không cách nào thoát thân. Từng lực công kích xé mở không gian, hung hăng bao phủ quanh thân Thanh Ly, công kích ngũ hệ thuộc tính xen lẫn công kích linh hồn, còn liên tục phóng thích, mạnh mẽ hơn ngày trước rất nhiều. Thanh Ly bị vây công, buồn bực lẫn hoảng sợ, bắt đầu kích động thất thần, nhân loại hèn mọn kia lại có thể thúc giục nhiều công kích biến thái như vậy, thật vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn chỉ có thể bố trí ra cương quyển phòng ngự. Oanh long long! 10 đạo vũ kỹ linh kỹ đồng thời đánh ra, tràn ngập cả không gian đột nhiên trướng lên, ngay sau đó trực tiếp nổ tung, nháy mắt kình phong đáng sợ thổi quét, không gian xung quanh nứt toác, chấn động chao đảo. Nhân loại kia sao mạnh như vậy? Vũ giả ngũ hệ, hắn là vũ giả ngũ hệ. Hắn còn là linh tôn, là linh vũ song tu. Cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc kinh hãi, mặc dù họ là yêu thú, nhưng cũng biết linh vũ song tu. Vũ giả ngũ hệ đại biểu cho điều gì, tuyệt đối là kỳ tài trong nhân loại, hiếm có vô cùng. Cô, một nhóm yêu thú bát giai đều nuốt nước bọt, bắt đầu hít sâu hơi lạnh, vũ kỹ linh kỹ liên tục phóng thích, còn là hỗn hợp đánh ra, nhân loại kia sao có thể làm được, thực lực rõ ràng có thể ngang ngửa vũ tôn lục trọng. Đại trưởng lão, Hồng La, Bạch Linh đều chấn động, ánh mắt đại trưởng lão tràn đầy kinh ngạc. Phá! Thanh Ly hét lớn một tiếng. Không gian hỗn loạn hoàn toàn nổ tung, kinh khí bao trùm, thân ảnh Thanh Ly nháy mắt hiện lên giữa không trung, vô cùng chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt. Ông ông! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện trước mặt Thanh Ly, khóe môi hiện tia cười lạnh, công kích như vậy vẫn không tổn thương được Thanh Ly, thực lực người này đúng là cường hãn. Long ảnh tí! Lục Lâm Thiên quát một tiếng, chân khí dâng lên hai tay, song trưởng trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, khoảnh khắc hóa trưởng thành quyền. Thiên địa năng lượng hội tụ, kim mang sáng ngời đồng thời đánh ra. Ngao ngao. Hai tiếng long ngâm truyền ra, trên quyền ấn hiện lên hư ảnh hoàng kim cự long bay lên cao, giống như song long xuất hải, hung hăng đánh thẳng về hướng Thanh Ly. Vũ khí của nhân loại này thật quỷ dị, quá kinh khủng. Hư ảnh kim long xoay quanh, thậm chí còn mang theo long uy thật lớn, yêu thú thực lực không đủ còn bị uy áp ảnh hưởng. Ánh mắt Thanh Ly ngày càng lạnh. Vừa ra tay đã bị dồn tới bước này, giống như không hề có lực đánh trả, hắn nổi giận, đột nhiên quanh thân hiện lên thanh bạch quang mang, không gian nháy mắt run lên. Ngao! Từ trong miệng Thanh Ly vang lên âm thanh rít gào như lang khiếu, uy áp tràn ra, uy thế chấn động lòng người lan tràn khắp cả quảng trường. Bản thể cửu vĩ yêu hồ xuất hiện, 8 cự vĩ xuyên thấu cả không gian dựng đứng trời cao, không gian xung quanh bị kích tán. Phá cho ta! Thanh Ly hét lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn giữa không trung, hai cự vĩ bắn ra va chạm thẳng vào hư ảnh kim long đang lao xuống. Oanh oanh, lực lượng đụng chạm như vẫn thạch va nhau, cả không trung cứng lại, hai đạo quang mang chói mắt bộc phát, bạch mang lẫn kim mang tán phát thiên không, tiếng sấm sét vang vọng cả bầu trời, năng lượng phong bạo nháy mắt thổi quét khắp 4 phương 8 hướng. Trong kình khí khủng bố, thân ảnh Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, thân hình liên tiếp thối lui ra sau.
mỗi bước dẫm ra khe nứt rậm rạp, lực lượng bản thể của Thanh Ly thật sự khó đối phó, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cho Lục Lâm Thiên. Đặng đặng, thân hình Thanh Ly thoáng lui vài bước, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm đối thủ, thực lực của nhân loại kia vượt qua ý liệu của hắn, vốn định chà đạp đối thủ trước mặt Bạch Linh, không nghĩ tới chính bản thân mình lại bị chật vật như thế. Thanh Ly Vương đã khôi phục bản thể. Nhân loại kia quá mạnh mẽ. Nhân loại, có thể làm cho ta khôi phục bản thể, thực lực của ngươi thật không tệ, nhưng hiện tại ta muốn xem ngươi làm sao đối kháng ta. Thanh Ly hét lớn, một cự vĩ lập tức quất mạnh về hướng Lục Lâm Thiên. Hổ biến. Thân sắc trầm xuống, Lục Lâm Thiên lập tức thúc dục hình thái thứ hai của Thanh Linh khải giáp. Suy lạp lạp. Lưu quang bao trùm, thân hình Lục Lâm Thiên lập tức biến hóa. Hoàn thành hổ biến, hắn lại thúc dục huyễn ảnh thanh vũ dực trướng lớn hơn 200 thước, tiếng sấm rền vang, nhìn qua thật giống như một đầu phi hổ khổng lồ. Đây là vũ kỳ gì vậy? Chẳng lẽ nhân loại kia cũng là yêu thú sao? Đúng ngay lúc này cự vĩ đã đánh trúng lưng Lục Lâm Thiên. Phanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp truyền ra, cự vĩ va chạm trên lưng Lục Lâm Thiên, điện quang lập tức lưu chuyển. Hống! Thân thể Lục Lâm Thiên bật lui. Miệng hét lớn một tiếng như hổ gầm, âm thanh mang theo uy áp khổng lồ làm không ít yêu thú dùng mình thối lui. Tư tư, cự vĩ vừa va chạm lên người đối thủ, Thanh Ly chợt cảm giác điện mang đang chuyển qua đuôi của mình. Không xong, biến hóa quỷ dị làm sắc mặt Thanh Ly đại biến, điện mang xâm nhập thẳng vào thân thể hắn, không ngừng phá hư, ngay lúc hắn đánh tan điện mang thì thân hình đã lảo đảo thối lui ra sau thật xa, toàn thân có cảm giác mềm nhũn, yêu nguyên cũng ảm đạm. Chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự đánh bại hắn. Cảm giác được lực công kích của Thanh Ly, Lục Lâm Thiên biết mình nên làm gì. Hiện tại tới lượt ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đột nhiên vươn lên chảo phải, tâm thần vừa động, điện mang quanh quẩn, một giây sau thân thể khổng lồ vỗ cánh bay thẳng lên. Lúc này nhìn Lục Lâm Thiên thật giống như mãnh hổ vồ mồi, uy thế kinh người dữ tợn, huyễn ảnh thanh vũ rực chấn khai không gian như tia chớp lao thẳng tới Thanh Ly. Hừ. Thanh Ly híp mắt, tám cự vĩ cuộn lên, yêu nguyên phong hệ tràn ra, không ngừng điên cuồng thổi quét. Không gian run rẩy, tám cự vĩ bắn tới, trộn vỡ hư không, năng lượng dao động đáng sợ không ngừng khuếch tán. Không gian xung quanh nổ tung thành từng khúc, nặng nề va chạm về hướng Lục Lâm Thiên, chỉ sợ đây là một kích toàn lực của Thanh Ly, nếu Vũ Tôn thất trọng bị công kích cũng phải trốn tránh. Hống! Lục Lâm Thiên vẫn lao thẳng tới trước, không hề né tránh. Tám cự vĩ vỡ áp không gian, trong khoảnh khắc bao phủ lấy hắn, có vài cự vĩ trực tiếp quất thẳng lên người Lục Lâm Thiên. Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới thân hình bị đẩy lui, thân thể khổng lồ run lên, chảo phải vung lên, gấp khúc chộp tới. Tê thiên liệt địa chảo. Công kích ầm ầm đánh thẳng vào một cự vĩ đang quất lên người hắn. Hưu. Phong vân biến sắc, năng lượng hỏa hệ lan tràn, chảo ấn nháy mắt chộp vào một cự vĩ, xé rách cả không gian. Sắc mặt Thanh Ly đại biến, hắn không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại dùng thân thể kháng cự công kích, chỉ muốn xé đứt đuôi của mình. Ca. Hư không run rẩy, chảo ấn xé ra từng khe không gian tối đen, một cự vĩ lập tức bị bắt giữ. Hổ chảo bén nhọn xuyên vào trong cự vĩ, máu tươi phun tràn, chảo ấn cũng chỉ xé rách làn da bên ngoài mà thôi, còn chưa tới mức đánh đứt được cự vĩ. Ngao. Mặc dù là như thế, Thanh Ly cũng đau đớn rít gào. Cự vĩ điên cuồng vặn vẹo, muốn tránh thoát một chảo của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mặc kệ hắn giãy giụa, siết chặt hổ chảo, trong mắt lộ tia cười lạnh. Ngao! Thanh Ly đau đớn giận dữ, yêu nguyên dao động, bảy cự vĩ còn lại cuộn tròn hung hăng đập tới, va chạm thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Liệt không cửu kích, phá cho ta! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, chảo trái hiện lên huyết quang, huyết lục hiện ra, huyết sắc đao mang lan tràn. Chín đao mang liền hợp thành một đao. Nhân loại kia muốn làm gì, muốn lưỡng bại câu thương hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn tìm chết sao? Mọi người kinh hãi, bảy cự vĩ của Thanh Ly dễ dàng đánh vỡ không gian, đập thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Phốc, cự lực như lũ quét xuống, sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay. Nhưng đồng thời ngay lúc này liệt không cửu kích đã chém lên cự vĩ của Thanh Ly đang bị hắn bắt giữ trong tay. Ca ca. Một đao chém xuống, cự vĩ lập tức bị chảm phá, nhưng vẫn chưa đứt đoạn. Không thể chặt đứt sao?
Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống. Ngao! Đúng ngay lúc này một tiếng đao minh long ngâm vang vọng trời cao, cự vĩ của Thanh Ly lập tức đứt đoạn, máu tươi phun trào như suối. Phanh! Không gian phá vỡ, thân hình Lục Lâm Thiên bị bảy cự vĩ đánh bay giữa không trung. Thân thể hắn rơi thẳng xuống quảng trường, nện ra một hố sâu, đá vụn kích tán, đất rung núi chuyển. Ngao! Bị chém đứt đuôi, Thanh Ly liên tục rít gào, một cự vĩ bị chém đứt thương tổn tới nguyên khí của hắn, làm hắn bị trọng thương. Toàn bộ cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ Lục Lâm Thiên lựa chọn phương pháp lưỡng bại câu thương, hơn nữa hắn còn thực hiện được. Yêu nghiệt, nhân loại kia là yêu nghiệt. Đông đảo ánh mắt bắt đầu dao động, chỉ thấy cho bụi kích tán trên quảng trường dần dần tán đi. Bên trong hố sâu mơ hồ lộ ra một hình dáng có hai cánh chấn động thổi tan cho bụi, Lục Lâm Thiên lại hiện ra trong mắt mọi người. Lớp vảy trên thân thể hắn bị chấn nát. Thân hình loang lổ máu tươi. Ông! Lục Lâm Thiên vỗ cánh bay lên, lớp vảy nhanh chóng khôi phục như trước, trong mơ hồ còn nhìn thấy có tử kim quang mang quanh quẩn khắp toàn thân. Sao lại mạnh như vậy? Không ngờ hắn không có việc gì. Công kích như thế mà nhân loại kia vẫn có thể đứng lên, lúc này đã có không ít yêu thú bắt đầu bị chinh phục. Cũng chỉ có một mình Lục Lâm Thiên biết được nếu hắn không có bất diệt huyền thể, chỉ sợ hắn đã chết ngay tại chỗ. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lại đứng ngay trước mặt của mình, Thanh Ly thoáng ngây người, càng thêm nổi giận, hắn chưa từng bị thương nặng như vậy, bảy cự vĩ lập tức như vẫn thạch đánh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười lạnh, thủ ấn kết xuất, lập tức đánh ra. Hiu hiu, bảy cự vĩ xuyên thủng không gian, đột nhiên chút xuống. Thời không lao ngục, Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang chói mắt phát ra. Không gian thời không lao ngục lan tràn, trực tiếp bao trùm cả hư không. Chỉ nháy mắt không gian thời không lao ngục đã bao phủ bảy cự vĩ kể cả thân thể khổng lồ của Thanh Ly bên trong. Ca ca. Bên trong thời không lao ngục, năng lượng thủy hệ đột nhiên đóng băng cả không gian bị băng giá tận xương bao phủ, tựa như hàn băng đống kết sát, trực tiếp đông cứng bảy cự vĩ của Thanh Ly, dọc theo bảy cự vĩ lan tràn khắp toàn thân của hắn. Gì? Sắc mặt Thanh Ly khẽ biến. Bị hàn băng xâm nhập nhất thời làm hành động của hắn tắc nghẽn. Làm cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là ngoại trừ năng lượng thủy hệ, còn có không gian lực, linh hồn lực đồng thời công kích, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng quỷ dị mơ hồ, giống như trực tiếp ảnh hưởng tới thị giác của hắn, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Phá! Ánh mắt Thanh Ly trầm xuống, công kích quỷ dị mặc dù làm cho hắn bị ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là cường giả, yêu nguyên phong hệ lập tức tràn ra. Toàn thân lan tràn bạch mang chói mắt, hàn băng dừng lại thế công, lập tức bắt đầu sút giảm. Ca! Không gian đóng băng bị phá, bảy cự vĩ nháy mắt trộn vỡ hàn băng không gian, thân thể to lớn muốn lao ra khỏi thời không lao ngục. Còn muốn chạy, phải lưu lại chút gì đó đi. Thân thể Lục Lâm Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trong thời không lao ngục, đối với hắn nơi này chẳng khác gì cá gặp nước. Thời gian loạn. Trong tích tắc. Quanh thân Lục Lâm Thiên lan tràn một cỗ chân khí quỷ dị, một loại không gian xung quanh vô hình khuếch tán, nháy mắt bao vây Thanh Ly. Mọi người đều rõ ràng nhìn thấy được thân ảnh Thanh Ly giống như dừng lại trong nháy mắt, người có tu vi bát giai bình thường chưa chắc đã nhìn ra nguyên nhân, nhưng sắc mặt đại trưởng lão cùng Hồng La bọn họ đều biến đổi. Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên vung cao huyết lục, chín đạo đao mang hợp thành một, xé rách không gian, mang theo uy thế khủng bố bổ ra một khe không gian tối đen. Nặng nề chém thẳng lên một cự vĩ. Đáng chết! Thanh Ly đang muốn tránh né, nhưng lại không biết tốc độ của mình bị sút giảm, hay do tốc độ của Lục Lâm Thiên tăng nhanh, hắn căn bản không kịp tránh né, trơ mắt nhìn một đao chém xuống, cảm giác kinh hãi nhất thời lan tràn khắp toàn thân của hắn. Ngao! Huyết lục tê minh một tiếng, một cự vĩ lại bị chém đoạn, máu tươi phun tung tóe, ngay sau đó là tiếng rít gào đau đớn của Thanh Ly vang vọng. Nhân loại thật mạnh! Toàn bộ yêu thú có mặt đều sợ hãi, sắc mặt Hồng La liên tục biến hóa, ai cũng biết bị chặt đứt đuôi đại biểu cho điều gì, mặc dù có thể mọc dài ra lần nữa, nhưng đối với tu vi bát giai mà nói không dùng tới 10 năm cũng đừng mong khôi phục, trực tiếp thương tổn tới nguyên khí, mà bây giờ Thanh Ly đã bị chặt đứt hai đuôi. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Ly thảm thống rít gào, lại thêm một cự vĩ bị chém đứt, bị trọng thương đã khiến cho hắn điên cuồng, ánh mắt hung ác bạo ngược. Sáu cự vĩ còn lại như lưu quang quất mạnh về hướng Lục Lâm Thiên.
Điên cuồng sao, điên cuồng là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cười lạnh, với tốc độ của hắn tuyệt đối có thể né tránh, nhưng hắn không tránh mà còn chờ đợi. Phanh phanh phanh. Trong tiếng nổ tung, sáu cự vĩ lần lượt va chạm vào thân thể Lục Lâm Thiên. Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Ngay một khắc này, huyết lục phun ra, vẽ ra một đoàn quang quyển tối đen giữa không trung, bao phủ khắp cả không gian, huyết sắc đao mang mang theo tiếng rít chói tai, đao mang đi qua cả không gian đều tan vỡ. Không tốt. Trong nháy mắt Thanh Ly đại biến, khuôn mặt kinh hãi, muốn thối lui đã không còn kịp nữa. Ca ca. Huyết sắc đao mang lướt qua, hai cự vĩ của Thanh Ly lập tức bị trộn vỡ, chỉ lưu lại bốn cự vĩ hiểm hiểm tránh thoát ra ngoài. Phanh. Cùng một lúc thân thể Lục Lâm Thiên bị cự vĩ đánh trúng, thân hình khổng lồ hung hăng nện xuống mặt đất, đất rung núi chuyển nện ra hố sâu cực lớn. Ngao. Thanh Ly liên tục kêu lên thảm thiết, lại thêm hai đuôi bị chém đứt, bị trọng thương như vậy đã vượt qua sự thừa nhận của hắn, mỗi khi đứt một đuôi thực lực yếu bớt một phần, hiện tại đã đứt đuôi thứ tư, thực lực đã giảm hơn phân nửa. Hống. Lục Lâm Thiên lại nhảy lên xoay quanh trên không trung, lớp vảy trên thân phá nát không chịu nổi. Huyết nhục mơ hồ, đều nhờ điện mang lưu chuyển khôi phục thật nhanh. Đồ khốn, ta muốn xé xác ngươi. Hai mắt Thanh Ly tràn ngập vẻ hung ác bạo ngược, gần như điên cuồng, bị chặt đứt bốn đuôi, thù này sao có thể không báo. Suy suy, bốn cự vĩ lại xuyên thủng không gian đánh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười lạnh, không chút e ngại nghênh đón. Kẻ điên cuồng thật đáng sợ. Nhìn bốn cự vĩ cuốn tới. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng giảm bớt e ngại, nhìn dáng vẻ này Thanh Ly đã hoàn toàn bị hắn chọc giận, một khi tức giận sẽ ảnh hưởng lực công kích cùng lý trí, đây chính là điều chờ mong của hắn. Hiện tại tới lượt ta, thời không lao ngục. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, bố trí thời không lao ngục thổ hệ, ngay lập tức không gian giống như mất đi trọng lượng, đồng thời vươn hai chảo đánh ra. Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Phanh phanh. Nháy mắt bốn cự vĩ lại bị tắc nghẽn. Không gian mất trọng lượng lại bị linh hồn công kích, không gian lực trói buộc, sắc mặt Thanh Ly đại biến. Bên trong thời không lao ngục, Lục Lâm Thiên dễ dàng tránh khỏi hai cự vĩ tập kích, mà hai chảo ấn lại đánh thẳng lên hai cự vĩ còn lại. Ca ca. Mặc dù hai cự vĩ không bị bẻ gãy, lại bị móng vuốt xuyên vào trong da thịt, trực tiếp xé mở ra chóc thịt bong, không cách nào giãy thoát. Ngao. Thanh Ly rít gào, thân thể đầm đìa máu tươi giãy giụa muốn đào thoát. Cùng lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên lại nghiêng người xuất hiện bên hông Thanh Ly, thân hình nghiêng về phía sau, hai chân bắn xuống, năng lượng thổ hệ dâng lên. Thời gian loạn, đại địa vô ảnh cước. Hai chân Lục Lâm Thiên liên tục đá ra, vô số cước ảnh bay tới, trực tiếp bao vây Thanh Ly bên trong. Ca ca, cước ảnh rơi lên người Thanh Ly, bị thời gian loạn quấy nhiễu, hắn không cách nào tránh né. Năng lượng kinh người chấn vỡ không gian xung quanh. Lập tức hung hăng đá văng Thanh Ly nện thẳng xuống mặt đất. Oanh! Cước ảnh cuối cùng trực tiếp đá bay Thanh Ly đập xuống một ngọn núi nứt toác, chấn động chao đảo, nhất thời sơn băng địa liệt, đá vụn kích tán. Khi Thanh Ly bị nện xuống núi, cả quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, khuôn mặt mọi người tràn ngập rung động lẫn sợ hãi, họ không thể tưởng tượng công kích đáng sợ như thế xuất ra từ trong tay một nhân loại tu vi vũ tôn tam trọng. Không ai nghĩ tới thực lực Lục Lâm Thiên lại khủng bố tới như vậy, không ít người thầm nghĩ Lục Lâm Thiên hung hăng càn quấy, chỉ tìm chết mà thôi, làm sao là đối thủ của Thanh Ly Vương Tử, mà bây giờ chứng kiến sự thật trước mắt, không còn ai dám nghĩ như thế. Các trưởng lão cũng cảm thấy chấn kinh, không nói nên lời. Ánh mắt đại trưởng lão không ngừng biến hóa, thực lực của Lục Lâm Thiên vượt qua khỏi dự tính của bà. Oanh Long, một đạo thanh bạch quang mang bay ra khỏi núi. Đá vụn kích tán, thân hình khổng lồ của Thanh Ly loang lổ vết máu xoay quanh trên không trung. Phốc! Trong miệng hắn lại phun máu tươi. Hoặc thần yêu mục. Thanh Ly hung ác bạo ngược nhìn chừng chừng Lục Lâm Thiên, lời vừa dứt trong mắt tràn ra hào quang thần dị, trực tiếp bao phủ không gian xung quanh Lục Lâm Thiên. Rốt cục dùng tuyệt chiêu thiên phú. Khóe môi Lục Lâm Thiên cười lạnh, nghe Bạch Linh truyền âm, hoặc thần yêu mục là tuyệt chiêu thiên phú của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Có thể trực tiếp công kích linh hồn, trong bộ tộc cũng chỉ có tộc nhân có thiên phú cực cao mới có thể thi triển, trong cả tộc cũng không có được vài người. Trước kia Lục Lâm Thiên từng nhìn thấy Bạch Linh thi triển chiêu thức này, uy lực cực kỳ cường hãn, trực tiếp công kích linh hồn, làm người ta bị mê hoặc trọng thương,
thân là yêu tộc cũng có thể sử dụng linh hồn công kích, mà cũng chỉ có cửu vĩ yêu hồ bộ tộc mới làm được. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Ly công kích, xen lẫn theo lực lượng linh hồn chút xuống, làm cho hắn cảm giác run lên, đầu óc nhất thời như bị mê muội. Nhưng chỉ nháy mắt ngắn ngủi kim sắc tiểu đao chợt động, kim mang lướt ra, trực tiếp cắn nuốt linh hồn công kích, Lục Lâm Thiên lập tức khôi phục bình thường, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy hai mắt hắn dại ra, giống như đã bị ảnh hưởng. Hiu hiu. Trong tích tắc hai cự vĩ trọng thương cùng hai cự vĩ vẫn hoàn hảo lập tức xuyên thủng không gian, phá không giáng xuống, bốn cự vĩ xoay tròn bám theo kình phong trộn vỡ hư không, thổi quét đánh thẳng tới trước người Lục Lâm Thiên. Suy suy. Cự vĩ xuyên qua không gian, trực tiếp va chạm lên người Lục Lâm Thiên. Ti ti. Nhưng đúng ngay lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt sáng, điện mang bộc phát, bốn cự vĩ lập tức chúng chiêu mềm nhũn. Trong mắt Lục Lâm Thiên lộ vẻ cười lạnh, chảo phải vung lên, huyết lục toàn lực chém ra nhanh như chớp. Ngao. Long ngâm vang vọng, chín đao mang hợp thành một bắn ra, khoảnh khắc rơi lên bốn cự vĩ. Ca ca. Một đao bổ ra khe không gian lớn hơn ngàn thước, bốn cự vĩ lập tức bị chém đứt. Phốc. Thanh Ly phun ra máu tươi nhuộm cả trời cao, trong miệng gào lên thê thảm. Ngao. Tại sao lại như vậy? Nhân loại kia không sợ thiên phú công kích của Thanh Ly Vương Tử, làm sao có thể? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người vô cùng rung động mở to mắt, Thanh Ly bị chặt đứt tám cự vĩ, thân thể chật vật vô cùng, toàn thân đầm đìa máu tươi, chân khí hoàn toàn ảm đạm. Ánh mắt Hồng La trầm xuống, con trai bị trọng thương tới như vậy, trong mắt tràn ngập hàn ý, thân ảnh biến mất tại chỗ. Ai? Nhìn theo thân ảnh Hồng La biến mất, đại trưởng lão khẽ thở dài. Lâm Thiên cẩn thận. Bạch Linh quát lớn. Đi xuống đi. Lục Lâm Thiên không hề dừng lại, chảo trái siết chặt, một đạo hư ảnh kim long bắn ra hung hăng lao về hướng Thanh Ly. Đồ khốn, dám tổn thương Ly Nhi như thế, lòng dạ độc ác, không lưu ngươi lại không được. Thân ảnh Hồng La lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, thủ ấn kết xuất, yêu nguyên ngưng tụ thành bạch sắc giải lụa mang theo cuồng phong gào thét. Bộc phát ra uy áp thật lớn nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Không xong. Lục Lâm Thiên cảm nhận được biến cố, muốn xoay người cũng đã không kịp nữa. Ta cây ết áo, ta cũng tìm một đệm lưng. Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, dù sao đã không kịp né tránh, vì vậy cũng không quản tới công kích sau lưng. Ánh mắt phát lạnh, một quyền mang theo hư ảnh kim long tiếp tục đánh thẳng về hướng Thanh Ly. Ngao. Hư ảnh kim long trực tiếp rơi lên người Thanh Ly đang bị trọng thương, lúc này Thanh Ly bị chặt đứt tám đuôi, bị chà đạp như vậy làm sao còn khả năng đối kháng. Phanh! Thân thể đầm đìa máu tươi của hắn rơi thẳng xuống đất, thân hình như vẫn thạch thẳng tắp nện xuống quảng trường. Oanh long! Quảng trường sơn băng địa liệt, ném ra một hố sâu thật lớn, mặt đất đều nứt nẻ. Phốc! Thân thể Thanh Ly kéo dài dưới đất thành khe rãnh, miệng không ngừng phun máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cùng một thời gian giải lụa bạch sắc cũng rơi lên lưng Lục Lâm Thiên. Hừ, lại dám tự tiện ra tay, mặt mũi cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đều bị ngươi làm mất hết, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên một âm thanh già nua truyền ra, trên lưng Lục Lâm Thiên hiện lên một tầng không gian bích trướng, hào quang tối đen chợt lóe, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức biến mất trước mặt mọi người. Suy, yêu nguyên giải lụa va chạm vào không gian bích trướng, lặng yên biến mất, thậm chí không gợi lên chút dao động, từ trong không gian bích trướng bay ra một đạo quang thúc quỷ dị đánh thẳng lên người Hồng La. Phanh! Thân hình Hồng La chấn rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khóe môi chảy máu, cũng chẳng quan tâm thương thế của mình, sắc mặt đại biến quỳ sụp dưới đất. Lão tổ, nhân loại kia làm Ly Nhi trọng thương, lòng dạ độc ác, tại sao không thể giáo huấn hắn, chẳng lẽ muốn Hồng La trơ mắt nhìn Ly Nhi bị nhân loại đánh chết hay sao? Thỉnh lão tổ minh giám. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy là do Thanh Ly nổi sát ý với người ta trước hay sao? Thanh Ly càn rỡ, không xem ai ra gì, nhiều lần mạo phạm tộc quy, hôm nay những gì hắn gặp phải đều là trừng phạt. Nhắc tới người thân là tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, xử sự bất công, dạy con không đúng, từ giờ trở đi phạt ngươi diện bích hơn trăm năm, ngươi có nhận phạt không? Âm thanh già nua truyền tới, mang theo uy nghiêm tuyệt đối. Một cỗ khí tức vô hình vỡ áp làm toàn bộ cửu vĩ yêu hồ có mặt đều sôi trào. Hồng La nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, không dám nói thêm lời nào, quỳ sụp đáp. Hồng La nhận phạt, là âm thanh của lão tổ.
là lão tổ đã tới. Bái kiến lão tổ. Toàn bộ cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đều run lên, phủ phục dưới đất, các trưởng lão cũng quỳ xuống hành lễ, không ai ngờ lão tổ lại đột nhiên xuất hiện. Tất cả đứng lên đi. Âm thanh già nua vang lên. Từ giờ trở đi, Bạch Linh chính là tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, sau này nhận lấy đại nhiệm bộ tộc, Thanh Ly không xem ai ra gì, càn rỡ lớn lối, thiếu chút nữa gây đại phiền toái cho bộ tộc, nể tình hắn bị trọng thương, nhốt vào lao ngục trăm năm, nếu còn chưa biết hối cải, đừng trách ta phế đi ngươi, được rồi, tất cả giải tán đi. Âm thanh dứt lời đã không còn động tĩnh, uy áp biến mất, toàn bộ yêu thú mới ngẩng đầu lên. Phốc! Trong hố sâu, Thanh Ly lại phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đẫm máu, tám đuôi bị chém đứt, ánh mắt hắn cũng ngây dại, thật lâu còn chưa hoàn hồn, toàn bộ chuyện xảy ra khiến hắn không cách nào thừa nhận. Đại trưởng lão, Lâm Thiên đâu? Bạch Linh đứng dậy đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Yên tâm đi, Lục Lâm Thiên đang ở chỗ lão tổ, không có việc gì. Đại trưởng lão đáp, bái kiến tộc trưởng. Toàn bộ cửu vĩ yêu hồ đồng loạt phủ phục hành lễ, lão tổ tự mình tuyên bố tộc trưởng, không ai dám bất kính. Ta thua bại, sao có thể thua bại? Ánh mắt Thanh Ly dại ra, thì thào nói, hắn không hiểu vì sao mình lại bại, còn bại hoàn toàn như thế. Đây là đâu vậy? Lục Lâm Thiên xuất hiện trên một ngọn núi, núi non liên miên, nơi nơi xanh biếc. Thu lại hổ biến, sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, vừa rồi tuy hắn chiến thắng nhưng thương thế tuyệt đối không nhẹ. Thực lực Thanh Ly cường hãn, nếu không phải hắn hiểu một ít nhược điểm của cửu vĩ yêu hồ, hơn nữa có thêm tốc độ cùng lực phòng ngự, đặc biệt thái độ xem thường không coi ai ra gì của Thanh Ly, muốn đánh bại hắn chỉ sợ tuyệt đối khó khăn. Phốc! Lục Lâm Thiên lại phun ra bọt máu, ánh mắt rơi lên một cửa động trên núi. Lão đại! Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang đánh giá xung quanh, từ trong hang đột nhiên bay ra một đạo hoàng mang, một thân ảnh xuất hiện trước người hắn. Lập tức hưng phấn bổ nhào tới trước. Tiểu Long, tại sao đệ lại ở chỗ này? Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, lập tức vui sướng, không nghĩ tới Tiểu Long lại ở đây, kích động ôm chầm lấy hắn. Lão đại, huynh bị thương sao? Tiểu Long nhìn sắc mặt trắng bệch của lão đại, lo lắng hỏi. Không sao, không chết được. Lục Lâm Thiên nói, gần đây chuyện bị thương thật bình thường, nhưng không có việc gì, hiện tại thấy Tiểu Long bình an là tốt lắm. Hắn đã hoàn toàn yên tâm. Tiểu tử, lực phòng ngự thật biến thái, không hổ là người do lão quái vật kia dạy dỗ, vào đây đi. Một âm thanh già nua từ trong hang truyền ra. Lão đại, là vị tiền bối đã cứu ta. Tiểu Long liền nói. Vậy sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe tinh quang, âm thanh già nua kia chính là người vừa giúp mình ngăn cản một kích của tộc trưởng Hồng La. Bên trong hang, vách đá bóng loáng, hết thảy cực kỳ giản lược. Cũng có vẻ không đơn giản, thậm chí còn mang theo hương thơm. Tiểu Long dẫn Lục Lâm Thiên đi vào trong một thạch thất, Lục Lâm Thiên nhìn thấy một người hình dáng cao gầy, thân mặc trường bào màu tím thêu hoa văn tinh mỹ, mái tóc đen xõa dài sau vai. Đa tạ tiền bối cứu giúp Tiểu Long cùng tiểu tử. Lục Lâm Thiên ôm quyền khom người hành lễ, hắn không cảm giác được khí tức của người này, không cần suy đoán cũng biết thực lực tu vi của vị này đã vô cùng khủng bố. Ngồi xuống nói chuyện đi. Thân ảnh xoay người lại, nhất thời làm Lục Lâm Thiên vô cùng giật mình. Hiện ra trước mặt Lục Lâm Thiên chính là một mỹ nam tử, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy là bộ dáng trung niên, sau đó lại biến thành lão giả 60 tuổi, khi hắn nhìn kỹ lại mới thấy rõ ràng đó là một lão giả 60 tuổi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ, rõ ràng là 60 tuổi nhưng phảng phất như chỉ mới 20-30 tuổi. Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, nghĩ thầm. Sao vậy, bất ngờ lắm sao, ngồi xuống nói chuyện đi. Lão giả mỉm cười nói, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua thật sự không tầm thường. Đa tạ tiền bối. Lục Lâm Thiên đè nén nỗi rung động trong lòng, ngồi xuống ghế. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, trong nhân loại lại còn xuất hiện kỳ tài có thiên phú như thế. Lão giả mỉm cười nói. Lão quái vật kia gần đây thế nào? Tiền bối, không biết tiền bối nói ai. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Lại quên nói rõ với ngươi. Lão giả cười nói. Là ai đưa Thanh Linh khải giáp cho ngươi? Là một vị trưởng bối tự xưng nam thúc ban cho đệ tử. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, sau đó trả lời. Nam thúc. Ánh mắt lão giả xoay chuyển, sau đó chợt phục hồi lại, nói.
Đúng vậy, lão quái vật kia từng có một danh hào, tên là Thiên Linh Đan Tôn, người nói Nam Thúc hẳn là hắn chứ. Tiền bối, người có biết Nam Thúc? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới vị cường giả của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc này lại biết được Nam Thúc. Đâu chỉ là biết thôi. Lão giả mỉm cười nói. Thanh Linh Khải Giáp vốn là của ta, lại bị lão quái vật mượn gió bẻ măng lấy được mà thôi, người có liên hệ thế nào với hắn, lại đem cả Thanh Linh Khải Giáp đưa cho ngươi, chẳng lẽ ngươi là đệ tử của hắn sao? Tiểu tử muốn lắm chứ, nhưng Nam Thúc ghét bỏ tiểu tử thiên tư ngu dốt, không chịu nhận tiểu tử làm đồ đệ, nhưng vẫn rất chiếu cố tiểu tử. Lục Lâm Thiên nói, thái độ thêm tôn kính, nhìn qua quan hệ giữa lão giả cùng Nam Thúc thật thân thiết, không nghĩ tới Thanh Linh Khải Giáp lại là đồ vật của hắn, thật sự không ngờ. Thúi lắm, Linh Vũ song tu, vũ giả toàn hệ, thiên phú của ngươi còn kém sao, chỉ sợ lão quái vật kia một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng đi. Lão giả khẽ than thở. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, lão giả hẳn đang nhắc tới đệ tử Nghiêm Đỉnh Phong của Nam Thúc ngày trước đi, lúc trước là do Nghiêm Đỉnh Phong đánh lén Nam Thúc mới làm hắn trọng thương. Lão giả lại nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Không nói chuyện này, gần đây lão quái vật thế nào rồi, thương thế đã khá hơn chưa? Lục Lâm Thiên có chút do dự, tuy vị này có quan hệ thâm sâu với Nam Thúc, nhưng hắn lại không dám khẳng định, lại không tiện nói ra tin tức của Nam Thúc. Tiểu tử, người cũng thật cẩn thận, ta nói cho người biết đi, ta tên là Tử Hiên, tuy không phải người già nhất trong Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nhưng xem như một trong số đó, trong tộc gọi ta là Tử Hiên lão tổ, về số tuổi. Lão giả suy tư cân nhắc, nói. Phỏng chừng không tới vạn cũng 9000 đi, hơn 100 năm trước ta gặp phải một chuyện phiền toái, sau đó đi tìm lão quái vật, nhờ hắn giúp đỡ, nhưng lão quái vật lại không lĩnh tình cho nên chúng ta đánh một trận, ta chà đạp hắn một lần, nhưng lão quái cũng không yếu, ta cũng bị thất thế, sau đó đánh mãi chúng ta lại biến thành kết bái, ta lớn tuổi hơn cho nên lão quái gọi ta là lão ca, chuyện này cũng không ai biết. Nói tới đây hắn mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên, khuôn mặt ửng hồng. 100 năm trước tuy hắn chà đạp Nam Thúc một lần, ngược lại Nam Thúc cũng đánh hắn một trận, không ai chiếm được tiện nghi cho nên mới kết bái, nhưng gặp mặt hậu bối đương nhiên không thể lộ ra chuyện xấu hổ của chính mình. À, tiền bối là đại ca kết bái của Nam Thúc. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Thật không nghĩ tới. Tiểu Long cũng vô cùng kinh ngạc. Sao vậy, chẳng lẽ ta cần lừa gạt hai tiểu tử các ngươi hay sao? Lão giả nhìn hai người nói. Tiểu tử bái kiến Tử Hiên lão tổ. Lục Lâm Thiên tôn kính hành đại lễ nói. Không cần đa lễ, lão quái hẳn cũng xem ngươi là đệ tử của mình, sau này ngươi gọi ta là Tử Hiên sư bá đi, lấy quan hệ giữa lão quái cùng ta, ngươi là đệ tử của hắn đương nhiên cũng có quan hệ với ta, miễn cưỡng mà tính ngươi cũng có chút quan hệ với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc. Tử Hiên lão tổ gật đầu nói. Dạ, Tử Hiên sư bá. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Hiện tại hắn nhớ tới đại trưởng lão nói hắn có quan hệ với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nguyên lai là quan hệ như thế. Hắn lập tức đem chuyện của Nam Thúc kể lại cho Tử Hiên lão tổ nghe qua, thậm chí chuyện Nam Thúc đột phá linh đế vũ đế cũng không che giấu, lúc này toàn đại lục cũng đã hay biết, nhưng hắn cũng không nói rõ Nam Thúc chỉ đạt tới chuẩn đế. Tiểu tử, người nói lão quái đã đột phá linh đế cùng vũ đế, hắn thật sự làm được rồi sao? Tử Hiên lão tổ kích động hỏi. Dạ. Lục Lâm Thiên gật đầu, hiện tại trong đại lục đều đồn đãi như vậy, việc chuẩn đế để ngày sau giải thích. Thật không khả năng a, sao có thể đột phá chứ, chẳng lẽ gặp kỳ tích hay sao? Tử Hiên lão tổ cực kỳ nghi hoặc, đi qua đi lại, ngẩng đầu thở dài. Nếu đột phá chính là chuyện tốt, như vậy nếu có thời gian ta cũng nên đi tìm lão gia hỏa kia, việc năm đó ta không thể hoàn toàn nhúng tay, chỉ có thể tận sức bảo hộ tính mạng hắn. Sau đó lại mất đi tin tức của hắn, không nghĩ tới chỉ hơn 100 năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nam Thúc đang ở trong phi linh môn, nếu sư bá muốn tìm cũng dễ dàng tìm thấy. Lục Lâm Thiên nói, tiểu tử, có một số việc ngươi còn chưa biết, không đơn giản như ngươi tưởng đâu, có lẽ có thật nhiều chuyện lão quái chưa nói với ngươi, phỏng chừng vì hy vọng những chuyện phiền phức kia không làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của ngươi đi. Tử Hiên lão tổ nhìn Lục Lâm Thiên, tiếp tục nói. Trong Thiên Phong Cốc nhìn thấy ngươi mặc Thanh Linh Khải Giáp, ta mới bắt đầu lưu ý ngươi, hình như các ngươi muốn đi tới chỗ của Huyền Vũ Hoàng tộc hả? Không sai, nhưng chúng ta đã mất nhiều thời gian trong tổ yêu lâm nhưng còn chưa tìm được nơi ở của Huyền Vũ Hoàng tộc. Lục Lâm Thiên nói,
Ngươi nghĩ đám rùa Huyền Vũ hoàng tộc dễ tìm lắm sao? Tử Hiên lão tổ nói. Với thân phận của tiểu gia hỏa này, các ngươi đi Huyền Vũ hoàng tộc chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chẳng lẽ lão quái không nói cho các ngươi biết hay sao? Tử Hiên sư bá, Nam Thúc có nói qua, chẳng qua Nam Thúc cũng nói có lẽ sự tình còn cơ hội xoay chuyển. Lục Lâm Thiên nói, tiểu tử này hẳn có yêu hoàng khí thiên cấp, đây là cơ hội xoay chuyển mà lão quái đã nói đi. Tử Hiên lão tổ nói, có lẽ việc này đích thật là có thể xoay chuyển, nhưng cũng không nhất định, bộ tộc có tộc quy, làm sao dễ dàng sửa đổi. Dứt lời, hắn lại nói, cũng không cần nóng nảy nhất thời, nếu ngươi đã tới chỗ của ta, không cho ngươi chút ưu đãi, sau này ta gặp lại lão quái cũng khó trả lời, quan hệ giữa ngươi cùng Bạch Linh tựa hồ thật thân thiết đi. Lục Lâm Thiên cười nói, hồi sư bá, chúng ta quen biết nhiều năm, lúc trước Bạch Linh tiểu thư từng chiếu cố ta rất nhiều, từng cứu ta nhiều lần nữa. Thiên phú của Bạch Linh trong tộc ta rất mạnh, về phần lai lịch ta cũng biết một ít, còn lấy được truyền thừa của một vị tiền bối trong tộc ta, có nàng làm tộc trưởng, cũng giảm bớt không ít tâm tư giúp ta. Tử Hiên lão tổ nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Bạch Linh đã là tộc trưởng, dựa theo quy củ trong tộc sẽ tiến vào mật địa bộ tộc nhận cường giả trong tộc chỉ dạy, quan trọng là thời gian chỉ có 3 tháng, nhưng sẽ có không ít ưu đãi, như vậy đi, ngươi cũng theo Bạch Linh đi vào, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn đi Huyền Vũ hoàng tộc trước, nhưng ta sẽ không đưa được ưu đãi gì cho ngươi, bởi vì lấy tu vi của ta cũng chỉ mở cửa mật địa được 3 tháng thời gian mà thôi, mở ra một lần đã ảnh hưởng đối với ta không ít, hơn nữa tiền bối trong tộc bày ra cấm chế. Cho nên ta cũng không thể tùy tiện là có thể mở ra, hiện tại ngươi tự mình lựa chọn đi. Tiền bối, vậy ta thì sao, ta có thể đi vào hay không? Tiểu Long tươi cười nhìn Tử Hiên lão tổ. Ngươi, Tử Hiên lão tổ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi thì đừng nghĩ, chỉ có tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc mới có thể tiến vào mật địa, người ngoài không thể vào, ta cho tiểu tử này vào đã hao hết bao nhiêu sức lực mới được, huống chi cũng không thể cho nhiều người cùng đi vào mật địa. Bằng không tại sao ta không cho tộc nhân cùng đi, hơn nữa ngươi còn là người của đại trùng tộc cùng quy tộc, ta càng không thể cho ngươi đi vào, nhưng ngươi yên tâm, nếu vận khí ngươi tốt, ngươi đi vào hai tộc kia cũng sẽ có chỗ tốt không tưởng, tuyệt đối không kém hơn mật địa của bộ tộc chúng ta. Còn nói là lão tổ chứ, keo kiệt. Tiểu Long bĩu môi. Lão đại, chuyện có lợi cũng không thể buông tha, nếu chỉ có tộc trưởng có thể vào, khẳng định là không tầm thường. Tiểu Long truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Chỉ 3 tháng mà thôi, chúng ta cũng không cần đi gấp như vậy. Vậy tiểu tử đa tạ Tử Hiên sư bá. Lục Lâm Thiên nói, mặc dù hắn cũng muốn nhanh chóng đi Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng so sánh với ưu đãi, chậm 3 tháng cũng không sao, đương nhiên không thể lãng phí. Sáng hôm sau, Lục Lâm Thiên thu lại thủ ấn, thở một hơi chọc khí, điều tức suốt đêm, thương thế đã tốt hơn không ít. Dưới chân một ngọn núi khổng lồ đột ngột dựng lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời, nhìn qua như thương long ngẩng đầu khí thế phi phàm. Xung quanh ngọn núi quần sơn bao phủ, xanh tươi ướt át, đỉnh phong núi như ẩn như hiện trong mây mù, dãy núi liên miên phập phồng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra hào quang lấp lánh, có vẻ hết sức tráng lệ. Bạch Linh bái kiến Tử Hiên lão tổ. Bên trong một hang động, Bạch Linh hành lễ, đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Tử Hiên lão tổ. Trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, ngoài ra còn có đại trưởng lão đi cùng. Miễn lễ, Tử Hiên lão tổ nói, hài lòng nhìn Bạch Linh, nói. Hai người đi vào mật địa, 3 tháng sau trong mật địa sẽ tự động đưa các người đi ra, trong 3 tháng thời gian các người đạt được bao nhiêu ưu đãi phải xem chính bản lĩnh của mình. Dạ, Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Tiểu tử ngươi cũng đừng vội vã gật đầu, trong đó cũng có nguy hiểm, về chỗ tốt cụ thể. Bạch Linh, người cũng đã biết rõ ràng đi. Tử Hiên lão tổ nói. Hồi lão tổ, đại trưởng lão đã thông báo với Bạch Linh. Bạch Linh gật đầu. Vậy ta không cần nói nhiều, chính các ngươi tự chú ý một chút. Tử Hiên lão tổ nói xong, thủ ấn kết xuất, một đạo bạch sắc quang thúc xuất hiện ngay trong hang động. Suy! Trong hang động đột nhiên vang lên âm thanh không gian xung quanh dao động kịch liệt, cả không gian chấn động lên, khuếch tán tới mấy thước. Ca ca. Đồng thời khe không gian chậm rãi lan tràn, không gian xung quanh nhộn nhạo tản ra, một cỗ khí tức tang thương xa xưa từ trong khe không gian chậm rãi lan tràn. Đó là mật địa sao, thiên địa năng lượng thật nồng đậm. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào khe không gian,
ánh mắt có chút cây ết yêu ta ép sợ. Hô hô, khí tức chấn động lòng người, khe không gian nhìn qua như cửa không gian, khí lưu chung quanh bắt đầu thổi quét. Bạch Linh, mau đi vào mật địa. Tử Hiên lão tổ quát, một đạo quang quyển lập tức khuếch tán, đem Lục Lâm Thiên bao phủ bên trong, nói. Tiểu tử, trong lối vào có bố trí cấm chế, người ngoài tiến vào lập tức bị không gian vỡ áp thành mảnh nhỏ, để ta đưa ngươi vào đi thôi. Suy, lời vừa dứt, Lục Lâm Thiên lập tức bị quang quyển cuốn lấy ném vào bên trong khe không gian, biến mất không còn bóng dáng. Bạch Linh kết xuất thủ ấn, vài giọt máu tươi rơi lên lòng bàn tay, quang quyển bao phủ người nàng, thân ảnh lướt tới nhanh như chớp xuyên vào trong khe không gian phía trước. Tử Hiên lão tổ thu lại thủ ấn, khe không gian dao động kịch liệt, chậm rãi mở dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lão tổ, lần này Bạch Linh tiến vào bên trong sẽ nhận được ưu đãi gì vậy? Đại trưởng lão cung kính hỏi. Điều này phải xem vận mệnh của nàng. Tử Hiên lão tổ nói. Thiên phú Bạch Linh cực cao, khó nhất là tôi luyện tâm tình không tầm thường, còn nhận được truyền thừa của tiền bối trong tộc, tiền đồ khó thể hạn lượng. Vạn nhất chúng ta có chuyện, còn có Bạch Linh chống đỡ toàn tộc, chỉ tiếc đồ khốn Thanh Ly quá vô dụng, thiên phú không tệ lại trở nên như vậy, hy vọng lần này hắn có thể được tôi luyện đi. Không nghĩ tới thực lực của Lục Lâm Thiên lại cường hãn tới mức này. Nhắc tới Thanh Ly, đại trưởng lão không khỏi cười khổ. Ta cũng không nghĩ tới, chỉ nghĩ không cho hắn sử dụng hai kiện thần khí công kích, hẳn sẽ đánh ngang ngửa với Thanh Ly, lại không biết hắn mạnh mẽ tới như vậy, đặc biệt trong việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính đã tới cảnh giới như thế. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ chợt lóe, cũng lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Vì sao lão tổ cũng cho phép Lục Lâm Thiên đi vào trong mật địa, ngoại trừ tộc trưởng, trong tộc không ai có tư cách đi vào trong đó, lão tổ cho hắn đi vào cũng làm tu vi bản thân hao tổn a. Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. Cho tiểu tử kia đi vào là vì trước kia ta thiếu lão đệ một nhân tình, lúc trước khi lão quái kia xảy ra sự cố, ta lại bị quản chế nên không thể ra tay tham dự, trong lòng luôn bất an, lão quái biết ta không thể nhúng tay cho nên cố ý ẩn giấu, ngay cả ta cũng không cách nào tìm được hắn. Chỉ vì không muốn làm cho ta khó xử, hiện tại ta cho đệ tử hắn đi vào mật địa tu luyện, xem như để lòng ta dễ chịu hơn một chút. Dừng một thoáng, hắn nói tiếp. Mặt khác, tiểu tử kia có đủ thực lực cùng thiên phú, mà lão đệ của ta đã đột phá song đế, sớm hay muộn Lục Lâm Thiên cũng có thể tung hoành đại lục, có lẽ sau này khi Bạch Linh gặp phải nguy nan, tiểu tử kia có thể giúp đỡ bộ tộc chúng ta một tay. Lão tổ nghĩ tới chuyện lâu dài, ta hiểu được. Chuyện kia hẳn cũng sắp tới rồi đi. Đại trưởng lão có chút khẩn trương nói. Tính toán thời gian hẳn là nhanh tới, nhưng vẫn còn được chút thời gian tranh thủ. Tử Hiên lão tổ nói. Tử Hiên tiền bối, các ngươi đang nói chuyện gì mà thần bí như vậy? Tiểu Long tò mò hỏi. Tiểu tử, sau này ngươi sẽ biết, bây giờ ngươi nên cẩn thận ngẫm lại chuyện bản thân ngươi đi, trong quy tộc có chút lão ô quy thật cổ hủ, không sáng suốt như lão nhân ta đâu. Tử Hiên lão tổ cười nói. Hừ, nói thế nào ta cũng phải về tìm được cha ta, sau đó đi Linh Hoàng Nhai tìm mẹ của ta. Tiểu Long cắn răng nói. Tiểu tử, có khí khái, hy vọng đám lão ô quy kia có thể khai sáng một ít đi. Tử Hiên lão tổ mỉm cười, nhìn đại trưởng lão nói. Bạch Linh chúng huyết độc của huyết dực yêu bức bộ tộc đã thế nào? Lão tổ, ta chỉ có thể áp chế được thêm nửa năm, không thể hoàn toàn thanh trừ. Huyết độc của bọn hắn cực kỳ lợi hại. Đại trưởng lão nói. Đám lão thử tạp mau kia. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ chợt lóe, nói. Vậy đợi họ đi ra, ta xem lại thôi. Quang quyển bao phủ đưa Lục Lâm Thiên xuyên vào khe không gian, nhất thời hắn cảm giác có cỗ hấp lực khổng lồ hấp xả mình vào bên trong, không gian một mảnh trắng xóa, xa xa có ánh sáng lóe ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm. Suy. Bạch mang chợt lóe, Lục Lâm Thiên cảm giác thân thể mình run lên, quang quyển biến mất, hắn phát hiện mình đang đứng ở một nơi u tối kỳ dị, không gian cực kỳ rộng lớn, giữa không trung tựa hồ có ánh sáng quỷ dị chợt lóe liền biến mất. Xung quanh không một tiếng động, không có chút tiếng vang, thậm chí chỉ hô hấp cũng mang tới hồi âm. Năng lượng phong hệ thật nồng đậm. Lục Lâm Thiên than thở, năng lượng phong hệ tràn ngập, vận chuyển chân khí cảm giác khiến cho hắn hoàn toàn kinh hãi. Suy. Đột nhiên không gian xung quanh vặn vẹo, một thân ảnh xinh đẹp hiện ra bên cạnh hắn. Năng lượng thật nồng đậm.
Bạch Linh cũng cảm giác được năng lượng thiên địa xung quanh, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là bên trong mật địa sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Phải. Bạch Linh mỉm cười gật đầu nói. Đây chính là mật địa của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, nghe nói thật lâu trước kia tiền bối trong tộc mở ra, bên trong ẩn chứa năng lượng phong hệ tinh thuần nhất, tu luyện trong này còn nhanh hơn bên ngoài, quan trọng nhất là trong việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính sẽ có ưu đãi thật lớn, về phần làm sao mở ra thì ta cũng không biết. Tu luyện ở trong này nhanh hơn sao? Lục Lâm Thiên cảm thán. Siêu! Đúng ngay lúc này trong không gian chợt vang lên tiếng xé gió, một đạo bạch quang hướng Lục Lâm Thiên bắn nhanh tới. Lâm Thiên cẩn thận! Bạch Linh quát một tiếng, thân ảnh chợt lóe, một đạo chảo ấn bay ra, yêu nguyên run lên, nháy mắt chộp bạch quang vào trong tay. Đây là vật gì? Lục Lâm Thiên nhìn qua, trong tay Bạch Linh là một vật giống như giải lụa năng lượng chỉ cỡ sợi tóc. Bạch Linh thản nhiên cười nói. Đây là năng lượng phong hệ, trong không gian này năng lượng nồng đậm tới mức đã hội tụ thành năng lượng thể, theo lời đại trưởng lão, trong mật địa có chút năng lượng thể thậm chí có thể so sánh được với vũ tôn, năng lượng thể không có linh trí, nhưng lại có tính công kích, sẽ biết cắn nuốt năng lượng khác để tự mình lớn mạnh. Bạch Linh thoáng dừng lại, thủ ấn lại kết xuất, hào quang chợt lóe, trực tiếp đem năng lượng ti trong tay thu vào trong lòng bàn tay, nói. Đạo năng lượng ti này là đạo yếu nhất mà thôi, nếu đối với vũ giả nhân loại chỉ tương tự cấp độ vũ sĩ, ta trực tiếp luyện hóa sẽ nhận được chỗ tốt. Là vật này sao? Thân ảnh Lục Lâm Thiên hiện ra cách trăm thước, khẽ vẫy tay, trong tay hiện ra chân khí lốc xoáy xoay tròn, một đạo bạch mang ở phía trước chợt bay tới, lập tức bị hắn thu vào trong lòng bàn tay sau đó liền cắn nuốt. Dùng âm dương linh vũ quyết luyện hóa, cơ hồ nháy mắt đã hóa thành chân khí tinh thuần tiến nhập vào trong đan điền khí hải. Năng lượng phong hệ thật tinh thuần. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, năng lượng còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, chỉ dùng âm dương linh vũ quyết vận chuyển một chu thiên là có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Lâm Thiên, người có âm dương linh vũ quyết, luyện hóa năng lượng phong hệ nơi đây hẳn càng thêm phương tiện, trong 3 tháng thời gian có lẽ giúp người đột phá tới tôn cấp tứ trọng. Bạch Linh đi tới bên người Lục Lâm Thiên, chuyện Lục Lâm Thiên tu luyện âm dương linh vũ quyết đã không còn là bí mật. Hơn nữa tác dụng thế nào nàng cũng hiểu biết rõ ràng. 3 tháng. Lục Lâm Thiên như sực nhớ ra chuyện gì đó, kinh ngạc nói. Bạch Linh, vậy huyết độc làm sao bây giờ, nếu cần ở lại đây 3 tháng thời gian, huyết độc tái phát, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lục Lâm Thiên, Bạch Linh khẽ cười nói. Xem người sốt ruột kia, yên tâm đi, tạm thời không có chuyện gì, tuy đại trưởng lão không thể giải độc cho ta. Nhưng đã áp chế thêm nửa năm, nói cách khác ta còn 9 tháng thời gian. Vậy sao? Lúc này Lục Lâm Thiên mới yên tâm, lại nhìn Bạch Linh, nói. Đại trưởng lão cũng không thể giải trừ huyết độc cho ngươi, có lẽ Tử Hiên sư bá sẽ có biện pháp, cho dù là vạn nhất, nhưng hiện tại không thiếu thời gian, tới lúc đó ta nhất định nghĩ ra biện pháp. Vì sao ngươi đối đãi với ta tốt như vậy? Bạch Linh nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mấy năm nay nàng hiểu rõ trong lòng mình tồn tại thân ảnh của hắn, mà đây là chuyện mà nàng sợ hãi nhất, nàng muốn quên nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn thì cảm giác nhớ mong ngày càng thêm mãnh liệt. Trước kia ta có nàng, hiện tại nàng có ta. Lục Lâm Thiên nhìn thiếu nữ trước mắt, áo trắng như tuyết, tựa như trích tiên, rõ ràng cực kỳ yêu mị lại làm người không dám sinh lòng khinh nhờn. Hai người nhìn nhau, nhất thời muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Có lẽ trong lòng họ đều tự hiểu được có một số việc nhất định không thể vượt qua. Được rồi, không gian này vô cùng rộng lớn, chúng ta đi vào sâu trong tìm kiếm năng lượng đi, ta không có âm dương linh vũ quyết như ngươi, nhưng tiền bối trong tộc có bố trí một ít cấm chế, cực kỳ có lợi cho ta hấp thu cắn nuốt năng lượng, nhìn xem lần này giữa hai chúng ta lại có ai lấy được ưu đãi lớn hơn ai. Sau một lát Bạch Linh chợt nói, cất bước đi về phía trước. Đợi ta một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn theo thân ảnh uyển chuyển, lập tức đuổi theo sau. Ta nghĩ chúng ta không cần tốn sức tìm kiếm. Sau một lát Lục Lâm Thiên chợt nâng tay lên, đột nhiên nắm lại, trong tay lại xuất hiện chân khí lốc xoáy. Suy! Giữa không trung lại có một tia năng lượng ti tinh thuần bắn ra, vừa vặn bị chân khí lốc xoáy bao phủ, lập tức hóa thành chân khí lưu chuyển trong người Lục Lâm Thiên, cuối cùng dũng mãnh tràn vào đan điền khí hải. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang mơ hồ tăng cường. Hoa lạp lạp, đồng thời không gian xung quanh đều nổi lên dao động,
như thủy triều liên tục tràn tới, vô số năng lượng ti rậm rạp tràn khắp không gian, nhất thời như mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt. Sao lại có nhiều năng lượng thể như vậy? Bạch Linh kinh ngạc, số lượng năng lượng thể phải lên tới hàng triệu vạn, rậm rạp bao trùm khắp cả không trung, lại xuất hiện đột ngột chỉ trong nháy mắt. Tới tốt lắm, miễn phải đi tìm kiếm khắp nơi, đây chính là đại bổ vật, trực tiếp cắn nuốt đi. Lục Lâm Thiên tươi cười nói. Nhiều năng lượng như vậy chúng ta cũng không cần đi tìm kiếm, đoán chừng là đem chúng ta xem là mục tiêu muốn cắn nuốt tự mình lớn mạnh. Bạch Linh cười nói, mũi chân điểm dưới đất, thân thể mềm mại tao nhã bay lên. Lâm Thiên, đây là mật địa của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, ta có chỗ dựa cũng chưa chắc sẽ thua cho ngươi, vậy nhìn xem trong 3 tháng thời gian hai chúng ta có ai đạt được chỗ tốt nhiều hơn đi. So sánh thì so sánh, hiện tại bắt đầu. Lục Lâm Thiên cười, khoanh chân ngồi xuống. Năng lượng ti tràn tới, hội tụ ngày càng nhiều, năng lượng bàng bạc làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác được năng lượng ngày càng tinh thuần. Trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm chờ mong, nếu có thể cắn nuốt năng lượng phong hệ này, tuyệt đối sẽ có chỗ tốt thật lớn, đột phá vũ tôn tứ trọng chỉ là chuyện sắp tới. Suy! Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Bạch Linh đang kết xuất thủ ấn, cả không gian chợt nhoáng lên, trước người nàng xuất hiện một đoàn lốc xoáy yêu nguyên khí lưu. Chỉ thấy Bạch Linh mở miệng khẽ hấp, trực tiếp đem năng lượng ti bắn tới hút thẳng vào trong miệng mình. Bắt đầu rồi sao, âm dương linh vũ quyết. Lục Lâm Thiên khẽ quát, thủ ấn kết xuất, âm dương linh vũ quyết vận chuyển, bạch mang chợt lóe, toàn bộ thân thể đều biến thành lốc xoáy. Hô! Cùng một lúc thân thể Lục Lâm Thiên giống như tuôn ra lực hấp xả mạnh mẽ, nương theo năng lượng ti đầu tiên bị cắn nuốt, sau đó là vô số năng lượng ti tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ một lát sau chân khí quanh thân hai người đã mơ hồ có biến hóa, quanh thân cả hai nổi lên bạch mang bao phủ, yêu nguyên cùng chân khí bắt đầu khuếch tán. Bên trong luân hồi cốc, núi non trùng điệp, diện tích cực kỳ rộng lớn. Đại hồn anh đã sớm quay lại nơi lối vào trong cốc, từ bản thể thông báo tin tức về Tiểu Long, lúc này đã biết Tiểu Long bình yên vô sự, nhưng nhóm người Lục Tâm Đồng đi vào luân hồi cốc tìm kiếm tung tích Tiểu Long mãi chưa đi ra, Lục Lâm Thiên không khỏi lo lắng cho mọi người, bởi vì Bạch Linh cùng Mạc Lang từng nói qua, bên trong luân hồi cốc cực kỳ quỷ dị. Siêu siêu! Bên trong khe núi, ba thân ảnh lăng không bay ra, chính là Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long cùng Phi Thiên Ngô Công. Nhìn thấy ba người, đại hồn anh thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ca, tìm được Tiểu Long hay chưa? Lục Tâm Đồng hỏi. Tiểu Long không có việc gì, hiện tại đang ở trong cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, mọi người không sao chứ? Đại hồn anh hỏi. Luân hồi cốc thật sự quỷ dị, chúng ta bị nhốt trong một khe núi, thiếu chút nữa không thể đi ra. Nhớ tới chuyện trước đó, Thiên Độc Yêu Long vẫn còn sợ hãi. Tại sao đại ca vẫn chưa đi ra? Lục Tâm Đồng có chút lo lắng nói. Chúng ta chờ đại ca trở về, tới lúc đó phải đi cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, cần ở lại bên kia một ít thời gian. Đại hồn anh nói. Bên trong dãy núi trùng điệp, ba thân ảnh đứng trong một khe núi, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, chính là Dương Quá, Tuyết Sư cùng Mạc Lang. Không xong, nơi đây quá quỷ dị. Nói không chừng chúng ta đã bị hãm sâu vào nơi này mất. Vẻ mặt Mạc Lang lo lắng, không biết vì sao họ lại rơi vào nơi quỷ dị như vậy, làm cho ba người không thể phi hành, chân khí cùng yêu nguyên đều tắc nghẽn, thậm chí mỗi khi đi một bước đều giống như phải dùng lực lượng vạn cân nặng nề vô cùng. Tuyết sư, người có biện pháp nào đi ra ngoài hay không? Dương Quá cực kỳ ngưng trọng, đã thử đủ mọi biện pháp nhưng chỉ vô ích. Ta cũng không có cách nào. Tuyết sư lắc đầu. Có lẽ có chủ nhân ở đây thì sẽ có biện pháp. Nơi này có 3 con đường, chúng ta tách ra đi tìm, nhìn xem có thể đi ra ngoài hay không, nếu ai có thể thoát ra thì đi tìm nhị đệ tới hỗ trợ. Dương Quá nhìn 3 con đường đan xen trước mặt nói. Được. Tuyết sư cùng Mạc Lang gật đầu, đều tự lựa chọn con đường đi tới, mỗi khi đi một bước giống như phải dốc hết toàn bộ lực lượng. Dương Quá thong thả đi tới, trên trán đẫm mồ hôi. Trong không gian quỷ dị này khiến chân khí của hắn luôn bị áp chế, tốc độ vận chuyển chỉ sợ còn chậm hơn bình thường gấp trăm lần. Nơi này thật quỷ dị. Hắn có cảm giác thật mơ hồ, tựa hồ kể từ khi hắn đi vào luân hồi cốc đã có loại cảm giác này, hiện tại cảm giác như vậy ngày càng thêm rõ ràng. Ánh mắt Dương Quá nghi hoặc, lẩm bẩm. Chẳng lẽ có quan hệ tới không gian thổ hệ sao? Đặng đặng, thần sắc biến đổi, ánh mắt chợt lóe,
giống như đã phát hiện ra điều gì, quanh thân Dương Quá lập tức lan tràn một mảnh hoàng mang, khi bước ra lập tức có một cỗ lực lượng áp chế bắn ngược trở về, thân hình lảo đảo thối lui mấy bước, sắc mặt biến thành tái nhợt. Không có khả năng, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi sao? Dương Quá lại bước tới, hoàng mang chợt hiện, một bước đi ra tiêu hao toàn lực, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhất định là như vậy. Hắn cắn chặt răng tiếp tục bước tới, hoàng mang chấp động, giống như mang theo từng đạo xung quanh thật quỷ dị, bước chân dần dần có chút biến hóa. Phốc! Khi bước thêm bước cuối cùng, Dương Quá phun ngụm máu tươi, miệng hét lớn một tiếng. Phá! Suy suy! Tiếng quát vừa dứt, không gian trước mặt chợt nhoáng lên, đột nhiên xung quanh lắc lư, giống như xúc động cấm chế, một đạo hoàng mang quang thúc trống rỗng bay tới. Không xong! Sắc mặt Dương Quá đại biến, thân hình cấp tốc né tránh, nhưng lúc này tốc độ của hắn như hài nhi cho nên không thể tránh né, đạo hoàng mang lập tức va chạm vào trên người của hắn. Phốc! Cự lực chút xuống, khí huyết trong cơ thể hắn dâng lên cuồn cuộn, Dương Quá phun máu tươi, lập tức tối sầm hôn mê. Suy! Hoàng mang cũng không tiêu tán, trực tiếp bao vây trên người Dương Quá, ở trước mặt trống rỗng hiện ra một khe không gian, hoàng mang quang thúc bay vào biến mất bên trong. Oanh long long! Khe không gian hợp lại, bên trong luân hồi cốc chợt lóe hoàng mang, âm thanh oanh long không ngừng, nhất thời đất rung núi chuyển, giống như động đất, chẳng qua chỉ sau một lúc đã yên tĩnh trở lại. Gì? Động tĩnh thật lớn khiến đại hồn anh cùng ba người Lục Tâm Đồng đều quay đầu nhìn chăm chú, giờ phút này cả luân hồi cốc đều lay động kịch liệt, còn có một cỗ chân khí khiến người sợ hãi chợt lóe rồi biến mất. Trên ngọn núi, Tử Hiên lão tổ đang khoanh chân ngồi. Đột nhiên trong mắt lóe tinh quang, tâm thần phóng thích, sau một lát vẻ mặt đại biến. Luân hồi cốc rốt cục có động tĩnh, ta phải đi xem một chút. Suy, động tĩnh kịch liệt kéo dài không bao lâu đã khôi phục lại bình tĩnh. Ca ca, đại ca cùng Tuyết Sư, Mạc Lang đều ở bên trong, họ không xảy ra chuyện đi. Lục Tâm Đồng lo lắng hỏi. Tuyết Sư cùng Mạc Lang đã trở lại. Đại hồn anh nhìn chằm chằm vào trong cốc. Vừa lúc nhìn thấy có hai thân ảnh cấp tốc chạy tới. Chủ nhân, hai người nháy mắt hành lễ, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Tuyết sư, đại ca của ta đâu? Đại hồn anh lo lắng hỏi. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết, vừa rồi bị vây trong không gian nửa bước khó đi, không biết vì sao đột nhiên khôi phục bình thường, sau đó lại nhìn thấy các vị ở phía trước. Tuyết sư nói, bên trong một không gian, Dương Quá đang nằm trên một giường đá. Nơi này giống như từng tồn tại vô số năm tháng, lộ ra khí tức tang thương xa xưa. Vũ Tôn nhị trọng, vô số năm qua không nghĩ tới rốt cục có người có thể đi vào. Một thân ảnh xuất hiện bên người Dương Quá. Bên trong không gian u tối, Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh rơi vào trạng thái tu luyện, chân khí cuồn cuộn dần dần tràn ngập, bao phủ khắp xung quanh. Năng lượng ti vẫn không ngừng quanh quẩn tràn tới, chân khí hai người thẳng tắp thăng lên. Hô! Cả không gian xung quanh Bạch Linh đột nhiên chao đảo, bạch mang lay động, hào quang ngày càng chói mắt. Hống! Trong không gian yên tĩnh đột nhiên truyền một tiếng thú giống thật lớn. Khi tiếng thú giống vang lên, Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, nhìn qua Bạch Linh, thấy nàng đang đột phá, vào lúc này không thể bị quấy nhiễu. Ngay lập tức hắn nhìn về phía trước, hào quang chợt lóe, bên trong hàng triệu năng lượng ti đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng quang đoàn khổng lồ lớn hơn trăm thước. Năng lượng khí tức bàng bạc nồng đậm tản ra, mang theo quang mang chói mắt. Suy! Hào quang thu liếm, năng lượng quang đoàn hóa thành năng lượng dị thú lớn hơn trăm thước, như hổ phi hổ, như lang phi lang, bạch mang quanh quẩn, chân khí cường hãn. Khi năng lượng dị thú xuất hiện, hàng triệu năng lượng ti giống như bị kinh hách tản ra, không dám tới gần. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào năng lượng dị thú, cảm giác năng lượng dao động, tương đương cấp độ tôn cấp. Không khỏi bật dậy, trong mắt chợt lóe tinh quang. Hống! Ngay nháy mắt Lục Lâm Thiên đứng lên, năng lượng dị thú dẫm mạnh trên mặt đất, thân hình xuất hiện ngay trước mặt Lục Lâm Thiên, tốc độ quỷ dị nhanh tới cực hạn, làm trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc. Một giây sau năng lượng dị thú vung ra một chảo, trực tiếp xé rách không gian. Năng lượng dị thú thật mạnh! Một kích khiến kình phong thổi quét, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Tu vi dị thú tuyệt đối có thể so sánh với Vũ Tôn nhị trọng. Ánh mắt hắn chợt lạnh lùng, một đạo quyền ấn xuyên thủng không gian nhanh như chớp, hoàng mang quanh quẩn, nặng nề va chạm cùng chảo ấn của dị thú. Oanh! Một quyền một chảo va chạm,
kình phong đáng sợ trực tiếp khiến hư không nổ tung, thân thể cao lớn của năng lượng dị thú bị Lục Lâm Thiên chấn lùi mấy bước, trực tiếp nứt nẻ hóa thành mảnh nhỏ, trên thực lực mặc dù nó không kém nhưng so sánh với Lục Lâm Thiên vẫn còn chưa đủ. Hống! Nhưng sau khi bị chấn vỡ, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, năng lượng dị thú lại theo gió phiêu tán mấy chục thước xa, đột nhiên lại ngưng tụ thành bộ dáng hoàn hảo như lúc ban đầu. Có chút quỷ dị. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, xem ra đầu năng lượng dị thú này không dễ đối phó. Suy! Quang mang bao quanh Bạch Linh dao động kịch liệt, hào quang càng thêm chói mắt, không gian xung quanh cấp tốc nhộn nhạo, bỗng dưng vô số bạch mang phóng lên cao. Hô hô! Vô số bạch mang va chạm vào thiên địa năng lượng trên không, lập tức một cỗ chân khí lan tràn khiến cả không gian như run rẩy lên. Suy! Thân thể Bạch Linh chợt lóe, lập tức hóa thành bản thể, da lông trắng tuyết, tám cự vĩ xuyên thấu dựng thẳng trên trời cao. Hống! Năng lượng dị thú bắt đầu run rẩy, không tự chủ được trầm thấp giống lên, giống như bị nhận lấy áp chế. Rốt cục cần đột phá. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn lại, khóe môi lộ ý cười. Hống hống. Nhưng đột nhiên nụ cười của hắn lại biến thành cười khổ. Hống. Bởi vì giữa không trung, từng tiếng thú giống đột nhiên vang lên, từng đạo quang đoàn chói mắt xuất hiện, hào quang thu liễm đã hóa thành từng đầu năng lượng dị thú giống y hệt đầu dị thú ban đầu. Nhiều như vậy. Lục Lâm Thiên trừng mắt, tổng cộng xuất hiện 11 đầu, hơn nữa thêm con đầu tiên, toàn bộ là 12 đầu năng lượng dị thú xuất hiện giữa không trung. Tựa hồ bị sự đột phá của Bạch Linh ảnh hưởng, 12 đầu năng lượng dị thú xuất hiện, nhìn qua Bạch Linh, thân hình chợt lóe đều lao thẳng về hướng nàng, kình phong năng lượng khủng bố chấn động cả không gian đều vặn vẹo, năng lượng phong hệ bàng bạc khiến kình phong gào thét chói tai không dứt. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, nháy mắt chân dẫm hư không, chân khí bao trùm thổi quét tới. Thủ ấn ngưng tụ, năng lượng phong hệ đánh thẳng lên không trung, không gian đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày, tầng mây đột ngột nổi lên gợn sóng kỳ dị. Trong tầng mây trống rỗng xuất hiện vô số thủ ấn khuếch tán, không gian xung quanh nổ tung thành từng khúc. Ca ca! Hơn 10 thủ ấn xuyên thấu không gian rơi lên trên người 12 đầu năng lượng dị thú. Một cỗ dao động đáng sợ nhộn nhạo tản ra, từng tiếng nổ tung ầm ầm vang vọng. Phanh phanh. Không gian nổ vang, kinh khí cuồng bạo thổi quét, 12 đầu năng lượng dị thú đều vỡ nát. Hống hống. Năng lượng tán loạn thối lui, lại ngưng tụ thành 6 đầu dị thú, thân hình hóa thành 200 thước, mà năng lượng dao động cũng mạnh hơn một nửa. Hống. Không hề dừng lại, năng lượng dị thú rít gào hóa thành 6 đạo bạch quang hướng Bạch Linh đánh tới. Thời không lao ngục. Thời không lao ngục hỏa hệ trực tiếp lan tràn, đem cả 6 đầu năng lượng dị thú nhốt kín bên trong. Bên trong thời không lao ngục, năng lượng hỏa hệ nóng cháy hóa thành liệt hỏa hừng hực thiêu hủy cả không gian xung quanh, không gian lực vỡ áp xuống, thời gian lực thổi quét, làm 6 đầu năng lượng dị thú không cách nào đào thoát, nhưng linh hồn công kích lại không tác dụng gì với chúng, bởi vì chúng vốn không có linh trí. Suy suy. 6 đầu năng lượng dị thú bị thiêu đốt tiêu tán. Lục Lâm Thiên lập tức thu hồi thời không lao ngục biến mất không còn. Hống. Lại thêm vài tiếng thú giống truyền ra, 6 đầu năng lượng dị thú vừa tiêu tán lại hợp lại thành 3 đầu càng thêm khổng lồ, thân hình lớn chừng 400 thước, năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt. Thật đúng là quỷ dị. Lục Lâm Thiên nhướng mày, không nghĩ tới lại không tiêu diệt được đoàn năng lượng thể kia, đánh chúng kích tán, nhưng sau khi hợp lại càng thêm mạnh mẽ. Ngao. Bạch Linh rít gào. Âm thanh như lang khiếu, tám cự vĩ không ngừng cắn nuốt thiên địa năng lượng giữa không trung. Suy suy, tám cự vĩ phóng lên cao, cuối cùng xòe ra như hình quạt phát ra bạch sắc quang thúc sáng chói. Quang thúc tiêu tán, bản thể Bạch Linh bắt đầu biến to, quanh thân bao phủ bạch mang thu liếm, dần dần hiện ra một thân ảnh xinh đẹp. Hống hống, ba đầu năng lượng dị thú rít gào, lao thẳng tới trước, vô cùng hung mãnh. Oanh oanh oanh. Thân hình Lục Lâm Thiên chỉ lưu lại tàn ảnh, ba âm thanh nổ bạo trầm thấp vang lên, ba trưởng ấn đẩy lui ba năng lượng dị thú, chẳng qua chúng vẫn chưa tiêu tán. Đặng đặng đặng, ba đầu năng lượng dị thú bị đẩy lui, căm tức nhìn Lục Lâm Thiên. Thật mạnh, hống, ba đầu dị thú lại rít gào hóa thành ba đạo lưu quang bắn ra. Vất vả ngươi, giao cho ta đi. Nhưng đúng ngay lúc này một âm thanh yêu kiều vang lên, không gian chợt chao đảo. Một thân ảnh xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên.
Bạch Linh điểm mũi chân bay lên không trung, thủ ấn biến đổi, yêu nguyên tràn ra, hóa thành ba đạo chảo ấn lớn vài trăm thước đánh thẳng tới ba đầu năng lượng dị thú. Oanh oanh oanh! Chảo ấn bắt lấy ba đầu năng lượng dị thú, không gian lực vỡ áp, trực tiếp đánh tan ba đầu dị thú thành mảnh nhỏ. Kinh phong gió lốc khủng bố thổi quét chân trời, năng lượng phong hệ nồng đậm tan loãng, Bạch Linh lại đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi không sao chứ? Bạch Linh mỉm cười dịu dàng, nụ cười kia thật khó có cơ hội nhìn thấy. Ta không sao. Lục Lâm Thiên phục hồi lại tinh thần, nói. Chúc mừng ngươi đột phá bát giai hậu kỳ. Ân, đột phá rồi. Bạch Linh mỉm cười đáp. Hống. Giữa không trung, năng lượng dị thú lại ngưng tụ, lần này chỉ ngưng tụ thành một đầu lớn hơn ngàn thước, bộ dáng dữ tợn, cuồng phong gào thét không ngớt, chấn động không gian xung quanh tán khai. Năng lượng thể này thật sự quỷ dị. Bạch Linh nhíu mày muốn ra tay. Lưu cho ta đi, giúp ta hộ pháp. Lục Lâm Thiên đặt tay lên vai Bạch Linh ngăn cản nàng, nhìn đầu năng lượng dị thú lớn hơn ngàn thước, môi, ánh mắt lộ vẻ tham lam, năng lượng thể khổng lồ như thế, hắn đi đâu mà tìm a? Được, cẩn thận một chút. Bạch Linh ngừng lại, nàng thoáng cân nhắc đã biết Lục Lâm Thiên muốn làm gì. Hống. Năng lượng dị thú rít gào một tiếng. Đột nhiên lao thẳng về hướng hai người, thân hình khổng lồ đụng nát không gian, chảo ấn xé không rơi xuống. Hống. Một tiếng gầm thật lớn vang lên, Lục Lâm Thiên khởi động thanh linh khải giáp thành trạng thái hổ biến. Suy. Một đạo chảo ấn bay ra, va chạm lên chảo ấn năng lượng dị thú, chảo ấn va chạm cũng không truyền ra chút âm thanh, chỉ có quang mang đột nhiên chói sáng. Âm dương linh vũ quyết. Ngay trong nháy mắt va chạm. Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, từ trong chảo ấn tuôn ra chân khí lốc xoáy cắn nuốt, lập tức hấp xả năng lượng dị thú kéo tới gần. Hống! Năng lượng dị thú sợ hãi, dưới lực cắn nuốt thật lớn không cách nào dãy giụa, năng lượng bàng bạc như hồng thủy tràn vào trong người Lục Lâm Thiên. Sở dĩ Lục Lâm Thiên sử dụng hổ biến, là vì muốn dùng thân thể khổng lồ cắn nuốt năng lượng với tốc độ càng thêm nhanh chóng hơn. Suy! Bên trong không gian chỉ vang lên âm thanh hai cỗ lực lượng va chạm luân phiên, năng lượng dị thú không ngừng giãy giụa, nhưng chân khí của nó ngày càng phai nhạt, chậm rãi thu nhỏ lại. Năng lượng thể vốn không có linh trí, tự nhiên không biết nên làm sao đối kháng lực cắn nuốt, nhưng dù cho có linh trí cũng chỉ vô dụng. Lốc xoáy xoay tròn, một cỗ năng lượng bị chảo ấn lốc xoáy không ngừng nuốt chửng, âm dương linh vũ quyết vận chuyển. Năng lượng phong hệ tinh thuần như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong thân thể của Lục Lâm Thiên. Nửa canh giờ trôi qua, năng lượng dị thú hoàn toàn mất đi sức giãy giụa, vài giờ sau đã bị Lục Lâm Thiên hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Ngay khi tia năng lượng cuối cùng hoàn toàn biến mất, thân thể Lục Lâm Thiên chợt lóe điện mang khôi phục lại hình người, lập tức khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn kết xuất, khí tức bắt đầu tăng lên. Cắn nuốt một đầu năng lượng dị thú khổng lồ như vậy, tương đương năng lượng của một vũ tôn ngũ trọng đỉnh phong, nhưng tinh thuần hơn rất nhiều. Bên trong một hang động, Tử Hiên lão tổ nhìn thấy đại hồn anh của Lục Lâm Thiên, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Bái kiến Tử Hiên sư bá. Đại hồn anh cung kính hành lễ, từ khi đi tới cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đến hôm nay đã qua 2 tháng thời gian, đại hồn anh lần đầu tiên gặp mặt Tử Hiên lão tổ, lúc còn ở bên ngoài luân hồi cốc cũng chỉ nghe qua âm thanh mà thôi, vì vậy hắn mới đi theo trở về nơi này. Thật quỷ dị. Tử Hiên lão tổ luôn nhìn chằm chằm vào đại hồn anh, sau một lát lẩm bẩm nói. Nguyên lai là thân thể do tàn hồn cùng sát khí ngưng tụ, thì ra là thế. Ánh mắt của Tử Hiên sư bá thật lợi hại. Đại hồn anh có chút cây ết yêu ta ép sợ, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nhận ra bản chất của đại hồn anh. Có thể dùng tàn hồn cùng sát khí ngưng tụ phân thân, chỉ sợ phải cần một ít cơ duyên mới được, xem như là kỳ tích. Không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như thế. Tử Hiên lão tổ nói. Thủ đoạn này của ngươi quỷ dị đặc thù, nhưng phải chú ý, nếu gặp phải người có thủ đoạn đặc thù về linh hồn, tốt nhất là tránh đi, bằng không sẽ tổn thất lớn. Tiểu tử nhớ kỹ. Đại hồn anh gật đầu, lập tức hỏi. Tử Hiên sư bá, đại ca ta không có việc gì chứ? Đại ca dương quá biến mất bên trong luân hồi cốc, Lục Lâm Thiên đã tìm mãi vẫn không phát hiện được dấu vết. Nơi này đã hoàn toàn biến dạng, thậm chí không gian quỷ dị mà Tuyết Sư cùng Mạc Lang đã đi qua cùng vài chỗ mà ba người Lục Tâm Đồng bị nhốt cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Luân hồi cốc luôn có chút quỷ dị, không ít cường giả yêu tộc,
thậm chí là Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hoàng tộc cũng từng đi vào tìm kiếm qua, nhưng không phát hiện được gì, cuối cùng đành bất đắc dĩ trở ra, thậm chí bản thân ta cũng đã nghiên cứu mấy chục năm rồi. Tử Hiên lão tổ nói, ý của ngài là trong luân hồi cốc có bí mật gì hay sao? Lục Tâm Đồng hỏi, thể chất thiên phú của nữ oa nhi ngươi thật không tệ, trời sinh độc thể, ta từng nghe nói qua có một vị cường giả trời sinh độc thể, thực lực cực kỳ khủng bố, làm cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Nhìn Lục Tâm Đồng, Tử Hiên lão tổ cười nói, ta đã tìm kiếm bí mật trong luân hồi cốc suốt mấy chục năm, nhưng không tìm được gì, nhiều lần suýt nữa bị vây khốn, nhưng cũng có phát hiện được chút ít tình huống. Trong luân hồi cốc hẳn là do một vị siêu cấp cường giả bố trí một ít thủ đoạn, hơn nữa còn là vũ giả nhân loại, nhưng cụ thể thế nào thì ta không biết, vị cường giả kia thủ đoạn bất phàm, mà bây giờ những nơi kia đều biến mất, người nói Dương Quá lại mất tích bên trong, chỉ sợ có quan hệ tới vị cường giả kia. Tử Hiên lão tổ nói, sư bá, vậy đại ca của ta có bị nguy hiểm hay không? Lục Lâm Thiên hỏi, vậy thì không biết, chỉ có hai kết quả, một là đạt được đại cơ duyên, hai là bất hạnh bỏ mạng, vậy phải xem vận mệnh của hắn, nhưng theo ta quan sát hẳn là cơ hội trước lớn hơn một chút, bằng không những địa phương kỳ quái trong cốc cũng sẽ không biến mất. Tử Hiên lão tổ nói, chỉ mong đại ca không có việc gì. Lục Tâm Đồng lo lắng nói, bên trong một không gian cổ xưa, Dương Quá nhìn thạch thất trước mắt, có vẻ rung động cùng khẩn trương. Dương Quá, ngươi là người đầu tiên thông qua sát hạch của chủ nhân bố trí, nhờ vậy ta cũng đã thức tỉnh. Vào đi thôi, có thể đạt được truyền thừa của chủ nhân hay không phải xem vận mệnh của ngươi. Một thân ảnh đứng bên cạnh nói, chợt phung tay lên, trước mặt xuất hiện một khe không gian. Dương Quá nhíu mày nhìn thạch thất, lập tức bước tới, tiến vào bên trong, khe không gian lập tức biến mất. Bên trong mật địa cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, Bạch Linh khoanh chân ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, thân ảnh kia luôn làm lòng nàng gợn sóng, càng áp chế thì dao động càng lớn. Hô! Ngay khi Bạch Linh có chút thẫn thờ, quang quyển trước mặt đột nhiên dao động kịch liệt. Rốt cục cũng tới lúc đột phá sao? Bạch Linh thì thào nói, tâm thần lập tức quan sát bốn phía, giờ phút này không thể bị quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, Lục Lâm Thiên cảm giác đan điền khí hải của mình chướng đầy, rốt cục đã tới mức không thể áp chế, hắn không chế cỗ chân khí tinh thuần cuối cùng, lại truyền vào trong đan điền khí hải. Phanh! Bên trong đan điền truyền tiếng nổ tung. Một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn, khiến không gian xung quanh ba động mãnh liệt. Một cỗ năng lượng phong hệ tràn ra, lại giống như những sợi tơ trắng rậm rạp lượn lờ bên ngoài thân thể, xen lẫn thiên địa năng lượng hội tụ, cuối cùng dũng mãnh tràn vào cơ thể, tuần hoàn không ngớt. Chân khí trên người Lục Lâm Thiên ngày càng mạnh, trong cơ thể cấp tốc phát sinh biến hóa, mỗi lần thăng cấp tựa hồ đều xuất hiện biến chất nho nhỏ. Vũ Tôn Tứ Trọng lại có dao động kịch liệt như thế sao? Bạch Linh có chút kinh ngạc, nhìn dao động chỉ sợ dù là Vũ Tôn Lục Trọng cũng khó thể so sánh. Một canh giờ sau Lục Lâm Thiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, lập tức thu liễm trở lại. Suy, tay phải vung lên, hóa trưởng thành chảo, chảo ấn rơi xuống, không gian xuất hiện khe nứt thật nhỏ, chân khí của Lục Lâm Thiên mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Vũ Tôn Tứ Trọng, hiệu quả của mật địa quả thật không kém. Nhưng muốn đột phá lên ngũ trọng không biết cần chờ thời gian bao lâu. Lâm Thiên, chúc mừng đột phá, thực lực bây giờ hẳn càng thêm mạnh mẽ đi. Bạch Linh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cười nói. Chỉ mới tứ trọng mà thôi, so sánh với một ít cường giả vẫn không bằng, so với nhóm người đại trưởng lão nhị trưởng lão chỉ sợ chênh lệch càng lớn. Lục Lâm Thiên đứng dậy nói. Ngươi còn chưa biết đủ, đại trưởng lão tu luyện hơn 8.000 năm, nhị trưởng lão tu luyện cũng hơn 7.000 năm. Ngươi mới tu luyện bao lâu, lời này của ngươi nếu bị họ nghe được chỉ sợ họ đánh ngươi cho xem. Bạch Linh khẽ cười nói. Nụ cười động lòng người làm Lục Lâm Thiên ngây người. Sao vậy, trên mặt của ta có gì sao? Bạch Linh nghi hoặc hỏi. Không có, chỉ cảm giác vài năm không gặp ngươi vẫn xinh đẹp như thế. Lục Lâm Thiên cười trả lời. Ngươi cũng nói chuyện ngọt ngào như vậy, cẩn thận Hồng Lăng cùng Cảnh Văn không tha cho ngươi. Bạch Linh trừng mắt, mang theo vẻ thẹn thùng, lại không có vẻ tức giận, nếu là người khác nói chuyện như vậy chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Suy suy, đúng ngay lúc này không gian đột nhiên run lên, giống như sắp bị sụp đổ, một cỗ lực lượng bài xích thật lớn đột nhiên bao phủ lên thân thể hai người, không gian dao động kịch liệt,
sau đó hai người đã bị bài xích ra ngoài. Ca ca. Khi hai người phục hồi lại tinh thần, chân khí cùng yêu nguyên run lên, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ca ca. Lão đại. Trong hang động, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long cùng Đại Hồn Anh đều có mặt, bản thể vừa xuất hiện, Đại Hồn Anh lập tức hóa thành tử kim quang mang bay vào trong ấn đường bản thể. Đều có đột phá, tạo hóa thật không thấp. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ lộ ra ý cười, đảo qua Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh nói. Tiểu tử, kế tiếp các ngươi dự định đi tới hang ổ của Ô Quy tộc hả? Tử Hiên lão tổ ngồi trên ghế, thản nhiên hỏi. Tiền bối, dù sao ta cũng xem như người của Huyền Vũ tộc, người gọi Ô Quy có phải gọi luôn cả ta hay không chứ? Tiểu Long liếc mắt nói, suốt 3 tháng nay hắn đã thân quen với Tử Hiên lão tổ không ít, nói chuyện cũng không khách khí, luôn cảm giác Tử Hiên lão tổ gọi Ô Quy chẳng khác gì mắng luôn cả mình. Ngươi gấp cái gì, đám Ô Quy kia có chịu nhận ngươi hay không còn chưa biết đâu, nếu không thừa nhận ngươi phải làm sao? Hơn nữa cho dù ta gặp đám Ô Quy kia vẫn gọi là Ô Quy, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Tử Hiên lão tổ cười đáp. Cho dù bọn hắn muốn nhận ta, ta còn không thèm tiếp nhận ấy chứ, ta chỉ muốn đi tìm cha ta. Tiểu Long nói. Ngươi nghĩ muốn đi thì đi sao, chỉ sợ ngươi còn chưa thấy được cha ngươi thì đã bị họ bắt lấy. Tử Hiên lão tổ nói. Vậy ta liều mạng với bọn hắn. Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống. Lại có khí khái. Tử Hiên lão tổ nói. Nhưng các ngươi có biết lối vào hang ổ Ô Quy ở nơi nào không, ta sợ các ngươi hoàn toàn không biết đi. Việc này. Tiểu Long gãi đầu, hắn thật sự là không biết. Sư bá, ngài nhất định đã biết. Lục Lâm Thiên cười hỏi. Đương nhiên. Tử Hiên lão tổ mỉm cười, lại nghiêm túc nói. Các ngươi muốn biết thì ta nói cho biết, nhưng các ngươi phải nghĩ kỹ, đi vào trong Huyền Vũ hoàng tộc hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hiện tại có thể xoay chuyển, nhưng họa phúc khó dò, các ngươi xác định phải đi sao? Thỉnh sư bá báo cho, tiểu tử nhất định phải bồi Tiểu Long đi xem sao. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Lão tổ, Bạch Linh cũng muốn đi xem, thỉnh lão tổ thành toàn. Bạch Linh hành lễ nói. Lúc trước nàng đã đáp ứng Tiểu Long giúp hắn đi tìm kiếm cha mẹ hắn. Tử Hiên lão tổ nhìn Bạch Linh, nói. Cũng được, vốn định chỉ đạo cho ngươi một chút, hơn nữa ta có ý định ra ngoài một chuyến, ngươi đi Huyền Vũ hoàng tộc cũng không sao, mặc dù thực lực của ngươi cũng không mấy tác dụng, nhưng đi vào trong đó cũng có vài lão Ô Quy cấp chút mặt mũi cho ta. Đa tạ lão tổ thành toàn. Bạch Linh nói. Ta xem lại huyết độc của ngươi đã. Tử Hiên lão tổ nói. Tàn ảnh đã đi tới bên người Bạch Linh, từng đạo thủ ấn bay ra nhanh như chớp. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng đều lui về phía sau, ánh mắt có chút khẩn trương, Bạch Linh trúng huyết độc ai cũng biết, không biết Tử Hiên lão tổ ra tay có thể giải trừ hay không. Từng đạo thủ ấn rơi xuống, lúc Tử Hiên lão tổ thu hồi thủ ấn, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Sư bá, huyết độc trên người Bạch Linh thế nào? Lục Lâm Thiên tiến lên hỏi. Huyết độc của huyết dực yêu bức bộ tộc đúng là quỷ dị, ta cần suy nghĩ kỹ càng, muốn giải trừ không phải không được, nhưng làm vậy linh hồn sẽ bị trọng thương, ảnh hưởng thật lớn cho tu vi sau này. Tử Hiên lão tổ nói. Nghe vậy sắc mặt mọi người biến hóa, linh hồn bị trọng thương, thân là tu luyện giả đương nhiên đều biết đại biểu cho điều gì. Chẳng lẽ không có cách nào giải trừ huyết độc mà không làm ảnh hưởng tới linh hồn sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng hỏi. Đối với loại chuyện này ta cũng không phải kẻ chuyên nghiệp. Tử Hiên lão tổ nói. Có lẽ lão quái vật sẽ có biện pháp cũng không nhất định, lần này ta định đi cổ vực một chuyến, tới lúc đó hỏi thăm hắn. Sư bá, ngươi muốn đi tìm Nam Thúc? Lục Lâm Thiên hỏi. Hắn đang ở cổ vực, ta đương nhiên phải nhanh chóng tới thăm, nếu không phải mấy tháng nay các ngươi ở trong mật địa, ta đã sớm đi từ lâu. Tử Hiên lão tổ nói, lại nhìn qua Bạch Linh. Bạch Linh, người trúng huyết độc vốn chỉ có 3 tháng thời gian, nhưng đại trưởng lão giúp người áp chế duy trì thêm nửa năm, vừa rồi ta cũng giúp người áp chế một chút, chỉ có thể kéo dài thêm 1 năm, nếu còn tiếp tục áp chế sẽ gây thương tổn linh hồn của ngươi, cho nên hiện tại ngươi chỉ có 1 năm rưỡi thời gian. Đa tạ lão tổ. Bạch Linh hành lễ nói, nàng cũng không quá lo lắng. Hắc sắc huyết tuyến trên lòng bàn tay ngươi chính là nó, nếu huyết tuyến lan tràn tới đầu ngón tay là lúc huyết độc bùng nổ. Trong khoảng thời gian này nếu người bị thương hoặc là thi triển thiên phú công kích cũng sẽ khiến huyết độc tái phát, người phải chú ý. Tử Hiên lão tổ nghiêm túc nói.
Hôm sau trời mở sáng, sương mù vẫn bao phủ khắp nơi, gió lạnh thổi qua, không khí vô cùng tươi mát. Các ngươi cẩn thận. Trên một ngọn núi, Tử Hiên lão tổ nhìn Tiểu Long nói. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ trong hang ổ ô quy nếu có người tìm ngươi gây phiền toái cũng không cần sợ, dùng sức làm loạn cho ta, làm cho bọn hắn long trời lở đất, làm càng lớn đối với ngươi càng thêm ưu đãi. Ân, đã biết. Tiểu Long gật đầu đáp. Hắc hắc, nhớ rõ là tốt rồi, tốt rồi. Tử Hiên lão tổ gật đầu, trong mắt lộ ý cười quỷ dị. Sư bá, tiểu tử cáo từ. Lục Lâm Thiên lên tiếng, mọi người cùng rời đi. Bên ngoài lối vào cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, không gian xung quanh chao đảo, vài thân ảnh bay ra, nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất cuối chân trời. Lão tổ, nếu Tiểu Long tới Huyền Vũ bộ tộc, có bị họ đánh chết hay không? Đại trưởng lão hỏi. Tộc có tộc quy, họa phúc khó định, nhưng trên người tiểu gia hỏa có yêu hoàng khí thiên cấp, còn đạt được truyền thừa của một vị tiền bối Huyền Vũ tộc, chỉ sợ đám lão ô quy cũng luyến tiếc gỡ yêu ta ết hắn, cũng không dám gỡ yêu ta ết, dù sao phải xem đám lão ô quy kia làm sao quyết định. Tử Hiên lão tổ nói. Lão tổ, nhưng vừa rồi ngươi dặn tiểu gia hỏa kia gây lớn chuyện trong Huyền Vũ bộ tộc, chẳng lẽ thật sự làm càng lớn thì càng có lợi cho tiểu gia hỏa kia sao? Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, đương nhiên không phải. Tử Hiên lão tổ cười hắc hắc nói. Ta chỉ chướng mắt đám lão ô quy kia, khiến cho bọn hắn đau đầu một chút, có tiểu gia hỏa kia, lại thêm Lục Lâm Thiên cũng không phải kẻ hiền lành, đủ cho bọn hắn bận rộn. Vậy, đại trưởng lão bất đắc dĩ, vị lão tổ này đã sống trên vạn năm, không nghĩ tới tính cách vẫn như một đứa bé bướng bỉnh, nhưng thực lực chỉ sợ đã vào hàng ngũ một trong những siêu cường giả đỉnh phong cấp đại lục. Phải rồi, ta muốn đi, đi cổ vực thăm vị lão đệ kết bái của ta, thuận tiện có chuyện quan trọng thương lượng với hắn, Bạch Linh cũng đã đi Huyền Vũ hoàng tộc, người quản lý bộ tộc một chút. Tử Hiên lão tổ nói xong, thân ảnh chợt lóe đã biến mất không thấy. Nói đi là đi, ai? Đại trưởng lão thở dài, thân ảnh cũng biến mất. Núi non liên miên, đã cuối mùa thu, màu xanh biếc đã thay thế bằng vẻ ố vàng sơ xác. Hô! Giữa không trung. Cuối chân trời đột nhiên hiện ra một đạo bạch quang lướt nhanh về phía trước. Tâm đồng, muội có biện pháp nào với huyết độc này không? Trên lưng tuyết sư, Lục Lâm Thiên vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải độc cho Bạch Linh, xoay người hỏi Lục Tâm Đồng, nàng là hành gia trong dụng độc, có lẽ sẽ tìm được biện pháp. Lần trước Tâm Đồng đã giúp ta xem qua. Bạch Linh cười nói. Lục Tâm Đồng biết ca ca lo lắng, mang theo vẻ xin lỗi nói. Muội cũng không có cách nào. Huyết độc không đơn thuần là kịch độc, vốn muội cũng có thể giúp Bạch Linh tỷ áp chế thêm nửa năm thời gian, nhưng Tử Hiên lão tổ ra tay áp chế một năm rồi nên muội không còn biện pháp khác. Ngay cả muội cũng không có cách nào sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên càng ngưng trọng. Kỳ thật muội cũng có thể thanh trừ chất độc trong người Bạch Linh tỷ hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ làm tổn thương linh hồn, không tới thời khắc cuối cùng đừng dùng biện pháp này. Lục Tâm Đồng nói, mọi người cũng không cần lo lắng cho ta. Bạch Linh vỗ nhẹ vai Tiểu Long, nói. Hiện tại Tiểu Long cần đi Huyền Vũ hoàng tộc, đây là việc khẩn cấp trước mắt, chỉ sợ chúng ta đi vào sẽ gặp phải không ít phiền toái. Dù sao ta đã quyết định, ai dám ngăn cản ta đi tìm cha ta sẽ liều mạng với hắn. Tiểu Long siết chặt nắm tay nói. Nếu có thể liều mạng thì có thể làm được, chỉ sợ thậm chí chúng ta cũng không có thực lực để liều mạng. Lục Lâm Thiên nói. Lão đại! Người đây là đề cao chí khí người khác, diệt uy phong của mình. Tiểu Long nói. Không phải, dù không địch lại chúng ta cũng phải đại náo một trận, nếu chọc giận hai huynh đệ chúng ta, dù Huyền Vũ hoàng tộc là trời chúng ta cũng phải chọc ra một lỗ thủng. Lục Lâm Thiên cười nói. Còn có ta mà. Thiên độc yêu Long kêu lên. Đại náo Huyền Vũ hoàng tộc, trời ạ. Chỉ có Mạc Lang không nói gì, nghĩ tới chuyện đó cũng đủ làm hắn tuôn mồ hôi lạnh. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú xuống bên dưới, dãy núi nguy nga sừng sững trong tầm mắt, cảnh tượng lướt qua thật nhanh, một lúc sau hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nhắm mắt lại, Lục Lâm Thiên tiếp tục lĩnh ngộ thời không lao ngục của mình. Núi non trùng điệp, bên trên một sườn núi thấp thoáng một dãy kiến trúc khổng lồ, lúc này là cuối mùa thua, cả vùng núi bao phủ một mảnh vàng nhạt úa tàn. Nhưng trên ngọn núi cây cối lại sum suê, lá vàng điêu linh. Gió thu thổi qua mang theo khí lạnh tươi mát. Trên một quảng trường, một thân ảnh nho nhỏ,
đoạn kiếm trong tay không ngừng huy động kiếm ảnh, tuy thân ảnh thật nhỏ nhưng vũ kiếm vẫn có chút khí thế. Thân ảnh kia chính là một nữ đồng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu nhưng khi múa kiếm lại mang theo vẻ túc sát. Đương! Sau một lát nữ đồng thu kiếm, dùng đoạn kiếm chống xuống đất, bắt đầu thở hổn hển. Nữ đồng chỉ khoảng 2-3 tuổi, bím tóc nhỏ vểnh về phía trước, dây cột tóc màu hồng phất phơ, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt đỏ hồng, hẳn là đã mệt nhọc. Du thược, có mệt hay không? Một âm thanh thanh thúy truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi qua, khuôn mặt tuyệt mỹ, lại không trang điểm nhưng vẫn lộ ra vẻ dễ thương, chính là Lăng Thanh Tuyền. Mẹ! Tiểu nữ đồng nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền liền bổ nhào tới. Du thược ngoan, cho mẹ ôm cái nào. Lăng Thanh Tuyền xoay người ôm nữ đồng vào lòng. Mẹ, sao bây giờ mẹ mới trở về, con nhớ mẹ. Nữ đồng quyệt miệng hôn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt lộ vẻ cao hứng nói. Mẹ đi ra ngoài làm chút việc, nào, cho mẹ nhìn xem du thược có cao lớn hơn hay không. Lăng Thanh Tuyền đặt nữ đồng xuống đất, cẩn thận kiểm tra, ánh mắt thật ôn nhu. Mẹ, cha con đâu, vì sao người khác có cha mà con không có? Nữ đồng nhận chân nhìn Lăng Thanh Tuyền hỏi. Việc này, Lăng Thanh Tuyền ngẩn ra, ánh mắt có vẻ than thở cùng bất đắc dĩ. Mẹ, mỗi lần mẹ đều không chịu nói với con, lần này con nhất định phải biết. Tiểu nữ đồng nhận chân nhìn Lăng Thanh Tuyền, đôi mắt trẻ con sâu thẳm, mũi cao thẳng mang theo tính cách quật cường. Du thược, có một ngày nào con đột phá vũ vương linh vương thì mẹ sẽ nói với con, được không? Lăng Thanh Tuyền quan sát nữ đồng, trên vầng trán nữ nhi đã lộ ra khí chất giống như hắn. Được, chúng ta ngoéo tay, một lời đã định, tới lúc đó mẹ nhất định phải nói cho con biết. Tiểu nữ đồng nói, được, mẹ đưa con đi ăn thức ăn ngon được chứ? Lăng Thanh Tuyền đứng dậy nắm tay nữ nhi, lập tức đi xuống núi, tiểu nữ đồng tung tăng chạy xuống, giống như con bướm nhỏ, tiếng cười khanh khách không ngừng quanh quẩn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau trên không trung bạch quang chợt lướt, khí lãng khuếch tán, sau một lát trước mặt họ xuất hiện một mảnh thủy vực khổng lồ. Chúng ta đã tới nơi rồi. Bạch Linh lên tiếng. Suy. Lục Lâm Thiên dừng lĩnh ngộ, mở mắt, ánh mắt thâm thúy như tinh tú trong đêm. Mọi người cùng dừng tu luyện, lập tức nhảy xuống lưng Tuyết Sư Lăng không đứng thẳng, Tuyết Sư cũng hóa thành hình người. Tới rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào thủy vực phía trước, núi non liên miên bao quanh, phong cảnh thật mỹ lệ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Huyền Vũ hoàng tộc. Phải, ở bên trong. Bạch Linh lập tức nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long, người gọi bọn hắn đi ra đi. Được. Tiểu Long gật đầu, liền bước về phía trước, thủ ấn biến hóa. Trên ngón trỏ bay ra một giọt máu tươi, lập tức ngưng tụ thành thủ ấn quỷ dị. Mở cửa ra cho ta. Tiểu Long quát một tiếng, thủ ấn đẩy ra, trực tiếp bay thẳng lên trời cao. Phanh! Không gian phía trước rõ ràng là trống rỗng, nhưng lúc này lại đột nhiên nổ tung, cả không gian nổi lên dao động kịch liệt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không trung đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không có phản ứng sao? Lục Tâm Đồng lẩm bẩm. Nhưng lời của nàng còn chưa dứt, đột nhiên từ trên không vang lên tiếng quát như sấm. Là ai muốn chết, dám ở trước cửa Huyền Vũ hoàng tộc hô to gọi nhỏ. Suy suy, giữa không trung đột nhiên hiện lên một cửa động giống như khe không gian, từng luồng gió xoáy gào thét lan tràn, hai thân ảnh tráng kiện đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Đó là hai người chừng 30 tuổi, thân mặc trường bào, mắt sáng như sao. Khí tức trên người của họ làm cho Mặc Lang, Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công vô hình chung đều bị áp chế. Hai thất giai sơ kỳ sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, nguyên lai Huyền Vũ hoàng tộc cũng có không gian riêng của mình, nếu không biết chính xác địa chỉ, dù tìm khắp tổ yêu lâm cũng không tìm thấy. Là các ngươi ồn ào sao? Hai người xuất hiện, người bên trái sắc mặt giận dữ, trong lòng lại có chút nghi hoặc, lối vào trong tộc cũng chỉ có tộc nhân mới có thể mở ra. Những yêu thú khác căn bản không thể mở, thậm chí là không thể va chạm vào, mà vừa rồi lối vào nổi lên dao động kịch liệt, mà những người trước mắt cũng không phải tộc nhân. Là ta hô, có vấn đề gì sao? Tiểu Long thản nhiên nói. Ngươi lại có chuyện gì, nếu không nói rõ ràng cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Người bên phải tiến lên một bước, cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long, ánh mắt hắn có chút biến hóa. Mở cửa cho chúng ta đi vào là được. Những chuyện khác không liên quan các ngươi. Tiểu Long nhíu mày,
dù sao cũng không có biện pháp lẻn vào Huyền Vũ bộ tộc, chỉ bằng nghe lời Tử Hiên lão tổ, đại náo một trận. Càn rỡ! Đại hán bên phải quát lớn một tiếng, thân là thành viên Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng thiếu niên kia lại không hề xem họ vào trong mắt, làm sao còn nhẫn nhịn được, thân ảnh lao thẳng về hướng Tiểu Long, chân khí phóng thích, một đạo quyền ấn vung thẳng tới. Phanh! Một quyền đánh ra rơi thẳng lên người Tiểu Long, tựa như đánh lên tấm sắt, một cỗ phản lực chấn khai, khiến cánh tay người kia răng rắc một tiếng liền bị gãy xương. Hừ, cút xuống cho ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng cho ta động thủ. Tiểu Long quát lớn. Tiểu Long vốn tới gây chuyện, vì vậy sẽ không khách khí, cười lạnh nhìn hai người trước mắt, trong tích tắc một quyền đã rơi lên vai trái đại hán kia. Phanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp. Thân thể đại hán rơi thẳng xuống dưới thủy vực, ký sóng lớn dựng lên mấy chục thước, nhìn qua chẳng khác gì thủy lôi nổ tung. Càn rỡ, các ngươi thật lớn mật. Đại hán còn lại hét một tiếng, nhưng một chảo ấn đã rơi lên cổ hắn. Ngoan ngoãn mang ta đi vào, bằng không cho ngươi biết tay. Âm thanh Tiểu Long truyền vào trong tai của hắn. Ngao! Bên trong thủy vực vang lên tiếng nổ tung, một vật cành càng phóng lên cao, cùng âm thanh nghe như long ngâm rít gào. Sóng nước cuồn cuộn, đại hán khi nãy đã hóa thành bản thể Huyền Vũ lớn chừng 700 thước, một cỗ yêu hoàng khí lan tràn. Đây là bản thể Huyền Vũ sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, bản thể Huyền Vũ này không phải thú thể quy xà giao nhau, mà chỉ là thú thể quy hình mà thôi, toàn thân lóe sáng quang mang, mai rùa lan tràn yêu hoàng khí, nhưng loãng hơn Tiểu Long rất nhiều, bởi vì yêu hoàng khí của Tiểu Long cũng làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy uy áp. Hơn nữa dù là giữa hắn cùng Tiểu Long đã có huyết khế. Đồ khốn, dám mạo phạm Huyền Vũ hoàng tộc, người nhất định phải chết. Bản thể Huyền Vũ khổng lồ xoay quanh, rít gào cả giận quát. Yêu hoàng khí huyền cấp mà thôi, còn dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Thân ảnh Tiểu Long đột nhiên biến mất tại chỗ. Cút xuống đi. Một giây sau Tiểu Long quát lớn một tiếng, một đạo quyền ấn đã đánh lên mai rùa. Phanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp, cự lực chút xuống, trên mai rùa vang lên tiếng răng rắc, lập tức hiện ra nứt nẻ rậm rạp như mạng nhện. Oanh! Ngay sau đó đầu Huyền Vũ lập tức nện xuống thủy vực bên dưới, kích lên sóng nước càng thêm khủng bố, cả thiên không cũng chao đảo lên. Mà đại hán còn lại cũng đã bị Tiểu Long nắm trong tay, căn bản không thể nhúc nhích, vừa nhìn thấy một màn này liền hít sâu một hơi. Ánh mắt Tiểu Long nhìn tới lối vào, vẻ mặt ngưng trọng. Không biết là vì khẩn trương khi sắp gặp phụ thân hay là sau khi bước vào trong sẽ họa phúc khó dò. Lão đại, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Long quay đầu nói. Chúng ta cùng nhau đi vào, có lão đại ở đây. Lục Lâm Thiên đi tới vỗ vai Tiểu Long nói. Có lão đại ở đây, đệ không sợ. Tiểu Long vỗ cánh tay Lục Lâm Thiên nói. Ân, huynh đệ chúng ta xông vào. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Hai người kích trường. Lập tức tiến vào bên trong không gian lốc xoáy. Chúng ta cũng vào đi thôi. Bạch Linh nói, thân ảnh chợt lóe tiến vào bên trong không gian lốc xoáy, mọi người theo sát phía sau, không gian lốc xoáy liền biến mất không thấy bóng dáng. Suy suy, thân ảnh Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long nhảy ra khỏi không gian lốc xoáy, sau đó nhóm người Bạch Linh cũng xuất hiện. Bên trong cũng không khác biệt với bên ngoài, núi non liên miên, không ít con sông uốn lượn xuyên toa giữa những đồi núi. Ở trước mắt bọn họ là một quảng trường thật lớn, từng dãy kiến trúc sừng sững, đều xây dựng theo kiểu cung điện khổng lồ. Yêu hoàng khí thật mạnh. Nhóm yêu thú thiên độc yêu long vừa đi vào, lập tức cảm giác bị yêu hoàng khí áp chế, thân thể run rẩy, khí tức kia trực tiếp ảnh hưởng yêu nguyên cùng huyết mạch của bọn họ. Siêu siêu. Dường như cảm giác được khí tức của nhóm người Lục Lâm Thiên, khắp bốn phía xuất hiện không ít thú ảnh quy hình, trên lưng có mai rùa thật dày, ánh mắt nhìn chăm chú vào đoàn người. Ước chừng tới mấy trăm đầu, đều lớn cỡ vài thước. Huyền Vũ bộ tộc. Mọi người nhìn nhau, đây đều là Huyền Vũ tứ giai ngũ giai, cũng không ít lục giai, bọn họ đều nhảy lên không trung. Người nào tự tiện xông vào Huyền Vũ hoàng tộc? Một tiếng hét lớn truyền ra. Siêu siêu. Theo tiếng quát rơi xuống, từng tiếng xé gió truyền tới, ước chừng có 50 thân ảnh từ trong dãy kiến trúc lướt ra, lập tức bao vây đoàn người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, hơn 10 thân ảnh tu vi thất giai, một tu vi thất giai hậu kỳ, ba thất giai trung kỳ, còn lại đều là sơ kỳ. Đồ khốn, các ngươi là ai? Đầu lĩnh trung niên là thất giai hậu kỳ, thân hình cao lớn,
khoảng hơn 2 thước, nhìn thấy Tiểu Long bắt giữ tộc nhân, lập tức giận dữ. Hừ, ánh mắt Tiểu Long thản nhiên lướt qua bọn họ, hừ lạnh một tiếng, đem đại hán trong tay ném xuống quảng trường, nói. Nhớ kỹ lần sau khách khí với ta một chút, lần này chỉ cho ngươi chút giáo huấn. Phanh, người kia bị ném xuống quảng trường, mặt đất nứt nẻ, cho dù lấy lực phòng ngự của Huyền Vũ hoàng tộc cũng phun máu tươi, Tiểu Long ném người thật không chút khách khí. Thật to gan, muốn chết. Nhìn thấy tộc nhân bị ném xuống đất, ánh mắt nhóm Huyền Vũ giận dữ quát to. Chư vị, thỉnh thông báo một tiếng, tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc Bạch Linh tới thăm. Bạch Linh lên tiếng. Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc. Đầu lĩnh trung niên xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Bạch Linh, ánh mắt thoáng biến đổi, tựa hồ bị dung nhan của nàng làm chấn động, lập tức khôi phục thần trí, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc là có thể ra tay với Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta sao? Chuyện này không liên quan tới Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, là do ta ra tay mà thôi, có bản lĩnh tìm ta tính sổ. Tiểu Long khoanh tay đứng thẳng, thản nhiên liếc đầu lĩnh trung niên nói. Tiểu tử, làm bị thương người trong Huyền Vũ hoàng tộc, người sẽ trả giá thật đắt, người đâu, bắt tiểu tử này. Ánh mắt đại hán lạnh lẽo nhìn Tiểu Long quát. Chư vị, chúng ta chỉ tới tìm người mà thôi, vừa rồi do họ ra tay trước, chư vị không cần đánh đi. Lục Lâm Thiên nói. Các ngươi phải nghĩ kỹ trước, dám ra tay với ta cũng sẽ không khách khí. Tiểu Long thản nhiên nói. Qua nhiều năm như vậy ta chưa từng nghe nói qua có người dám hung hăng càn quấy trong nơi ở của Huyền Vũ hoàng tộc, mặc kệ các ngươi là ai, bắt trước nói sau. Đại hán lạnh nhạt nói. Bó tay chịu trói, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hơn 10 thân ảnh mang theo khí thế gươm tuốt vỏ nỏ dương dây bước tới, không ít tu vi lục giai xoay quanh giữa không trung, từng luồng khí thế lập tức lan tràn. Khí thế vừa phóng thích, Phi Thiên Ngô Công, Mạc Lang, Tuyết Sư cùng Thiên Độc Yêu Long cảm giác vô cùng áp lực, Thiên Độc Yêu Long đỡ hơn một chút, còn chưa có phản ứng quá lớn, nhưng Phi Thiên Ngô Công cùng Mạc Lang đã sớm tuôn mồ hôi lạnh, Tuyết Sư cũng không thoải mái. Lão Đại, Tiểu Long nhìn qua Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Tâm Đồng, Độc Long Huynh, mọi người lui ra phía sau đi, giao cho ta cùng Tiểu Long là được rồi. Mặc dù Lục Lâm Thiên không muốn động thủ, nhưng chỉ sợ không kinh sợ người khác thì không được. Có lẽ Tử Hiên lão tổ nói đúng, làm càng lớn càng tốt cho Tiểu Long. Được. Bạch Linh ý bảo mọi người theo mình lui ra phía sau, mọi người cũng không cần ra tay với những yêu thú vây quanh này, đợi khi cường giả Huyền Vũ hoàng tộc ra mặt, mọi người cũng không giúp được gì quá lớn. Bạch Linh cũng biết hiện tại mình đại biểu cho Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, không thể tùy tiện xuất thủ, nếu nàng ra tay, tình huống sẽ phát sinh không ít biến hóa. Lão đại cùng đệ quậy chút. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, quay đầu nhìn nhóm Huyền Vũ hoàng tộc, hắn từng đối phó Thanh Long hoàng tộc, tuy nơi này là hang ổ của Huyền Vũ, nhưng hắn cũng không e ngại họ. Nhìn các ngươi hẳn không có ý định bó tay chịu trói, động thủ bắt toàn bộ cho ta. Đại hán đầu lĩnh chợt quát, thân hình tháp sắt lao thẳng về hướng Tiểu Long, một đạo chảo ấn liền đánh xuống. Ca ca, âm thanh trầm thấp vang lên, nương theo yêu hoàng khí. Tu vi thất giai hậu kỳ thậm chí đột phá tới bát giai sơ kỳ gặp phải yêu hoàng khí cũng bị sút giảm tu vi. Ta kháo, yêu hoàng khí huyền cấp mà cũng khoe khoang trước mặt ta. Một đạo chảo ấn vỡ áp xuống, ánh mắt Tiểu Long lạnh lùng, thân ảnh bay ra, một quyền hội tụ, quyền ấn xuyên thủng hư không hung hăng va chạm vào chảo ấn, một quyền một chảo lập tức tiếp xúc lẫn nhau. Phanh! Tiếng nổ trầm thấp truyền ra, quang mang tán phát, đại hán phun ra máu tươi. Thân hình tháp sắt thẳng tắp nện xuống ngoài trăm thước, đá vụn kích tán, hậu quả này hắn chưa từng nghĩ tới. Lão đại, xem ai thu thập nhiều hơn. Ngay khi nhóm Huyền Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tiểu Long đã lao tới trước. Một đám ô quy không biết trời cao đất dày, thật cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Oanh oanh oanh! Thân ảnh Tiểu Long nhanh như chớp, từng đạo quyền ấn bay ra, không gian run rẩy, mặt đất chấn động, mỗi quyền đều đánh trúng một thân ảnh. Động thủ. Lục Lâm Thiên than nhẹ một tiếng, chân khí run lên, không gian thổ hệ lan tràn, thúc dục thời gian loạn, quyền ấn cấp tốc hạ xuống. Oanh oanh oanh. Phốc. Ánh mắt nhóm Huyền Vũ hoa lên, căn bản không kịp né tránh, miệng không ngừng phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây văng ra ngoài. Phanh. Chỉ nháy mắt người cuối cùng đã nện xuống dưới quảng trường, mặt đất không ngừng nứt vỡ. Lão đại, đệ đánh bay 26 tên.
Tiểu Long Lăng không đứng thẳng, sắc lạnh nói. Ta đánh 25. Lục Lâm Thiên nhợt nhạt cười. Hô! Mấy trăm huyền vũ tu vi dưới lục giai đều hít sâu một hơi, hơn 50 thất giai không ngờ chỉ nháy mắt đã bị đánh rơi xuống đất, hai người này rốt cục là ai? Là vũ tôn cùng linh thú bát giai. Hơn 50 thất giai đều kinh hãi, miệng phun máu tươi, ánh mắt rung động. Một đám người giãy giụa đứng lên, sắc mặt giận dữ. Đảm lượng thật lớn, dám hung hăng càn quấy trong huyền vũ hoàng tộc. Lại một tiếng hét lớn vang lên, không gian xung quanh chợt lay động, 12 thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Chân khí đoàn người thật cường hãn, không khí nhất thời trở nên áp lực, khí thế kinh người lan tràn, không gian trực tiếp vặn vẹo. Một bát giai hậu kỳ, hai bát giai trung kỳ, chín bát giai sơ kỳ. Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long đưa mắt nhìn nhau, 12 người này đều có tu vi bát giai, nhưng khí tức người bát giai hậu kỳ dường như mới đột phá chưa lâu. Bái kiến đại hộ pháp, bái kiến chư vị hộ pháp. Toàn bộ yêu thú huyền vũ bộ tộc đồng loạt cung kính hành lễ. 12 người vừa tới nhìn thấy các yêu thú bị đánh té ngã trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó xem. Siêu siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang đánh giá những người này, có tiếng xé gió từ xa mà đến, từng thân ảnh nhanh như lưu tinh lướt qua không trung, nháy mắt chỉnh tề xuất hiện trên quảng trường. Những thân ảnh này mặc trường bào màu đen, khoảng 200 người, vẻ mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén như đao, làm người nhìn vào đã cây ết yêu ta ép sợ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, chân khí những người này đã tới cấp độ thất giai hậu kỳ, cũng có một ít trung kỳ, nhưng cũng đã tới trung kỳ đỉnh phong. Hộ tộc hộ pháp đoàn nghe lệnh. Một lão giả khoảng 50 tuổi thân hình hơi béo liếc nhìn nhóm người Lục Lâm Thiên, chợt quát. Siêu siêu. 200 thân ảnh nhảy ra, chân khí cường hãn dao động, yêu hoàng khí bàng bạc bao phủ không trung, làm người ta không dám tiến thêm một bước. Đội hình này thật không nhỏ a. Lục Lâm Thiên nhíu mày, không hổ là huyền vũ hoàng tộc, vừa ra tay đã có thực lực như thế. Tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc ra mắt chư vị cường giả. Sắc mặt Bạch Linh biến đổi, khí tức bát giai hậu kỳ phóng thích, thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển bước ra. Tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc không phải là Hồng La tộc trưởng sao? Ánh mắt lão giả bát giai hậu kỳ hơi biến, đánh giá Bạch Linh, phất tay ngăn cản hộ tộc hộ pháp đoàn. Hồng La tộc trưởng đã bế quan, ta vừa tiếp nhận chức phụ tộc trưởng. Bạch Linh trả lời. Bạch Linh tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi vừa tiếp nhận chức tộc trưởng, thì muốn ra tay với huyền vũ hoàng tộc hay sao? Ánh mắt đại hộ pháp nhìn Bạch Linh tựa hồ có chút cố kỵ, nhưng vẫn tức giận nói. Uy, Bạch Linh tỷ chỉ đi cùng ta mà thôi, việc này không quan hệ gì với cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Tiểu Long đánh giá đại hộ pháp, người này là đầu lĩnh, vì thế hắn liền chú ý. Ánh mắt đại hộ pháp nghi hoặc nhìn Tiểu Long, lại nhìn qua Bạch Linh nói. Bạch Linh tộc trưởng, nếu việc này không quan hệ tới cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, vậy mời ngươi lui ra phía sau đi. Chờ ta giải quyết xong chuyện này sẽ mời tộc trưởng nói chuyện. Vị hộ pháp này, tuy chuyện hôm nay không quan hệ tới cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, nhưng lần này ta lấy tư cách riêng tư đi cùng bọn họ, xin thứ lỗi không thể lui xuống. Bạch Linh nói, cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, được, ta nhớ kỹ, ngươi nên nhớ đây là địa phương của huyền vũ hoàng tộc. Ánh mắt đại hộ pháp âm trầm đảo qua Bạch Linh. Lão gia hỏa, đã nói không quan hệ với cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, ngươi còn nói cái rắm. Muốn động thủ thì nhanh lên, một đám ô quy tự cho mình siêu phàm. Tiểu Long quát to. Càn rỡ, ngươi là người phương nào lại dám càn rỡ với đại hộ pháp? Nghe được lời của Tiểu Long, nhóm hộ pháp quát lớn, chân khí tràn ra tập trung vào Tiểu Long. Ngươi là người phương nào? Đại hộ pháp vung tay ý bảo mọi người đừng nóng nảy, ánh mắt tập trung vào Tiểu Long, khí tức trên thân hắn khiến cho lão giả có cảm giác quen thuộc. Ta chính là người ngươi muốn tìm. Mẹ ta là người của Thanh Long nhất tộc, tới đây là vì tìm cha ta. Ánh mắt Tiểu Long nhìn thẳng đại hộ pháp, hàn ý lan tràn. A, à, là hắn. 12 người tu vi bát giai đưa mắt nhìn nhau, đồng thời rơi lên người Tiểu Long, có kinh ngạc, có ngoài ý muốn, còn có tò mò. Nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới còn dám vào trong tộc, vậy hôm nay càng không thể cho ngươi rời đi, nhất định xử trí theo tộc quy. Ánh mắt đại hộ pháp run lên nói. Chư vị, Tiểu Long chỉ muốn đi tìm phụ thân mà thôi, chẳng lẽ các ngươi thật sự không để ý huyết mạch đồng tộc, muốn động thủ sao? Nhìn thấy thái độ của đại hộ pháp, trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng.
huyết mạch không tinh khiết, án tộc đương chu, ngươi chính là nhân loại Lục Lâm Thiên đã kết huyết khế với nghiệt chủng này đi, dựa theo tộc quy cũng nên gợi yêu ta ết ngươi. Ánh mắt đại hộ pháp mang theo sát ý tập trung Lục Lâm Thiên, tựa hồ cũng biết sự tồn tại của hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, dáng vẻ của lão giả cũng khơi dậy ngạo khí trong lòng Lục Lâm Thiên, dù sao hắn đã xuất thủ với Thanh Long Hoàng tộc, cũng không e ngại Huyền Vũ Hoàng tộc, cười lạnh nói. Ha ha, án tộc đương chu, Huyền Vũ bộ tộc thật đúng là cuồng ngạo a, chẳng qua theo ta xem chỉ bằng ngươi còn chưa có bổn sự này đi. Tiếng cười lạnh truyền ra, chân khí run lên. Ai dám ngăn cản ta tìm cha ta, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Long quát lạnh một tiếng, ánh mắt lướt quanh bốn phía. Hạng người cuồng vọng, đừng quên nơi này là Huyền Vũ Hoàng tộc. Một hộ pháp bát giai trung kỳ không nhịn được quát to. Hộ tộc hộ pháp đoàn, bắt bọn hắn. Siêu siêu. 200 thân ảnh lập tức gươm tuốt vỏ nỏ dương dây. Buồn cười, muốn dựa vào đám phế vật này đối phó Long ra sao? Tiểu Long cười lạnh nói. Hôm nay cho đám ô quy các ngươi nhìn xem, các ngươi có bản lĩnh gì đối phó Long ra? Suy. Dứt lời thân hình hắn nhảy lên lao thẳng về phía trước. Càn rỡ. Hai người tu vi thất giai hậu kỳ đỉnh phong thét lớn một tiếng, thả người nhảy ra, từng đạo quyền ấn oanh thẳng về hướng Tiểu Long. Ca ca. Hai đạo quyền ấn lam mang khởi động, trong không gian vang lên tiếng nổ tung. Hai tên sao, cũng không đáng cho ta để vào trong mắt. Tiểu Long quát lớn, hai tay run lên, hai quyền ấn mang theo kim sắc hỏa diễm bay ra. Oanh oanh. Quyền ấn va chạm, tiếng nổ tung như sấm sét. Ca sát, phốc. Kim sắc hỏa diễm chút xuống quyền ấn của hai người kia, tiếng xương gãy vang lên răng rắc, cả hai phun máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài vài trăm thước, nặng nề đập xuống quảng trường. Phanh phanh. Đất rung núi chuyển, đá vụn kích tán, mặc dù Tiểu Long có chút lưu thủ nhưng không hề lưu tình. Siêu siêu. Ngay khi hai tu vi thất giai hậu kỳ ra tay với Tiểu Long, lại có hai thất giai hậu kỳ đỉnh phong lao về hướng Lục Lâm Thiên. Ca ca. Yêu Nguyên run lên, lam mang bắn ra, cả không gian đều vang tiếng gió rít.